Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 421, sự liên thủ mạnh mẽ đáng sợ. Không chỉ riêng gì Bạch Tôn Giả, mà mối quan hệ nhân quả giữa Tống Thư Hàng và tán tu Lý Thiên Tố còn sâu hơn. Nếu như có cách chữa trị được cho con gái của Lý Thiên Tố thì đương nhiên Bạch Tôn Giả cũng sẽ không ngại chuyện tự tay mang về. Khi nghe đến đây, Tống Thư Hàng đưa tay sờ lên lồng ngực của mình. Có lẽ, linh quỷ có phản ứng mạnh mẽ với bốn bức tranh như vậy không chỉ là bởi vì cách mở cánh cửa cấm địa được cất giấu trong đó, mà còn là vì rất có thể bên trong cấm địa đó có cách chữa khỏi cho con gái của Lý Thiên Tố chăng? Chỉ là không biết bây giờ con gái của Lý Thiên Tố có còn sống hay không nữa. Sở Mỗ thay mặt Lý Đạo Hữu cảm ơn đại ân của tiền bối, Sở Bá Khang nói với giọng kiên định, sau đó hắn đứng dậy nói tiếp. Sở Mỗ có một tấm bản đồ chi tiết về cấm địa mà Lý Đạo Hữu phát hiện ra, còn có thêm một bản ghi chép kỹ càng về quá trình thám hiểm cấm địa của ta và Lý Đạo Hữu khi đó nữa. Đợi sau khi trở về địa bàn của Sở gia, Sở Mỗ sẽ giao tấm bản đồ và bản ghi chép đó cho tiền bối. Dù hắn lần đầu tiên hắn và Lý Thiên Tố tiến vào đó mạo hiểm thì vẫn chưa hề đến được chỗ cánh cửa vào cấm địa kia, nhưng tất cả những điều nguy hiểm và nên chú ý trên nửa đoạn đường đầu tiên tới cấm địa đó, hắn đều ghi chép lại đầy đủ. Bạch Tôn Giả cười nói. Thế thì chờ ngày mai khi ta và các đạo hữu khác đến Sở gia làm khách, ta sẽ đến chỗ ngươi lấy tấm bản đồ của cấm địa đó cũng được. Vậy thì tốt quá, vậy Sở Mỗ xin phép trở về giải quyết ổn thỏa những rắc rối trên địa bàn của Sở gia trước. Rồi sẽ cung kính chờ đợi các vị tiền bối và đạo hữu, Sở Bá Khang trả lời. Sau đó Sở Bá Khang mang bốn bức hỏa kiếm quyết kia trở về địa bàn của Sở gia trước. Bảo vật bị mất nay đã lấy lại được, hơn nữa trong tộc vẫn còn rất nhiều chuyện hắn phải xử lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi Sở Bá Khang rời đi, Vũ Nhu Tử kéo Tống Thư Hàng và sư huynh Lưu Kiếm Nhất của mình lượn một vòng quanh động dung nham. Nếu cái hang động này là căn cứ của vị tiên sinh kia, thì chắc chắn cũng sẽ cất giấu không ít bảo vật. Cuối cùng, Vũ Nhu Tử và Tống Thư Hàng quả thật đã tìm được một vài món bảo vật. Có rất nhiều thùng chứa máu tươi, và một vài bộ da người trông rất đáng sợ bên trên có khắc họa rất nhiều phù văn. Ngoài ra, còn có một vài linh kiện con rối và một chút linh thạch. Có thể thấy được cái động dung nham này chỉ là hang ổ tạm thời của vị tiên sinh đó, chẳng có thứ gì đáng giá cả. Sau khi chia đều chỗ linh thạch ít ỏi kia cho cả ba người, Vũ Nhu Tử lập tức sử dụng pháp thuật hỏa liệt, thiêu hủy toàn bộ chỗ máu tươi và da người đó. Khi ba người trở lại cửa hang động, đúng lúc nghe thấy Bạch Tôn Giả nói. Linh Điệp đạo hữu, bây giờ ta phải dẫn Thư Hàng tiểu hữu đi bố trí đường đua, cho nên đành phải cáo từ Linh Điệp đạo hữu trước vậy. Đường đua gì? Mặt mày Vũ Nhu Tử tràn đầy vẻ tò mò, hỏi thử. Ta tập trung các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 đến đây là muốn cử hành một cuộc đua máy kéo có tay cầm. Bây giờ ta phải đi bố trí một đường đua nào đó thật thú vị mới được, Bạch Tôn Giả mỉm cười giải thích. Linh Điệp Tôn Giả, hả? Cuộc đua máy kéo có tay cầm. Linh Điệp Tôn Giả lập tức tưởng tượng ra cảnh các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 chổng mông lên trời, ra sức quay tay để khởi động máy kéo có tay cầm. Không được, muốn cười quá đi mất, cảnh tượng này hài chết đi được. Vũ Nhu Tử giơ tay lên nói, ha ha ha, ta biết này, ta biết này. Trước đây không lâu Bạch Tiền Bối có chụp một bức ảnh lúc đang lái máy kéo có tay cầm, trông cực kỳ thú vị luôn. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối chụp ảnh tự sướng lúc nào vậy? Tại sao lúc ấy hắn vẫn luôn ở bên cạnh Bạch Tiền Bối mà lại không chú ý đến nhỉ? Lúc lái chiếc xe máy kéo có tay cầm ấy thú vị lắm, Bạch Tôn Giả gật đầu với Vũ Nhu Tử, sau đó lại hỏi, Linh Điệp Đạo Hữu có muốn tham gia không? Linh Điệp Tôn Giả cười một tiếng rồi nói, cảm ơn Bạch Đạo Hữu đã mời, có điều ta vẫn còn có việc phải lập tức trở về đảo Linh Điệp ngay, thế nên xin lỗi nhé, có lẽ ta phải bỏ lỡ đại hội lần này rồi. Linh Điệp đạo nhân hắn đẹp trai ngời ngời thế này tuyệt đối sẽ không đi làm loại chuyện như lái xe máy kéo cầm tay đó đâu. Cha, ta muốn tham gia, ta muốn ở lại. Vũ Nhu Tử vội vàng kêu lên. Khóe mắt Linh Điệp Tôn Giả giật khẽ, cuối cùng hắn vẫn không đành lòng phá hỏng hứng thú của con gái. Dù sao thì cái lưu tinh kiếm dùng một lần vốn thuộc về con gái hắn kia đã bị hắn dùng mất rồi. Vì thế khi thấy con gái muốn tham gia vào cuộc đua máy kéo có tay cầm này, hắn thật sự không nỡ lòng từ chối. Được, nhưng ngươi phải chú ý không được gây thêm phiền phức cho các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1. Nếu không ta sẽ đến mang ngươi về Linh Điệp đảo ngay lập tức đấy. Linh Điệp Tôn Giả nói với vẻ cưng chiều. Cha là tốt nhất,
ta thích cha nhất. Vũ Nhu Tử cười hì hì. Chỉ số sung sướng của Linh Điệp Tôn giả cộng 1000. Đang lâng lâng trong cảm giác sung sướng, đột nhiên Linh Điệp Tôn giả khựng lại, rồi vỗ ngực nói với Bạch Tôn giả, Bạch đạo hữu, ta chợt nhớ ra là ta không cần phải quay về Linh Điệp đảo vội vã như vậy, thế thì trước khi quay về Linh Điệp đảo, ta có thể giúp Bạch đạo hữu sắp xếp đường đua được không? Ta có kinh nghiệm về chuyện sắp xếp đường đua này lắm. Toàn bộ bố cục trên Linh Điệp đảo đều do một tay Linh Điệp Tôn giả thiết kế cả chứ đâu. Linh Điệp Tôn giả có kinh nghiệm vô cùng phong phú trong việc làm thế nào để địa điểm thi đấu trở nên kích thích hơn. Bạch Tôn giả nghe vậy, chỉ số sung sướng cộng 1000, hắn nói, thế thì không còn gì gì bằng. Vậy chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, tạo ra một đường đua kích thích nhất, thú vị nhất đi. Đây là cuộc đua máy kéo có tay cầm lần đầu tiên của giới tu chân, nhất định phải để lại cho mọi người một kỷ niệm đẹp, cả đời khó quên mới được. Điều Bạch đạo hữu nói chính là điều ta muốn làm, Linh Điệp Tôn giả mỉm cười. Bạch Tôn giả cũng mỉm cười đáp lại. Một nụ cười đẹp trai không gì sánh bằng đứng bên cạnh một nụ cười dịu dàng tuấn mỹ đến cực điểm, thật sự là cảnh tựa như tranh. Tống Thư Hàng lặng lẽ quay người lại, âm thầm cầu nguyện cho các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1. Hai vị tôn giả tiền bối với tâm trạng vô cùng vui vẻ đã đồng tâm hiệp lực lại tạo ra một đường đua kích thích, cả đời khó quên. Đây thực sự là lần hợp tác mạnh mẽ đáng sợ, không chừa đường sống cho ai mà. Hy vọng các tiền bối trong nhóm sẽ chơi thật vui vẻ. Cuối cùng xin chúc các tiền bối trong nhóm, mãi mãi tồn tại. Tóm lại, Tống Thư Hằng tiểu hữu quyết định mình tuyệt đối sẽ không tham gia vào cuộc đua máy kéo có tay cầm này. Hắn vẫn còn muốn sống thêm 500 năm nữa cơ. Ở phía bên kia, hiệu suất làm việc của thủ hạ của Hoàng Sơn Chân Quân cực kỳ tốt. Từng chiếc máy kéo có tay cầm mới tinh được chuyển đến trước mặt các đạo hữu trong nhóm, và được xếp thành từng hàng khắp đoạn tiên đài với tốc độ nhanh nhất. Cùng được đưa tới còn có rất nhiều công cụ lắp xe hơi, đạo cụ luyện khí đơn giản, bút vẽ phù văn pháp trận và loại mực đặc biệt, giấy phù văn, đủ để đáp ứng tất cả yêu cầu, độ, mấy chiếc máy kéo có tay cầm của các đạo hữu. Đồng thời còn có cả một dương đan dược cùng với một món bảo vật được để trong hòm gỗ. Đây là món quà mà các đạo hữu và chân quân trong nhóm muốn tặng cho Tống Thư Hằng tiểu hữu. Chương 422, tại sao lại là ngươi? Tống Thư Hằng. Ở một phân bộ ngoại môn của Vô Cực Ma Tông. Một con rối tiên sinh đi đến phân bộ ngoại môn này, hoàn thành một cuộc giao dịch. Nó giao ra một miếng huyết hải ngọc phẩm chất thượng giai, sau đó mang một gói đồ được phong ấn vô số lớp của Vô Cực Ma Tông đi. Trong gói đồ đó chính là vật phẩm giao dịch của công tử Hải và Xá Lam tiên sinh, chính là trận pháp huyết thần tà đao trận dùng để ngưng tụ ra được bản mệnh của huyết thần đao. Sau khi cầm gói đồ rời khỏi phân bộ của Vô Cực Ma Tông, con rối này lập tức che giấu khí tức của bản thân, biến mất khỏi tầm mắt của đám đệ tử Vô Cực Ma Tông. Sau khi rời xa khỏi Vô Cực Ma Tông, con rối này chớp chớp mắt. Liên lạc với Xá Lam bị hủy rồi. Cái tên tự đại đó chết rồi sao? Xem ra muốn đoạt được 4 bức hỏa kiếm quyết đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Mà bây giờ hang động kia cũng rất nguy hiểm, tạm thời không thể trở về đó được. Con rối này phát ra giọng nói khàn đặc, đồ vô dụng. Đến bí mật trong bức hỏa kiếm quyết mà cũng không mò ra được. May mà lần này lấy được trận pháp ngưng tụ ra bản mệnh huyết thần đao, xem như không bị lỗ vốn. Nghĩ xong, con rối đó xoay người lại, âm thầm đi về hướng ven biển của Hoa Hạ. Khi con rối đó rời đi không bao lâu, phân thân của An Chi Ma Quân đến phân bộ của Vô Cực Ma Tông này lấy miếng huyết hải ngọc đi. Miếng huyết hải ngọc này có thể thay thế cho huyết thần toàn, giúp lúc công tử Hải, An Chi Ma Quân và chính năng ngưng tụ thành kim đan ngũ phẩm thì có thể nắm chắc tạo thành kim đan có 7 long văn. Một lát sau, một thân thể giống như phân thân của công tử Hải nhận được miếng huyết hải ngọc từ chỗ phân thân của Ma Quân. Phẩm chất thượng giai, tốt lắm. Mặc dù cái tên tiên sinh này khiến người khác không thể thích nổi, nhưng hắn vẫn là một đối tượng làm ăn không tồi. Phân thân của công tử Hải mỉm cười nói, thôi được, ta sẽ dùng pháp thuật kết nối qua hình ảnh để cảm ơn hắn vậy. Tiện thể nhắc nhở hắn nhất định phải cẩn thận với vị sở sở cô nương đó luôn. Chưa biết chừng sở sở cô nương tay cầm bảo đao bá toái đó chính là cái tên Thư Sơn áp lực đại khiến hắn đau đầu kia. Nếu thật sự là hắn, tiên sinh vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Bên cạnh cái tên Thư Sơn áp lực đại này luôn có khá nhiều tiền có bối máu mặt đấy. Trên bầu trời, Linh Điệp Tôn giả chỉ huy pháp bảo thải vân của hắn bay nhanh về vùng Duyên Hải. Lúc này, hai vị tôn giả đang trao đổi ý kiến về việc chế tạo đường đua của cuộc thi máy kéo có tay cầm.
Bạch Tôn giả sắp xếp địa điểm diễn ra cuộc thi máy kéo có tay cầm ở vùng duyên hải. Nửa đoạn đường đầu của cuộc thi sẽ được bố trí ở vùng đất liền, nửa đoạn sau sẽ chuyển đến đại dương mênh mông. Linh Điệp Tôn giả, ha ha ha, trí tưởng tượng của Bạch đạo hữu thật phong phú. So với đất liền thì đạp gió dễ sóng ở trên biển kích thích hơn nhiều. Bạch Tôn giả tiếp lời, hơn nữa ta muốn chôn một ít mìn trên đường đua ở đất liền, phải che giấu thật kỹ, tốt nhất là nên dùng trận pháp che giấu khí tức. Dù sao thì với tu vi của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, chắc chắn sẽ không bị mìn nổ làm bị thương. Cùng lắm là làm nổ bánh xe của máy kéo xe thôi, tăng thêm phần thú vị và cường độ đào thải của cuộc thi thôi. Ý kiến hay, thêm cả yếu tố khoa học kỹ thuật hiện đại vào, thú vị lắm. Linh Điệp Tôn giả khen ngợi, nói, nhưng mà Bạch đạo hữu đã chuẩn bị mìn chưa? Vẫn chưa, nhưng ta đã đọc qua giới thiệu về mìn rồi. Nguyên lý của nó rất đơn giản. Ta nghĩ ta cũng có thể chế tạo ra được, Bạch Tôn giả tràn đầy tự tin. Nghe đến đây, lông măng lông tơ sau lưng Tống Thư Hàng dựng ngược hết cả lên. Trời đất ơi, Bạch Tôn giả tự chế tạo mìn. Thế thì cho dù là các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 cũng chưa chắc có thể chống đỡ được đâu nha. Đến lúc đó khéo chỗ dược sư tiền bối phải tăng thêm một đống giường bệnh mất thôi. Không được, phải ngăn suy nghĩ đáng sợ này của Bạch tiền bối lại. Đúng lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị đứng ra đóng góp ý kiến vì sự an toàn tính mạng cho các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1. Thì Linh Điệp Tôn giả chợt cười một tiếng rồi nói, không phải phiền phức như thế đâu, Bạch đạo hữu. Chỉ là vài quả mìn thôi mà, chỗ ta còn giữ nhiều lắm. Không chỉ có mìn, ta còn có thể cung cấp các loại thủy lôi để chôn trên đoạn đường đua ở biển, làm tăng thêm sự thú vị cho đường đua. Ánh mắt của Bạch Tôn giả lập tức sáng lên, Linh Điệp đạo hữu. Kéo ngươi đến sắp xếp lại đường đua cùng ta thật sự là một quyết định vô cùng chính xác. Ha 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 ha, Bạch đạo hữu quá khen, Linh Điệp Tôn giả cười ha ha nói. Trong lúc nói, hắn đưa tay ra sau, giơ ngón cái lên một cách lặng lẽ. Hết cách rồi, con gái của hắn cũng muốn tham gia vào cuộc đua máy kéo có tay cầm lần này, sao hắn có thể để Bạch đạo hữu dùng loại mìn tự chế đáng sợ đó được chứ? Vì thế, cho dù có phải đến các nước lân cận cướp bóc, hắn cũng phải cướp một lô mìn. Thủy lôi hiệu ứng âm thanh to nhưng lực sát thương nhỏ về. Tống Thư Hàng kích động, nắm chặt nắm tay lại Linh Điệp Tôn giả cùng đến đây sắp xếp lại đường đua thật sự là vô cùng chính xác. Chỉ số hảo cảm của Tống Thư Hàng đối với Linh Điệp Tôn giả cộng 10.086. Một lát sau, thải vân của Linh Điệp Tôn giả đã đưa mọi người đến vùng duyên hải. Sau đó, Bạch Tôn giả và Linh Điệp Tôn giả hớn hở chạy đi sắp xếp lại đường đua đầy. Vũ Nhu Tử không đi theo hai người bọn họ bởi vì cô nói, nếu biết trước những cạm bẫy trong cuộc thi, thì đến lúc tham gia cuộc thi máy kéo có tay cầm còn gì là thú vị nữa chứ. Vũ Nhu Tử cô nương, là một cô nương tốt thích sự kích thích. Tống Thư Hàng lặng người nhìn về phía xa, thỉnh thoảng lại có tiếng cười sang sảng của hai vị tôn giả lại truyền đến. Linh Điệp Tôn giả, bố trí một cái bẫy cưỡng chế về nhà ở đây, chôn những cái phi kiếm dùng một lần của Bạch đạo hữu xuống. Đưa cả người lẫn máy kéo có tay cầm của những vị đạo hữu không cẩn thận đạp phải cái bẫy này về vạch xuất phát thì sao? Ý kiến hay, còn có thể sắp xếp thêm những cạm bẫy và phúc lợi tương tự nữa. Ví dụ như có thể làm cho những tuyển thủ dự thi xoay tròn lên trời 10 giây, tương đương với chức năng cưỡng chế tạm dừng. Còn có thể sắp đặt một vài phúc lợi như dùng chức năng của phi kiếm dùng một lần, đưa tuyển thủ dự thi bay thẳng về phía trước 1.000 mét. Bạch Tôn giả suy một ra ba. Còn phải sắp xếp các vật phẩm như một vài công cụ sửa chữa, bánh xe dự bị ở ven đường đua làm phúc lợi. Cho các tuyển thủ bị hỏng bánh xe thêm một cơ hội để tiếp tục cuộc thi nữa. Nếu thế thì cho thêm mấy món quà như trận pháp tăng tốc độ gấp 10 lần thì thế nào? Còn ở đây thì thêm pháp thuật thiên lôi bạo liên tục, thế nào? Vô số pháp thuật thiên lôi bạo rơi liên tục từ trên trời xuống một cách ngẫu nhiên. Những tuyển thủ tiến vào khu vực này cần phải nhanh nhẹn né tránh thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Như thế có thể khảo nghiệm năng lực phản ứng khi đang điều khiển máy của tuyển thủ một cách trọn vẹn. Ý kiến hay, dựa theo nguyên lý này, chúng ta cũng có thể bố trí thêm pháp thuật bàn trông, những bàn trông nhọn có chiều dài bình thường đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, lấy việc phá hủy máy kéo có tay cầm làm mục tiêu, hai vị tôn giả trao đổi liên tục, không ngừng suy một ra ba. Linh cảm của hai người càng ngày càng nhiều, ngăn cũng không ngăn được. Những ý kiến được nêu ra cũng càng ngày càng đáng sợ hơn. Tống Thư Hàng tiếp tục cầu nguyện cho các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1. Vũ Nhu Tử, đến lúc tham gia cuộc thi, cô nhất định phải mặc khôi giáp có lực phòng ngự cường đại vào đấy.
Tống Thư Hàng quay đầu lại, nói với Vũ Nhu Tử. Thực lực của Vũ Nhu Tử không bằng các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân khi chạy trên cái đường đua đầy rẫy nguy hiểm này mới được. Cảm ơn Tống tiền bối đã quan tâm. Vũ Nhu Tử cười hì hì nói, sau này ta cũng sẽ chuẩn bị một bộ khôi giáp có lực phòng ngự cường đại cho Tống tiền bối. Hả, ta á, Tống Thư Hàng ngơ ngác một lúc rồi vội vàng xua tay nói, không cần, không cần, không cần chuẩn bị cho ta. Ta không tham gia cuộc thi đâu. Tống tiền bối không tham gia cuộc thi sao? Vũ Nhu Tử chớp mắt một cái rồi nói, thế thì đáng tiếc lắm, đây rõ ràng là cuộc thi rất kích thích mà, nếu không tham gia Tống tiền bối nhất định sẽ hối hận đấy. Ha ha ha, cuộc thi kích thích, oanh oanh liệt liệt này không hợp với ta lắm, ta thích những cuộc thi yên bình hơn, Tống Thư Hàng cười khan còn lâu ta mới hối hận, tuyệt đối sẽ không hối hận. Ngược lại, nếu tham gia cuộc thi này thì hắn mới phải hối hận cả đời. Nhưng ta cảm giác, đến lúc đó Tống tiền bối nhất định sẽ tham gia, ta có cảm giác như thế đấy. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi. Trong lúc nói chuyện với Tống Thư Hàng, đột nhiên Vũ Nhu Tử khựng lại. Sau đó cô đưa tay vào trong cái túi đựng nhỏ của mình, lấy một khối tinh thạch ra. Thứ này chính là thứ cô và Tống Thư Hàng tìm được khi đang vơ vét hang động dung nham của Xá Lam tiên sinh. Vũ Nhu Tử cảm thấy khối tinh thạch này rất đẹp nên mới giữ lại. Vũ Nhu Tử nói với giọng nghi hoặc, quái lạ, hình như khối tinh thạch này đang gửi tín hiệu gì đó. Lúc này... Lưu Kiếm Nhất ở sau lưng cô thò đầu vào nhìn một cái rồi nói, đây là một cách thức liên lạc giữa các tu sĩ khá là cổ xưa, hiệu quả rất tốt, còn có thể hiện ra bóng người nữa. Có điều sử dụng cái này tốn rất nhiều tinh lực và linh thạch. Sau khi điện thoại trở nên thông dụng thì thứ này đã bị đào thải dần, thật không ngờ bây giờ vẫn còn có người dùng. Vũ Nhu Tử, người dán một linh thạch vào dưới khối tinh thạch này là có thể tiến hành truyền tin được. Vũ Nhu Tử gật đầu. Sau đó lấy một linh thạch ra, dán vào khối tinh thạch. Xẹt xẹt xẹt. Sau khi hấp thu được năng lượng, tinh thạch lập tức xuất hiện phản ứng. Một màn ánh sáng bắn ra từ bên trong tinh thạch, chiếu vào trước mặt Tống Thư Hàng. Màn ánh sáng này bắt đầu ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một người đàn ông dịu dàng như ngọc. Người đàn ông đó nghịch một miếng đá quý đỏ như máu trong tay, mỉm cười đầy tự tin. Cuối cùng cũng thông rồi, người đúng là bận rộn thật đấy, tiên sinh. Lần này liên lạc với ngươi, chủ yếu là ta muốn cảm ơn về miếng huyết hải ngọc mà ngươi đã giao dịch cho bọn ta, phẩm chất rất tốt, đậu xanh. Người đàn ông dịu dàng như ngọc trong hình ảnh 3D này nói được một nửa thì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào cậu thiếu niên đầu chọc, mặt mũi hiền hòa trước mặt, không kềm được mà buột mồm chửi thề một câu. Khó khăn lắm người đàn ông dịu dàng như ngọc đó mới bình tĩnh lại được, hắn thở dài nói, tại sao lại là ngươi? Cho dù cái tên này có cạo chọc đầu. Hắn cũng vĩnh viễn không thể nào quên được khuôn mặt kia. Tống Thư Hàng sờ lên cái đầu chọc của mình, nói ta cũng không ngờ ở đây mà cũng có thể nhìn thấy ngươi đấy. Công tử Hải, cái tên gọi là Công tử Hải này thật đúng là xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách mà. Có vẻ như hắn và tiên sinh cũng liên lạc với nhau. Vậy thì, hắn cũng nhúng tay vào chuyện kiếm quyết, chuyện của Sở gia và chuyện của Hư kiếm phái lần này sao? Đầu tiên là diệt Nguyệt Đao Tông, sau đó lại giết sạch Hư kiếm phái. Đây đúng là phong cách hành sự của vị công tử Hải này. Một con người quỷ kế đa đoan, lòng dạ độc ác. Vũ Nhu Tử ở bên cạnh tò mò, Tống tiền bối, ngài quen người này à? Không thể nói là quen được, tên này là Công tử Hải, cách đây không lâu hắn chọc tức Tô Thị A Thất tiền bối trong nhóm, đang bị A Thất tiền bối đuổi giết đấy. Bây giờ chắc là vẫn đang trốn trong Vô Cực Ma Tông, không dám đi ra ngoài, Tống Thư Hàng nói với giọng đầy ác ý. Hắn không có chút hảo cảm nào với cái tên Công tử Hải này. Ha ha ha, Công tử Hải cười khan một tiếng, sau đó nói, nếu có thể nhìn thấy Thư Sơn áp lực đại đạo hữu ở đây, vậy chứng tỏ tiên sinh đã bị các ngươi tiêu diệt rồi à? Ừ, Tống Thư Hàng nhếch miệng, nói tiên sinh đã bị chúng ta hủy đi rồi. Hủy đi, Công tử Hải không hiểu cách chết này lắm, là bị phanh thây à? Dù sao thì xem ra, tiên sinh cũng lành ít dữ nhiều. Ngôi sao báo tử của hắn đã sáng rồi. Đáng tiếc thật đấy đấy, mặc dù tiên sinh là một kẻ đáng ghét nhưng lúc làm ăn lại rất sảng khoái, chỉ cần cẩn thận đừng để bị gã tiên sinh lừa là được. Công tử Hải thật muốn rơi nước mắt cá sấu cho tiên sinh. Yên tâm đi, không bao lâu nữa Tô Thị A Thất tiền bối cũng sẽ đưa ngươi đi gặp vị tiên sinh kia thôi, ngươi đừng đau lòng quá làm gì, Tống Thư Hằng nói. Công tử Hải cười khẽ, nói, ha ha,
ngươi không cần phải lo cho ta đâu, Thư Sơn áp lực đại đạo hữu. Chỉ bằng Tô Thị A Thất Huynh thì chưa thể giết ta dễ dàng như thế được đâu. Vũ Nhu Tử, cô đã ghi âm lại đoạn hội thoại này chưa? Tống Thư Hăng quay đầu lại hỏi. Vũ Nhu Tử đưa tay ra dấu ok, không biết từ lúc nào cô đã lấy điện thoại di động ra, quay lại đoạn đối thoại giữa Tống Thư Hằng và Công Tử Hải. Chút nữa chỉnh sửa lại một chút rồi chúng ta gửi cái video này cho Tô Thị A Thất tiền bối. Bây giờ cái tên này tự tin hừng hực, dám coi thường Tô Thị A Thất tiền bối của chúng ta, thật đúng là không biết viết chữ chết thế nào mà, Tống Thư Hằng nói. Không thành vấn đề, ta cũng muốn biết sốt cuộc Tô Thị A Thất tiền bối có thể giết chết hắn một cách dễ dàng được không, Vũ Nhu Tử trả lời. Công Tử Hải. Ha ha, ngươi còn chuyện gì nữa không, Công Tử Hải tiên sinh. Vừa nói Tống Thư Hằng vừa ra dấu tay với Lưu Kiếm Nhất ở phía trước, ý bảo hắn hãy kéo hai vị tôn giả đang vui vẻ xây đường kia về. Chưa biết chừng hai vị tôn giả có thể có cách nào đó tìm ra nơi ẩn thân của Công Tử Hải thông qua tinh thạch liên lạc với hắn. Ha ha, bây giờ giữa ta và Thư Sơn áp lực đại đạo hữu không còn gì để nói cả. Trước khi người bảo vệ ngươi đến đây, ta nghĩ là ta phải rời đi rồi, tránh cho vị trí bây giờ của ta bị các ngươi định vị ra, Công Tử Hải cười nhạt. Thân hình hắn trở nên dần dần trong suốt. Trước khi biến mất, Công Tử Hải nói với thêm một câu với Tống Thư Hằng, Thư Sơn áp lực đại đạo hữu, gửi tạm huyết thần toàn ở chỗ ngươi nhé. Không bao lâu nữa ta sẽ lấy lại nó về. Vậy ngươi phải nhanh lên đấy, Tống Thư Hằng nói, bởi vì ta sắp giao dịch nó đi rồi. Công Tử Hải. Chương 423, bộ mim của Tống Tiền Bối. Sau khi thân hình của Công Tử Hải biến mất, sắc mặt của Tống Thư Hằng chợt trầm xuống. Hắn day day huyệt thái dương, Công Tử Hải thực sự là một phiền phức lớn, hơn nữa nói thật, Tống Thư Hằng không muốn cùng xuất hiện với Công Tử Hải tí nào. Đối phó với loại người âm hiểm, lòng dạ hiểm độc lại còn có chỉ số IQ cao thế này sẽ khiến người khác lao lực tiêu tụy. Mà những kẻ xảo trá âm hiểm này cũng không phù hợp với cuộc sống của Tống Thư Hằng. Xem ra phải nhanh chóng giao dịch huyết thần toàn cho thất sinh phù tiền bối mới được, để Công Tử Hải đối mặt trực tiếp với thất sinh phù tiền bối. Tống Thư Hằng đã từng hỏi Bạch Tiền Bối và được biết rằng, thế lực phía sau thất sinh phù tiền bối vô cùng to lớn, chỉ cần nhấc tay là có thể tiêu diệt sạch sẽ không không đạo môn cường đại. Vũ Nhu Tử, cho ta mượn điện thoại của cô một chút được không? Ta vào tài khoản chat, Tống Thư Hằng hỏi Vũ Nhu Tử. Điện thoại của hắn bị Bạch Tôn giả thu mất rồi, mặt ngoài thì nói là cách tân thành chiếc điện thoại kết nối toàn cầu thực sự cho hắn, nhưng Tống Thư Hằng đoán Bạch Tôn giả làm thế để phòng ngừa hắn báo tin cho các tiền bối trong nhóm. Nếu như thế thì kế hoạch mưa sao băng sẽ không hoàn mỹ rồi. Chờ ta một lát, để ta gửi video cho Tô Thị A Thất tiền bối trước đã. Ngón tay thon dài của Vũ Nhu Tử thao tác nhanh trên màn hình điện thoại, gửi đoạn video vừa rồi của Công Tử Hải cho Tô Thị A Thất. Có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của Tô Thị A Thất khi nhận được đoạn video này, chỉ số tức giận nhất định sẽ cộng 100, lực tàn phá sao 300. Sau khi gửi tệp tin xong, Vũ Nhu Tử đăng xuất ra khỏi tài khoản của mình. Đưa điện thoại cho Tống Thư Hằng. Cảm ơn, Tống Thư Hằng cầm lấy điện thoại, nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản của mình. Khi Tống Thư Hằng đăng nhập thành công, một hộp thoại chứa đầy 999 tin nhắn từ nhóm Cửu Châu số 1 hiện ra. Tống Thư Hằng thuận tay mở box chat nhóm Cửu Châu số 1 ra. Sau đó, mắt hắn liền đui mù. Các loại biểu tình của Bạch Tiền Bối ầm ầm hiện lên. Các tiền bối trong nhóm đều đổi ảnh đại diện thành các loại mim của Bạch Tôn Giả. Bạch Tôn Giả buộc tóc hai bên, Bạch Tôn Giả buộc tóc đuôi ngựa, Bạch Tôn Giả đầu bánh bao, Bạch Tôn Giả đầu bông hoa, Bạch Tôn Giả đầu cung đình. Suýt chút nữa hắn cho rằng các tiền bối trong nhóm đều trở thành tài khoản phụ của Bạch Tiền Bối. Tiếp theo đó là nội dung trò chuyện trong nhóm. Bạch Tiền Bối hôn gió, Bạch Tiền Bối thẹn thùng, Bạch Tiền Bối đáng yêu, Bạch Tiền Bối đang cầu nguyện, Bạch Tiền Bối buồn bã. Bạch Tiền Bối chảy mồ hôi lạnh, Bạch Tôn Giả mỉm cười, Bạch Tôn Giả khinh bỉ, Bạch Tiền Bối chúc phúc, Bạch Tiền Bối tức giận. Hít thở sâu nào. Mặc dù Tống Thư Hằng sớm đã đoán được Vũ Nhu Tử cô nương sẽ truyền bộ mim của Bạch Tiền Bối vào nhóm chat, cũng đã sớm chuẩn bị trước tinh thần để chịu đựng sự đả kích tâm lý khi nhìn thấy các loại mim của Bạch Tiền Bối trong nhóm chat. Nhưng, khi thật sự nhìn thấy vô số mim của Bạch Tiền Bối khiến người ta hoa mắt kia, Tống Thư Hằng phát hiện, chút chuẩn bị tinh thần kia của mình thật sự quá yếu ớt, căn bản không chịu nổi một kích. Không tự tìm chết sẽ không chết, tại sao các tiền bối trong nhóm lại không hiểu đạo lý đơn giản này cơ chứ?
chẳng lẽ cuồng đao tam lãng tiền bối và đồng quái tiên sư tiền bối đã ngầm kéo cao chỉ số tự tìm chết của các tiền bối trong nhóm một cách vô tri vô giác ư? Tiếp tục kéo nội dung trò chuyện xuống, Tống Thư Hàng các đạo hữu trong nhóm bắt đầu thảo luận nghiêm túc về phương án làm thế nào để cải tạo lại máy kéo có tay cầm. Có điều, thỉnh thoảng vẫn có vài vị tiền bối ôm tâm trạng dù sao cũng đã trở thành bùn nhão rồi, thế thì tiếp tục nhão tiếp thôi, còn thường xuyên gửi một vài meme của Bạch tiền bối vào trong nhóm Cửu Châu số 1 nữa chứ. Ví dụ như Lệ Chi tiên tử thích dùng meme Bạch tiền bối hôn gió, cô ấy nghiện dùng meme này đến nỗi không thể nào ngừng lại được. Ví dụ nữa là đồng quái tiên sư hay bói ra quẻ xui thường xuyên gửi tấm ảnh meme Bạch tiền bối khinh bỉ cho Bắc Hà tán nhân. Thêm một ví dụ nữa là tam lãng tiền bối đã biến thành khỉ mặt chó kia, hắn rất thích dùng meme Bạch tiền bối mỉm cười. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng sự trừng phạt mưa sao băng của Bạch tiền bối đối với vụ bộ meme đã kết thúc, một tội không phạt hai lần cho nên bọn họ mới có thể gửi những meme của Bạch tiền bối kia thoải mái như vậy sao? Thật sự là quá ngây thơ. Tống Thư Hằng nghĩ, hắn sẽ ngồi chờ xem video các vị tiền bối phía trên bị đưa đến nơi sâu thẳm của vũ trụ làm thợ mỏ. Hít thở sâu, tiếp tục hít thở sau. Tống Thư Hàng hỏi Vũ Nhu Tử, những bộ mim này đều là do cô làm sao? Tống tiền bối, ta làm đẹp đúng không? Vũ Nhu Tử nhìn Tống Thư Hàng bằng cặp mắt to sáng lấp lánh, vẻ mặt tràn đầy biểu cảm ta rất giỏi đó, mau khen ta đi. Rất đẹp, Tống Thư Hàng cười khan một tiếng. Sau khi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, Tống Thư Hàng ấn vào ảnh đại diện của Thất Sinh Phù phủ chủ rồi gửi đi một tin nhắn như sau, Thất Sinh Phù tiền bối, bao giờ thì chúng ta gặp nhau được? Ta muốn giao dịch huyết thần toàn cho ngài. Thất Sinh Phù phủ chủ trả lời lại ngay lập tức, Thư Hàng tiểu hữu đừng vội. Không phải hôm nay Bạch tiền bối nói trong nhóm chat là muốn tổ chức một cuộc thi máy kéo có tay cầm sao? Vừa rồi Bạch tiền bối còn hỏi ta có phải đang ở Thái Bình Dương không, còn hỏi tọa độ của ta nữa. Ngài ấy muốn sắp xếp điểm cuối của cuộc thi máy kéo có tay cầm ở Thái Bình Dương, vì thế cần ta đến tiến hành hỗ trợ. Tống Thư Hàng tiểu hữu chắc chắn cũng tham gia cuộc thi này đúng không, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở điểm kết thúc nhé. Tống Thư Hàng vội vàng trả lời lại, không, Thất Sinh Phù tiền bối, ta không tham gia cuộc thi này đâu. Thất Sinh Phù phủ chủ, hử, Thư Hàng tiểu hữu không tham gia cuộc thi này sao? Rõ ràng ta thấy nó rất thú vị mà, nhưng mà không sao. Nếu không tham gia thì đến lúc đó ngươi hãy dùng pháp bảo phi hành đến đây cùng với đội khán giả đi. Ta nghe nói Bạch tiền bối còn mời rất nhiều đạo hữu đến để vừa làm trọng tài vừa làm khán giả cho cuộc thi này đấy. Vậy đến lúc đó ta sẽ ngoan ngoãn an phận làm khán giả. Vậy gặp nhau ở điểm kết thúc nhé, Thất Sinh Phù tiền bối, Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm nhắn lại. Vì cái mạng nhỏ của tiểu tu sĩ họ Tống này, hắn tuyệt đối sẽ không tham gia cuộc thi đâu. Sau khi nói chuyện với Thất Sinh Phù tiền bối xong, Tống Thư Hàng đăng xuất ra khỏi tài khoản của mình, chuẩn bị trả lại điện thoại cho Vũ Nhu Tử. Nhưng vào lúc đăng xuất ra khỏi tài khoản chat của mình, đột nhiên Tống Thư Hàng nhìn thấy một thư mục trên màn hình điện thoại của Vũ Nhu Tử. Trên màn hình điện thoại có thư mục là chuyện rất bình thường, trong điện thoại của ai cũng đều có thứ này. Hơn nữa, thường thì trong những thư mục này đều là những bí mật riêng tư. Như bình thường thì người tốt Tống Thư Hàng tuyệt đối sẽ không xem trộm việc riêng tư của người khác. Nhưng, với cái thư mục này lại khác. Bởi vì, tên của cái thư mục này lại là bộ meme của Tống tiền bối. Tống Thư Hàng. Khoan đã. Tống tiền bối. Trong nhóm Cửu Châu số 1, ngoại trừ Tống Thư Hàng hắn ra, còn có Tống tiền bối nào khác nữa sao? Có lẽ là có, dù sao thì họ Tống cũng là họ phổ biến ở Hoa Hạ. Nhưng vấn đề ở đây là, các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đều có đạo hiệu riêng của mình. Ví dụ như Bắc Hà tán nhân, Tống Thư Hàng gọi hắn là Bắc Hà tiền bối. Tạm thời trong nhóm Cửu Châu số 1, Tống tiền bối trong miệng Vũ Nhu Tử hẳn là Tống Thư Hàng hắn đi. Thế là, ngón tay của Tống Thư Hàng mất kiểm soát, ấn vào tập thư mục này. Không được, lỡ như Tống tiền bối ở đây không phải là mình, thế há chẳng phải là mình đang xem trộm việc riêng tư của Vũ Nhu Tử sao? Đó không phải là hành động của một quân tử, mình không thể làm như thế được. Nghĩ thế, Tống Thư Hàng cắn răng, chuẩn bị rụt ngón tay của mình lại. Nhưng vào lúc này, có lẽ là do quá nhạy, rõ ràng ngón tay của hắn chưa chạm vào màn hình điện thoại, nhưng thư mục đó đã mở ra rồi. Thư mục này không có mật khẩu nên nó được Tống Thư Hàng mở ra một cách thuận lợi. Sau đó hắn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, hay có thể nói là một số tài liệu thực tế. Có biểu cảm sụp đổ của Tống Thư Hàng khi nhảy bungee với Bạch Tôn giả.
hình ảnh Tống Thư Hàng trên thiên thạch trong vũ trụ. Còn có biểu cảm của Tống Thư Hàng khi bị Tống Thư Hàng một lần phiên bản 001 tung lên trời nữa. Bạch tiền bối để lại pháp thuật hình ảnh trên Tống Thư Hàng phiên bản 001 ư. Còn lưu lại hình ảnh nữa ư. Có hình ảnh Tống Thư Hàng hứng lấy ánh sáng được phản chiếu lại trên cái đầu bóng loáng của hắn. Cái này do Đậu Đậu chụp. Còn có tấm ảnh Tống Thư Hàng đầu chọc mặc váy đen nữa. Đậu xanh, Vũ Nhu Tử chụp lại bức ảnh vô cùng xấu hổ này khi nào thế? Sau đó còn có hình ảnh Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử cùng nhau nhảy bungee. Khóe miệng của Tống Thư Hàng co quắp, lặng lẽ đóng cái thư mục này lại. Vũ Nhu Tử cô nương nghiện chơi bộ mim đến mức này rồi ư. Sau khi nghịch bộ mim của Bạch Tiền Bối xong, còn muốn nghịch tiếp bộ mim của Tống Tiền Bối sao? Không được, nhất định phải ngăn cản hành động đáng sợ này của Vũ Nhu Tử lại. Nhưng phải dùng cách gì để ngăn cản cô bé tò mò Vũ Nhu Tử đây? Ý, Tống Tiền Bối nhìn thấy thư mục này rồi à? Lúc này, đột nhiên Vũ Nhu Tử thò đầu vào, cười hì hì nói. Tống Thư Hàng chợt có cảm giác có tật giật mình. Nhưng mà bộ mim này của Tống Tiền Bối ta vẫn chưa làm xong, vì tài liệu thực tế ít quá. Thời gian tới đây chúng ta chụp nhiều hình ảnh thú vị vào nhé, sau đó ta sẽ làm một bộ mim còn tuyệt vời hơn bộ mim của Bạch Tiền Bối cho ngài. Vũ Nhu Tử nắm chặt nắm tay nói, nhiệt huyết thiếu nữ bắt đầu sôi trào. Tống Thư Hàng vội vàng nói, Vũ Nhu Tử, đừng làm bộ mim của ta được không? Ta cảm thấy hơi xấu hổ. Yên tâm đi, Tống Tiền Bối, ta sẽ làm thật hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không khiến ngài cảm thấy xấu hổ đâu, Vũ Nhu Tử nói với vẻ nghiêm túc, hơn nữa, ta làm bộ mim này là muốn tốt cho Tống Tiền Bối ngài đấy. Gì cơ, Tống Thư Hàng ngây ngốc, tốt cho ta. Tống Tiền Bối ngài nghĩ mà xem, bộ mim của Bạch Tiền Bối đã được truyền ra rồi, nếu Tống Tiền Bối không có bộ mim nào, lỡ như tâm trạng của Bạch Tiền Bối mất thăng bằng thì sao? Mà nếu như tâm trạng của Bạch Tiền Bối mất thăng bằng, chưa biết chừng sẽ liều mạng giày vò ngài đấy, Vũ Nhu Tử nói với vẻ nghiêm túc. Tống Thư Hàng, không gạch dưới không? Tống Thư Hàng xin quỳ. Vũ Nhu Tử nói có lý quá, làm thế nào đây? Hắn hoàn toàn không thể phản bác lại được, bởi vì hắn đã bị Bạch Tiền Bối giày vò đủ mọi kiểu rồi. Ví dụ như biến thành cá bị đậu đậu ăn, bị đậu đậu ăn, bị đậu đậu ăn. Chương 424, khắc tinh của đậu đậu. Tống Thư Hàng nói, thế thì, bộ mim của ta phải làm phiền Vũ Nhu Tử rồi. Cứ giao cho ta đi, Tống Tiền Bối. Vũ Nhu Tử vỗ mạnh vào bộ ngực đồ sộ của mình, đảm bảo, nhất định ra sẽ làm thật xuất sắc. Cảm ơn cô, Vũ Nhu Tử. Tống Tiền Bối đừng khách khí. Nhưng Vũ Nhu Tử có thể xóa tấm ảnh mặc váy đen kia của ta đi không? Tấm này quá xấu hổ. Không thành vấn đề, Tống Tiền Bối. Ta có thể xử lý tốt, ngài cứ tin tưởng ta. Được, vậy ta trịnh trọng giao lại bộ mim của ta cho Vũ Nhu Tử nhé. Cứ giao cho ta đi, Tống Tiền Bối. Cảm ơn cô lần nữa nhé, Vũ Nhu Tử. Tống Tiền Bối đừng khách khí mà. Không biết tại vì sao mà hốc mắt của Tống Thư Hàng lại hơi ươn ướt. Trong lúc nói chuyện, Tống Tiền Bối, nhìn kìa, có sao băng. Đột nhiên Vũ Nhu Tử nói, tận ba ngôi cơ, mau hướng về phía sao băng cầu nguyện đi. Ngài có nguyện vọng gì không, Tống Tiền Bối? Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên trời, phát hiện có ba ngôi sao băng đang rơi nhanh xuống với quỹ đạo kỳ lạ. Tống Thư Hàng nhanh chóng cầu nguyện ba ước nguyện, ta không muốn tham gia cuộc thi máy kéo có tay cầm, ta không muốn tham gia cuộc thi máy kéo có tay cầm, ta không muốn tham gia cuộc thi máy kéo có tay cầm. Ý! Chờ chút! Trong ba ngôi sao băng này có một ngôi đang bay đều đều thì đột nhiên xoay tròn lại như quạt gió. Có một ngôi đang bay thì đột nhiên chuyển động theo quỹ đạo chữ Z, còn ngôi còn lại thì tạm thời không có biến hóa gì. Tại sao hình ảnh này lại quen mắt thế nhỉ? Hơn nữa, hình như ba ngôi sao băng này đang rơi về phía mình thì phải. À, biết rồi, đây không phải là sao băng. Đây là mẫu mưa sao băng của Lưu Tinh Kiếm dùng một lần bản 001, chỉ có điều trận mưa sao băng này rơi xuống chậm hơn một chút. Ba ngôi sao băng này càng ngày càng đến gần. Thính lực của nhóm người Tống Thư Hàng đã có thể nghe thấy được một tràng kêu gào thảm thiết. À, tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ sảng khoái của một giọng nam cao vang lên. Chủ nhân của tiếng kêu này hoàn toàn không hề che giấu tâm trạng của mình, nhiệt huyết dâng trào, muốn hét thì hét, hét vô cùng khoái chí. À, đây là tiếng kêu thảm thiết đang bị đè nén, âm thanh trung tính dịu dàng. Chủ nhân của tiếng kêu này dường như đang cố gắng kiềm chế bản thân không phát ra tiếng thét thảm thiết. Nhưng lại không thể nhịn được mà hét lên, kết quả tiếng kêu này càng trở nên kỳ quái.
Người cuối cùng thì không phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào, tất cả mọi âm thanh đều bị đè nén xuống một cách gắt gao. Ba thân hình đó ngày càng đến gần. Trong đó, thân hình cuối cùng là một cao tăng đầu chọc, hai tay hắn chắp lại, miệng mím chặt, không chút thanh âm nào phát ra ngoài. Vừa nhìn thấy hắn, trong đầu Tống Thư Hàng lập tức nghĩ đến một vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 Thông Huyền Đại Sư. Ngậm miệng ngồi thiền như Thông Huyền Đại Sư chắc chắn sẽ cố gắng đè nén mọi âm thanh trong trường hợp này. Nhưng không ngờ đến Đại Sư cũng bị Lưu Tinh Kiếm dùng một lần bản 001 đưa đến đây. Một cao tăng đức cao vọng trọng như Đại Sư cũng không nhịn được mà gửi bộ mim của Bạch Tiền Bối đi, đến cao tăng cũng liều mạng tự tìm chết như thế, thì đối với danh giới tự tìm chết của nhóm Cửu Châu số 1, Tống Thư Hàng đã hoàn toàn hết hy vọng. Tiếp theo, cái người cố gắng kiềm chế nhưng lại phát ra âm thanh kỳ quái kia, là một người đàn ông có mái tóc dài được tùy ý buộc lên như đuôi ngựa. Không biết hắn đã tu luyện công pháp đặc biệt gì mà da thịt như ngọc. Quan trọng là trên mặt hắn đeo một cái kính gọng đen to. Tu sĩ cũng bị cận ư, hay đây là đạo cụ đặc biệt gì đó. Người cuối cùng, cái người hét lên đầy hào hùng đó, là một người, da đen. Không phải là ông chú da đen người châu Phi, mà chỉ là một đại hán có làn da ngăm đen với quả đầu đinh. Tiếng kêu của hắn không chút sợ hãi, vô cùng vang dội. Ba người Thông Huyền Đại Sư bị Lưu Tinh Kiếm dùng một lần bản 001 đưa đến trễ như vậy là bởi vì vị trí tọa lạc của môn phái bọn họ khá là kỳ lạ. Ví dụ như Thiên Nhai Vân Du Tự, một nửa ở thế giới thực, nửa còn lại thì ở trong dị không gian. Khi hộp quả của Bạch Tôn Giả phát động, bọn họ bị Lưu Tinh Kiếm dùng một lần bản 001 xoay tròn lên trời tận nửa ngày ở môn phái hoặc trong động phủ ở dị không gian của mình. Sau khi bị xoay đến choáng váng đầu óc, họ mới tỉnh ngộ lại. Sau khi khó khăn lắm mới khống chế được dị không gian đang ở, ba người họ mở cửa ra, sau đó lại kéo trì hoãn một đoạn thời gian nữa. Trùng hợp là cuối cùng ba người họ lại tập trung vào một chỗ, tạo thành trận mưa sao băng nhỏ cuối cùng. Lúc này, Bạch Tôn Giả ở phía xa cảm ứng được Lưu Tinh Kiếm dùng một lần bản 001 của mình rơi từ trên trời xuống, nhưng hắn đang bố trí đường đua, đương nhiên không thể để trận mưa sao băng rơi từ trên trời xuống kia phá hỏng được. Vì thế, Tôn Giả duỗi tay ra chỉ một cái. Ba ngôi sao băng trên trời siêu siêu vẹo vẹo rồi đáp xuống bên cạnh nhóm người Tống Thư Hàng. Giỏi quá, giỏi quá. Hai mắt của Vũ Nhu Tử sáng lên, cô cảm thấy cái Lưu Tinh Kiếm dùng một lần này thật sự rất kích thích. Chút nữa phải đòi Bạch Tiền Bối một món quà nữa, để cô có thể bưu, bay một lần mới được. Trên mặt đất, xuất hiện ba cái hố lớn. Sau đó, Thông Huyền Đại Sư bò từ trong hố ra, nhìn ba người Tống Thư Hàng một cái, khẽ mỉm cười rồi chắp hai tay lại hành lễ. Từ sau khi Bạch Tiền Bối gửi bức ảnh ban di giữa bầu trời sao cùng với bức ảnh của Tống Thư Hàng vào nhóm chat lần trước, các tiền bối trong nhóm đều nhớ kỹ chàng trai dũng cảm hy sinh bản thân này. Mặc dù bây giờ hắn cạo chọc đầu nhưng khuôn mặt này thật sự rất dễ nhận ra. Xin chào Thông Huyền Đại Sư, Tống Thư Hàng cũng chắp hai tay lại hành lễ. Vũ Nhu Tử và Lưu Nhất Kiếm ở bên cạnh cũng hành lễ nói, xin chào Thông Huyền Phương Trượng. Sau khi hành lễ xong, Thông Huyền Đại Sư nhìn về phía Bạch Tôn Giả và Linh Điệp Tôn Giả đang ở phía xa. Sau đó mắt phải của hắn nháy điên cuồng như bị co giật, không thể nào dừng lại được. Thông Huyền Đại Sư, cứ có cảm giác sắp có đại tai xảy ra vậy. Không biết bây giờ rời khỏi nơi này, trở về Thiên Nhai Vân Du Tự của mình còn kịp không nữa. Tiếp theo đó, hai vị tiền bối xa lạ trong nhóm Cửu Châu số 1 cũng bò từ trong hố ra. Vị tiền bối đen thùi lùi bên trái nhìn Tống Thư Hàng một cái, sau đó nở một nụ cười tiêu chuẩn, khoe ra tám cái răng trắng tinh của mình, nói, ngươi chính là Tống Thư Hàng tiểu hữu đúng không? Quả nhiên nghe danh không không bằng gặp mặt, ngươi rất được. Tiền bối quá khen, Tống Thư Hàng nói một cách ngượng ngùng. Vị tiền bối đen thùi lùi đó khẽ mỉm cười, ta là Phá Dương Kích Quách Đại trong nhóm Cửu Châu số 1, vừa mới kết thúc đợt bế quan 3 năm mấy ngày trước. Nên có lẽ Tống Thư Hàng tiểu hữu chưa từng thấy ta xuất hiện trong nhóm. Nhưng ta lại biết rất rõ về chuyện của Tống Thư Hàng tiểu hữu đấy, các đạo hữu trong nhóm đều đánh giá ngươi rất cao. Do các tiền bối nâng đỡ ta thôi, Tống Thư Hàng trả lời lại một cách ngượng ngùng. Chào Quách Đại tiền bối, Vũ Nhu Tử bước lên phía trước hành lễ một cái, sau đó bí mật truyền âm với Tống Thư Hàng, giới thiệu Tống tiền bối, vị Quách Đại tiền bối này cũng rất nổi tiếng trong nhóm. Hắn và Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối là hai người vô cùng đặc biệt trong nhóm. Tống Thư Hàng chớp mắt một cái, chẳng lẽ vị Quách Đại tiền bối đen thùi lùi này cũng tự tìm chết như Tam Lãng tiền bối? Vị Quách Đại tiền bối này không chỉ rất đen,
mà còn thích trâu người khác. Nhưng điều đặc biệt ở đây là, hắn chỉ trâu chính mình, cũng chính là cái gọi là tự trâu mình ấy. Sau khi gia nhập vào nhóm cửu trâu số 1, cha ta liền giới thiệu về vài vị tiền bối trong nhóm cho ta. Nghe nói trước đây chuyện Quách đại tiền bối thích làm nhất là đầu tiên đăng một bức ảnh hình con chó đáng yêu làm ảnh đại diện, liền ngay sau đó lại đăng thêm một bức ảnh hai tay dùng sức xoa đầu con chó, còn kèm theo một câu phẫn nộ xoa đầu chó bên trên nữa, Vũ Nhu Tử truyền âm nói. Tống Thư Hàng. Phá Dương Kích Quách đại đứng ở bên cạnh. Công phu truyền âm của tiểu cô nương rất tốt, nhưng cảnh giới của hắn cao hơn tiểu cô nương này hai cấp, là linh hoàng đỉnh phong đó, có thể nghe thấy nội dung mà tiểu cô nương này truyền âm một cách dễ dàng. Mặc dù ngoại hình hắn đen, nhưng hắn không thích tự trâu mình. Chẳng qua hắn chỉ thích tự chế giễu mình một chút mà thôi. Vị tiền bối này thật cá tính, không trâu người khác chỉ trâu mình, hiền lành thế ư. Tống Thư Hàng ngầm đưa ra một định nghĩa về Quách đại tiền bối. Sau đó, vị tiền bối đeo kính cuối cùng kia cũng bước lên phía trước. Hắn đẩy gọng kính của mình một cái rồi nhìn Tống Thư Hàng cười nói, Thư Hàng tiểu hữu, ta là Diệt Phượng công tử trong nhóm cửu châu số 1, giống như Quách đại, ta cũng vừa mới kết thúc bế quan cách đây không lâu. Nghe nói dạo này ngươi đang nuôi đậu đậu. Khi nói đến đậu đậu, Diệt Phượng công tử đẩy nhẹ gọng kính, đinh tương đương một cái, dường như trên tròng kính chiết xạ ra một ánh sáng lạnh. À, đúng vậy. Cách đây không lâu đậu đậu lại bỏ nhà ra đi, đến chỗ ta ở một vài ngày. Nhưng chắc hôm nay Hoàng Sơn tiền bối sẽ mang đậu đậu về nhà, Tống Thư Hàng nói. Mặc dù đậu đậu thường xuyên gây phiền phức cho hắn nhưng cũng giúp đỡ hắn khá nhiều. Từ sau khi có đậu đậu, dường như cuộc sống của hắn cũng náo nhiệt hẳn lên, nếu đậu đậu phải trở về, Tống Thư Hàng đột nhiên có loại cảm giác không nỡ. Diệt Phượng công tử tiếp tục đẩy gọng kính, hàn quang trên tròng kính bắn ra tứ phía, bây giờ đậu đậu đang ở đâu? Trước khi ta rời đi, nó vẫn đang ở cùng với Hoàng Sơn tiền bối, Tống Thư Hàng trả lời. Có nghĩa là nó vẫn đang ở gần đây sao? Kha kha kha, ta đã ngửi thấy mùi của nó rồi, Diệt Phượng công tử đẩy gọng kính lên lần nữa, trên tròng kính không ngừng đinh tương đương đinh tương đương đinh tương đương lóe ra hàn quang. Tống Thư Hàng cảm thấy áp lực như bị núi đè. Lúc này, Vũ Nhu Tử lặng lẽ truyền âm nhập mật nói, Diệt Phượng công tử, yêu tu ngũ phẩm. Ta cũng không biết bản thể của hắn là gì. Nhưng ta biết trong nhóm cửu châu số 1 hắn có một ngoại hiệu, đó là khắc tinh của đậu đậu. Khắc tinh của đậu đậu. Khắc tinh của kinh ba khuyển yêu đậu đậu. Trên thế giới này cũng có loại sinh vật như thế tồn tại sao? Mà này, Bạch tiền bối đang làm gì thế? Diệt Phượng công tử lại đẩy đẩy gọng kính, nhìn về phía Bạch tôn giả và Linh Điệp tôn giả đang bận rộn ở đằng xa. Vũ Nhu Tử trả lời, Bạch tôn giả nói muốn chuẩn bị một cuộc thi máy kéo có tay cầm đặc biệt. Tất cả các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 đều phải tham gia. Cái gì, cuộc thi máy kéo có tay cầm? Khóe miệng của Diệt Phượng công tử giật giật, máy kéo có tay cầm cũng là xe đúng không? Không được, ta bị sai xe. Không được, ta phải nói với Bạch tiền bối là không thể tham gia cuộc thi này mới được. Ta sẽ chóng mặt và nôn mất. Tống Thư Hàng. Chương 425, người thấy có phần. Diệt Phượng công tử nhìn Tống Thư Hàng một cái. Đẩy mắt kính nói, ta thật sự bị sai xe, chuyện này không liên quan gì đến cảnh giới tu vi của ta cả. Chủ yếu là khi còn trẻ ta từng trải qua một chuyện mà nó đã để lại trong ta ấn tượng vô cùng sâu sắc, khiến ta có bóng ma với tất cả các loại xe. Không được, ta phải nói chuyện với Bạch tiền bối, ta tuyệt đối không muốn tham gia cuộc thi này. Trong lúc Diệt Phượng công tử đang nói, Bạch tôn giả đạp lên sóng biển, lướt tới từ xa. Từ phía xa Bạch tôn giả đã vẫy tay với nhóm người Thông Huyền đại sư, chào ba vị đạo hữu. Chào Bạch tiền bối, Diệt Phượng công tử là người đầu tiên đáp lại. Tống Thư Hàng phát hiện, lúc đối mặt với Bạch tôn giả, tròng kính của Diệt Phượng công tử không phản xạ ra các loại hàn quang nữa. Thư Hàng cảm thấy trạng thái của Diệt Phượng công tử có chút vấn đề. Thông Huyền đại sư chắp hai tay lại, hành lễ với Bạch tôn giả. Phá Dương Kích Quách đại bày ra nụ cười sáng lạn, cũng hành lễ theo. Do đang bố trí đường đua nên Bạch tôn giả trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thật ra, lần này ta kêu gọi các vị đạo hữu đến là có một chuyện thú vị muốn mọi người cùng nhau tham gia, ta muốn tổ chức một cuộc thi máy kéo có tay cầm ở đây. Hoàng Sơn Chân Quân đã đưa rất nhiều máy kéo có tay cầm đến, nếu các vị muốn dự thi thì có thể thỏa sức cải tạo một cái máy kéo có tay cầm của riêng mình. Sửa như thế nào cũng được, chỉ cần nó vẫn nằm trong phạm vi máy kéo có tay cầm đều có thể tham gia cuộc thi, Bạch tôn giả nói. Diệt Phượng công tử hít sâu một hơi,
dường như hắn đang lấy hết dũng khí, chuẩn bị nói chuyện mình sẽ không tham gia thi đấu với Bạch Tôn Giả. Nhưng lúc này, Bạch Tôn Giả lại nói tiếp, sau đó, năm vị giành chiến thắng đầu tiên có thể cùng ta đi thăm dò một di tích. Đó là di tích thời đại trước đây. Nghe đến đây, trên mặt Thông Huyền Đại Sư và Quách Đại Tiền Bối đều xuất hiện vẻ hứng thú. Di tích thời đại trước đây, chưa biết chừng còn ẩn chứa bí mật trường sinh nữa. Cùng với sự luân chuyển giữa cũ và mới trong thiên đạo, thiên đình viễn cổ cũng dần lụi bại. Các cường giả thiên mệnh chi tư đạt tới cảnh giới trường sinh cũng lần lượt quy ẩn, biến mất khỏi thế giới, bí mật về trường sinh cũng theo đó mà càng trở nên thần bí. Nếu có cơ hội tiếp xúc với bí truyền trường sinh, hầu như các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 đều không muốn bỏ lỡ. Quách Đại Tiền Bối cười ha ha nói, Bạch Tiền Bối, đạo hữu trong nhóm đều ở đây, sao cuộc thi máy kéo có tay vịn này có thể vắng bóng Quách Mỗ ta được chứ? Thông Huyền Đại Sư cũng mỉm cười gật đầu, hai tay chắp lại, tỏ ý cũng sẽ tham gia cuộc thi. Diệt Phượng Công Tử cảm thấy vô cùng xoắn xuýt, hắn rất hứng thú với bí ẩn trường sinh, nhưng hắn thật sự bị dị ứng với loại phương tiện giao thông máy kéo có tay cầm này. Mà quan trọng hơn là, vừa rồi khó khăn lắm hắn mới lấy hết dũng khí để nói thẳng với Bạch Tiền Bối chuyện hắn từ chối tham gia dự thi, nhưng sau khi bị Bạch Tiền Bối cắt ngang như vậy, dũng khí khó khăn lắm mới nổi lên của hắn lại xẹp xuống rồi. Khóe miệng Bạch Tôn Giả cong lên, tâm trạng vui vẻ nói. Bây giờ các vị đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 đều đang ở sở gia cải tạo lại máy kéo có tay cầm. Ta sẽ gửi tọa độ cho các ngươi tự đến đó chọn ra một cái máy kéo có tay cầm, tiến hành cải tạo rồi dự thi nhé. Lúc này, Vũ Nhu Tử ở bên cạnh giơ tay lên nói, Bạch Tiền Bối, ta cũng muốn tham gia, ta cũng muốn đến đó. Không thành vấn đề, Bạch Tôn Giả nói. Vậy thì Bạch Tiền Bối, ngài dùng Lưu Tinh Kiếm dùng một lần bản 001 đưa ta đến đó đi. Các tiền bối trong nhóm đều nhận được quà, đều trải nghiệm sự kích thích của Lưu Tinh Kiếm dùng một lần rồi, chỉ có mỗi ta là vẫn chưa nhận được thôi. Vũ Nhu Tử tiếp tục giơ tay nói. Nét mặt của Thông Huyền Đại Sư, Phá Dương Kích Quách Đại, Diệt Phượng Công Tử đang đứng cạnh đó đều cứng đờ cả lại. Thì ra loạt Lưu Tinh Kiếm dùng một lần đã đưa mình bay đến đây là phiên bản Lưu Tinh Kiếm dùng một lần đã được cải tạo lại. Thảo nào chức năng càng ngày càng đáng sợ, còn có hiệu ứng sao băng nữa chứ. Nhưng con gái của Linh Điệp Tôn Giả chủ động yêu cầu thử nghiệm Lưu Tinh Kiếm dùng một lần này là sao? Bạch Tôn Giả. Hắn nhìn khuôn mặt đang dục dịch ngứa ngáy kia của Vũ Nhu Tử, cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp. Mà lúc này, Linh Điệp Tôn Giả cũng đi đến, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng nói. Bạch Đạo Hữu, món quà ngươi tặng cho Vũ Nhu Tử trước đây, ta chưa kịp giao cho Vũ Nhu Tử, kết quả nó bị ta sử dụng mất, ha 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 ha. Thế, nếu không phiền thì ngươi có thể bổ sung một món quà khác cho Vũ Nhu Tử được không? Bạch Tôn Giả, hai cha con nhà này đều cảm thấy Lưu Tinh Kiếm dùng một lần là thứ rất thú vị sao? Chẳng lẽ phiên bản lần này vẫn chưa đủ kinh hoàng sao? Bạch Tôn Giả xoa xoa cằm, xem ra phải cho Lưu Tinh Kiếm dùng một lần bản 002 ra lò nhanh hơn mới được. Cuối cùng Vũ Nhu Tử cũng có được một cái Lưu Tinh Kiếm dùng một lần bản 001 mới tinh. Tống Tiền Bối, chúng ta cùng nhau trở về Đoạn Thiên Đài đi. Xem các vị tiền bối cải tạo máy kéo có tay cầm thế nào rồi. Nhất định sẽ rất thú vị. Vũ Nhu Tử ngoắc tay với Tống Thư Hàng, nói. Thôi, ta muốn ở đây xem Bạch Tiền Bối và Linh Điệp Tiền Bối bố trí đường đua thế nào. Tống Thư Hàng khoát tay một cái, cười cười nói. Đua chắc, Vũ Nhu Tử chuẩn bị dùng Lưu Tinh Kiếm dùng một lần để trở về Đoạn Thiên Đài đó. Nếu hắn đi cùng há chẳng phải là hắn sẽ phải hưởng thụ quá trình sao băng lần nữa sao? Hắn không dại đâu. Thế tiền bối, ta đi trước đây. Vũ Nhu Tử cũng không để ý, bây giờ tất cả tâm trí của cô đều đặt vào Lưu Tinh Kiếm dùng một lần cả rồi. Vừa nói xong, Bạch Tôn Giả liền kích hoạt phi kiếm. Bưu tương đương, Vũ Nhu Tử lập tức xoay tròn lên trời, kiếm khí tung hoành, tốc độ bay nhanh vô cùng. Linh Điệp Tôn Giả, Tống Thư Hàng, Thông Huyền Đại Sư, Quách Đại Tiền Bối, Diệt Phượng Công Tử đều chăm chú nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Không biết có phải là ảo giác hay không mà Tống Thư Hàng cảm thấy lúc Vũ Nhu Tử phi kiếm xoay tròn lên trời, xoay vô cùng mạnh. Nếu như nói xoắn ốc thăng thiên của Tô thì A Thất Tiền Bối giống như chiêu kiếm nhận phong bạo của một kiếm thánh cấp độ LV1. Cái này trong game. Thì bây giờ, cấp bậc của chiêu kiếm nhẫn phong bạo của Vũ Nhu Tử ít nhất phải là LV2, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Tiếng thét đầy kích thích của Vũ Nhu Tử truyền đến từ trên bầu trời. Nhưng, tất cả mọi người có thể nghe ra được,
trong tiếng thét của cô ấy chỉ có cảm giác kích thích, không có chút kinh hoàng nào. Bạch Tôn Giả xoa xoa cằm, tâm trạng vô cùng phức tạp. Vậy Bạch tiền bối, bọn ta cũng đi tụ hội với các đạo hữu trong nhóm đây. Quách đại tiền bối cất tiếng nói. Sau đó hắn và Thông Huyền Phương Trượng dùng trường kích và phi kiếm, veo, một cái vọt lên bầu trời, theo sát thân ảnh đang xa dần của Vũ Nhu Tử. Bọn họ sợ chỉ cần chậm chân một chút thôi, Bạch Tôn Giả cảm thấy vui vẻ, muốn mua một tặng một, tặng cho hai người họ thêm một cái lưu tinh kiếm dùng một lần nữa thì vui. Hai vị đạo hữu đều rời đi, chỉ còn Diệt Phượng Công Tử ở lại. Vẻ mặt của Diệt Phượng Công Tử vẫn cứ xoắn suýt như cũ. Mặt mày Bạch Tôn Giả đầy nghi hoặc nhìn về phía Diệt Phượng Công Tử, Diệt Phượng đạo hữu, người không đi hội họp với các đạo hữu khác trong nhóm sao? Hả, Bạch tiền bối không cần phải để ý đến ta, để ta hồi phục lại một chút đã, Diệt Phượng Công Tử vừa mở miệng là lời nói trái lòng vô cùng đạt chuẩn. Rõ ràng hắn muốn nói với Bạch tiền bối là hắn không muốn tham gia cuộc thi mà. Vậy được, thế ngươi ở đây nghỉ ngơi đi. Ta và Linh Điệp đạo hữu đi bố trí đường đua tiếp đây, Bạch Tôn Giả cười nói. Hốc mắt của Diệt Phượng Công Tử lập tức ươn ướt. Thật ra, nếu cái tật nói lời trái lòng mình của Diệt Phượng Công Tử dung hòa với cái tật mau miệng của Tống Thư Hàng một chút thì tốt biết bao. Hai vị Tôn Giả lại tiếp tục đi bố trí đường đua. Diệt Phượng Công Tử vẫn xoắn suýt như cũ, đứng tại chỗ ngẩn người. Tống Thư Hàng vươn vai, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Hôm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa còn lăn qua lăn lại từ sáng đến tận bây giờ. Vì thế hắn muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Thế là Tống Thư Hàng đứng dậy, đi đến khối nham thạch ở gần đó. Sau khi quan sát hồi lâu, Tống Thư Hàng không tự chủ được mà nghĩ tới bệnh trĩ của tiểu hòa tượng Quả Quả. Vì vậy, Tống Thư Hàng quyết đoán rút bảo đao bá toái ra, muốn gọt bằng bề mặt của khối nham thạch này để nghỉ ngơi. Mà nói mới nhớ, bây giờ Thông Huyền Đại Sư cũng đến đây rồi, không biết Tiểu Hòa Thượng có bị đánh cho nát mông không nhỉ? Tống Thư Hàng lầm bầm trong lòng. Sau đó, hắn giơ cao bảo đao bá toái lên. Đúng lúc này, giọng nói của Bạch Tôn Giả truyền đến từ xa, Thư Hàng, cẩn thận. Mặt mày Tống Thư Hàng đầy vẻ nghi ngờ, hắn quay đầu lại nhìn về phía Bạch tiền bối. Một khắc sau, đột nhiên hắn thấy một trận lóe sáng ở trước mắt mình. Ngay sau đó hắn cảm thấy mình giống như là bị điện giật. Hắn cảm giác xung quanh giống như là xe đi qua núi, cả người đảo lộn hết cả lên, sự đau đớn như cực hình truyền lên khuôn mặt hắn, đồng thời, một cỗ tê dại tản mạn ra khắp người hắn. Bảo đao bá toái, thân đao dài 3 thước 3, được chế tạo từ kim loại nặng trong lôi trì, khi nằm trong tay tu sĩ cường đại, nó có thể chặt đứt được cả sấm sét. Hơn nữa thân đao của nó có thể hấp thụ được một lượng năng lượng sấm sét nhất định, trong lần công kích sau có thể tạo ra sát thương sấm sét. Nhờ phúc của nó, mặc dù cả người Tống Thư Hàng bị sét đánh cho không khác gì một gã châu Phi, nhưng trên thực tế hắn không bị tổn thương gì mấy. Tống Thư Hàng há miệng, ha. Hắn dường như thấy được có một mùi khét phun ra từ trong miệng mình. Lúc này hắn mới phản ứng được là hắn bị sét đánh, luồng ánh sáng trắng vừa rồi chính là cảnh hắn bị sét đánh vào người. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Linh Điệp Tôn Giả và Bạch Tôn Giả nhanh chóng đi đến bên cạnh Tống Thư Hàng, kiểm tra thân thể cho hắn. Tống Thư Hàng hà hơi một lần nữa, dùng chân khí tự kiểm tra cho mình rồi nói, ngoại trừ cảm giác người tê tê ra thì hình như không bị sao cả. Tiền bối, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Linh Điệp Tôn Giả cười khan, nói, ha ha, vừa rồi ta và Bạch Đạo Hữu muốn bố trí một khu vực có sấm sét ở trên biển, nhưng không biết làm sao mà trong đó có một tia sét bị hấp dẫn đến chỗ ngươi, sau đó đánh vào người ngươi nữa. Ha ha ha, Tống Thư Hàng. Có cần phải thế không, hắn chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút thôi mà, có cần phải dùng sét đánh hắn không? Quả nhiên các tôn giả đều thật đáng sợ, chỉ đứng xem bọn họ bố trí đường đua thôi mà cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nào, dùng một viên thuốc an thần đi, Linh Điệp Tôn Giả lôi ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng Tống Thư Hàng. Vừa nuốt viên đan dược xuống, Tống Thư Hàng liền cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng, tinh lực dồi dào, hơn nữa lượng chân khí bên trong đan điền cũng lập tức tăng lên không ít. Mức độ tăng cường của chân khí, bằng cả một ngày khổ tu của hắn luôn. Đây quả thực là loại đan dược chân quý kéo tính mạng về trong chớp mắt. Nhưng trong tay Linh Điệp Tôn Giả, loại đan dược này không khác gì hạt đậu, chẳng đáng tiền chút nào. Ý, lúc này, Bạch Tôn Giả cúi đầu nhìn xuống dưới chân Tống Thư Hàng, người nhích sang bên cạnh một chút đi.
Tống Thư Hàng mặt đầy nghi hoặc nhích sang một bên. Sau đó hắn thấy Bạch Tôn Giả ngồi xuống, vỗ một chưởng lên mặt đất. Vị trí dưới chân Tống Thư Hàng vừa rồi nứt ra một cái hố nhỏ. Sau đó trong hố xuất hiện 10 cái rễ cây trong suốt như thủy tinh, kích thước chỉ bằng ngón tay trỏ, vừa nhìn đã biết đây không phải là loại thực vật bình thường. Trên đó tràn đầy linh khí, khiến người ta vô cùng vui sướng. Khoan đã, tại sao hình ảnh này lại quen mắt thế nhỉ? Bạch Tôn Giả móc 10 cái rễ cây trong suốt như thủy tinh này ra, áng chừng ở trong tay rồi khẽ mỉm cười nói, cũng không tệ, là tuế nguyệt thủy tinh căn giúp gia tăng tu vi. Đối với tu sĩ nhị phẩm mà nói, ăn một cái có thể tăng cường 3 năm công lực. Nào, người thấy đều có phần. Thế là Bạch Tôn Giả chia 2 cái cho Tống Thư Hàng, 2 cái cho Linh Điệp Tôn Giả, 2 cái cho Diệt Phượng Công Tử một cách nhuần nhuyễn. 4 cái còn lại thì Bạch Tôn Giả giữ lấy cho mình. Cảm ơn Bạch Đạo Hữu. Linh Điệp Tôn Giả cười ha ha, nhận lấy tuế nguyệt thủy tinh căn. Diệt Phượng Công Tử sửng sốt một chút rồi cũng nhận lấy bảo vật. Cuối cùng, Tống Thư Hàng nhìn vào 2 cái tuế nguyệt thủy tinh căn trong tay mình, không biết tại sao mà hốc mắt hắn lại hơi ươn ướt. Hắn nhớ ra tại sao cảnh tượng này lại quen mắt thế rồi. Thì ra là kỹ năng người thấy có phần tự có của Bạch Tôn Giả tự động kích hoạt. Một người tập trung các loại may mắn trên người như Bạch Tôn Giả, dù có ngồi ở nhà thì các loại may mắn cũng lũ lượt kéo đến. Chẳng qua đối với người bên cạnh hắn mà nói, loại may mắn này thường xuyên kèm theo một vài nguy hiểm đến tính mạng. Thì ra nguy hiểm đến tính mạng vừa rồi lại ập vào đầu ta. Tống Thư Hàng khịt khịt mũi. Có điều đây là 2 cái thiên tài địa bảo giúp gia tăng 3 năm công lực đó. Nếu sử dụng, chưa biết chừng hắn còn có thể trực tiếp đột phá đến đan điền thứ 2 Long Vĩ đan điền của nhị phẩm nữa. Quả nhiên là cầu phú quý trong hung hiểm, tia sét vừa rồi, rất đáng. Đang suy tư, đột nhiên Bạch Tôn Giả lại đưa thêm một cái tuế nguyệt thủy tinh căn cho Tống Thư Hằng, đây, bồi thường cho ngươi thêm cái nữa. Dù sao thì cũng nhờ ngươi bị sét đánh, ta mới có thể phát hiện ra 10 gốc tuế nguyệt thủy tinh căn này. Đừng buồn, không phải chỉ là bị sét đánh một chút thôi sao, đàn ông đàn an, đừng khóc nữa. Tống Thư Hằng lập tức phản bác lại, Bạch tiền bối, ta chẳng qua là bị sét đánh. Hô hấp chưa thuận nên mới thế chứ ta có khóc đâu. 5 phút sau, Diệt Phượng Công Tử ngự kiếm phóng thẳng lên trời, bay về phía đoạn tiên đài của Sở gia. Mà đứng phía sau Diệt Phượng Công Tử là Tống Thư Hàng. Đứng xem 2 vị tôn giả bố trí đường đua thật sự là quá nguy hiểm. Vì thế để bảo vệ tính mạng của mình, Tống Thư Hàng quyết định trở về Sở gia trước. Còn Diệt Phượng Công Tử, sau khi xoắn suýt nửa ngày, dường như cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm. Thế là, hắn phụ trách đưa Tống Thư Hàng trở về. Thư Hàng tiểu hữu, người biết đi máy kéo có tay cầm không? Trên phi kiếm, Diệt Phượng Công Tử lên tiếng hỏi. Biết một chút, Diệt Phượng tiền bối không biết à? Có muốn ta dạy cho ngươi không? Tống Thư Hàng hỏi. Chương 426, khắc tinh kiểu gì? Trên chỗ đoạn tiên đài. Bốp bốp. À, phương trưởng, ta sai rồi, ta thật sự biết lỗi rồi. Bốp bốp. À, phương trưởng đừng đánh nữa, tiêu rồi, sắp đánh lòi trí luôn rồi. Quả thực, tiểu hòa thượng quả vẫn không thể tránh thoát khỏi độc thủ của Thông Huyền Đại Sư. Lúc này, nó bị sốc nằm úp sấp trên đầu gối, phương trưởng dùng hàng long thập bát trưởng tét bôm bốp liên hồi vào mông tiểu hòa thượng, đánh đến mức nó liên tục gào khóc kêu la. Ở bên cạnh, Hoàng Sơn chân quân sờ sờ cằm, nhìn cảnh tượng Thông Huyền Đại Sư dạy dỗ tiểu hòa thượng. Sau đó, Chân quân quay đầu lại nhìn sang Kinh Ba tiểu đậu đậu, thầm nghĩ trong lòng, có phải ta đã quá cưng chiều con đậu đậu dở hơi này rồi không nhỉ? Ta có nên bắt chước Thông Huyền Đại Sư, thỉnh thoảng dùng chút thủ đoạn xử phạt về thể xác không đây? Bên cạnh hắn, đậu đậu dùng chân trước ôm một xương khá lớn lên, ngửi ngửi một cách cẩn thận. Nó trưng ra bộ mặt muốn ăn nhưng lại không nỡ chút nào. Bởi vì vòng cổ cấm ngôn còn đang nằm trên cổ nó, cho nên đậu đậu không nói lung tung, cực kỳ ngoan ngoãn. Trong nội tâm của nó đã vạch ra một kế hoạch, dường như Hoàng Sơn Đại Ngốc sẽ tham gia giải đua máy kéo tay cầm kia, đến lúc đó, nó sẽ lập tức dùng pháp thuật khuếch đại âm thanh ngay từ đầu trận đấu, giống lên bài ca Hoàng Sơn Đại Ngốc thật nghiêm chỉnh, để cổ vũ nhiệt tình cho Hoàng Sơn Đại Ngốc. Sau khi giống xong, cho dù lại bị phạt cấm ngôn cả năm thì cuộc đời làm chó của nó không còn gì để nuối tiếc nữa. Nghĩ tới đây, đậu đậu nâng một góc khúc xương lên, lè lưỡi liếm liếm. Ngon quá đi. Đây là khúc xương do Hoàng Sơn chân quân đặc chế cho đậu đậu, dùng xương đùi của linh thú thanh ngưu do người hầu dày công nuôi dưỡng làm nguyên liệu,
lại được chủ tiên có chuyên môn chế biến ra, thơm đến nức mũi, khi nhai còn sướng gấp bội. Nhưng vì nuôi dưỡng linh thú thanh ngưu rất khó, cho nên 10 năm chỉ có thể làm ra được có mấy khúc xương như thế này mà thôi. Mỗi lúc đậu đậu ăn khúc xương này thì nó đều phải ngửi cẩn thận cả nửa ngày trời, sau đó thè lưỡi ra liếm cho thật kỹ, sau khi thỏa mãn khứu giác và vị giác của bản thân xong thì mới gặm khúc xương đùi thanh ngưu này với vẻ bịn rịn không nỡ. 10 năm chỉ có thể ăn được có mấy khúc xương thôi đấy. Lúc này, trên bầu trời có một luồng kiếm quang bay thoáng qua cực nhanh. Là Diệt Phượng công tử và Tống Thư Hàng, rốt cuộc thì hai người bọn họ cũng đã đến đoạn tiên đài. Trên đường đi, Diệt Phượng công tử đã nhờ Tống Thư Hàng chỉ bảo về một số kỹ xảo dùng máy kéo, sau đó hắn nhận ra được một chuyện kỹ thuật dùng máy kéo của tiểu hữu Tống Thư Hàng hẳn rất tốt. Vì vậy, hắn thật sự cảm thấy rất yên lòng. Sau khi đến đoạn tiên đài, Diệt Phượng công tử nhìn về phía các đạo hữu nhóm Cửu Châu số 1, ánh mắt của hắn nhanh chóng nhắm trúng Đậu Đậu đang ở bên cạnh Hoàng Sơn chân quân. Ha ha, tìm được Đậu Đậu rồi. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, trong kính phản xạ ánh sáng lạnh lập lòe. Tống Thư Hàng cảm giác được ánh sáng phản xa kia đặc biệt lạnh lẽo. Trong phút chốc, Diệt Phượng công tử nhảy xuống khỏi phi kiếm, nhảy vồ tới chỗ Đậu Đậu. Vị Diệt Phượng tiền bối này định làm gì thế nhỉ? Trong lòng Tống Thư Hàng cảm thấy khó hiểu nhưng lại cảm thấy khá may mắn, trước khi Diệt Phượng công tử lao ra, hắn vẫn nhớ khống chế phi kiếm của mình chậm rãi đáp xuống. Phi kiếm mang theo Tống Thư Hàng nhẹ nhàng hạ thấp xuống từ từ. Một bên khác, tốc độ của vị Diệt Phượng công tử bên kia siêu nhanh. Chỉ chớp mắt một cái, hắn đã xuất hiện trước mặt Đậu Đậu, cách gương mặt của nó chưa tới một tấc. Gâu! Đậu Đậu cảm thấy trước mắt của mình hoa lên một cái, sau đó có một gương mặt da rẻ trắng nõn mang theo một cái mắt kính thô to xuất hiện trước mặt nó. Gâu! Thì ra là tên Diệt Phượng chết dẫm này. Đậu Đậu nhảy dựng lên theo bản năng, bật ngược ra đằng sau vì sao cái gã chết dẫm này cũng chạy đến đây thế này. Chẳng phải hắn đang bế quan à? Tốc độ của Đậu Đậu rất nhanh, nhưng tốc độ của Diệt Phượng công tử còn nhanh hơn nó nhiều. Hắn sải bước về phía trước, hai tay lướt ra tạo thành từng lớp tàn ảnh, giống như Quan Âm nghìn tay, đập về phía Đậu Đậu. Đậu Đậu nhìn đến mức hoa mắt. Mà lúc này, tay trái của Diệt Phượng công tử giằng được khúc xương lớn từ trong móng vuốt của Đậu Đậu. Tay phải của hắn thì vỗ một cái bốp lên đầu Đậu Đậu. Ẳng 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 tương đương. Đậu Đậu kêu lên thảm thiết, nó bị đập bay ra ngoài, thân hình bay xa hơn 10 mét mới dừng lại được. Còn Diệt Phượng công tử lại lúc lắc khúc xương lớn của Đậu Đậu với vẻ hết sức khoái trá. Diệt, Phượng, Gâu. Đậu Đậu nghiến răng nghiến lợi, lông trên người dựng thẳng lên, gầm lên lăm le đe dọa Diệt Phượng. Ô kìa kìa, chúng ta lại gặp mặt nhau nữa rồi, Đậu Đậu. Diệt Phượng công tử đẹp trai vung vẩy khúc xương lớn kia, vận dụng một tầng linh lực quấn quanh khúc xương. Xoẹt một tiếng, phần xương đã bị Đậu Đậu liếm qua nãy giờ bị cắt bỏ. Lượng linh lực còn sót lại cũng tiện thể tẩy sạch khúc xương từ trên xuống dưới. Sau đó, Diệt Phượng công tử cầm khúc xương này lên. Xốp xốp, hắn há miệng cắn một cái, giống như đang ăn mía vậy, sau khi ăn mấy miếng thì phun phì phì hết đám bã xương xuống đất. Đậu Đậu phẫn bị chọc tức đến mức mũi sắp phun lửa luôn rồi, nó đã bị chọc giận rồi. Tống Thư Hàng. Hắn bị hoa mắt rồi đúng không? Chắc chắn là hoa mắt rồi, vị Diệt Phượng tiền bối mang kính mắt đen dày có gương mặt như một nhân sĩ tinh anh đầy lý trí này, khi nãy hắn nhảy sổ xuống từ trên trời cao chỉ để tiêu diệt khúc xương của Đậu Đậu thôi á. Không lẽ bản thể của hắn cũng là một con gâu gâu à? Có phải cái danh xương khắc tinh của Đậu Đậu nghe có vẻ đáng sợ lắm lắm của hắn bắt nguồn từ việc giành xương của Đậu Đậu biết bao nhiêu lần mà có không ta? Tống Thư Hàng nhìn thoáng qua vẻ mặt dương dương đắc ý của Diệt Phượng công tử. Hắn cảm thấy có khả năng này lắm. Dù sao thì hắn cũng là tiền bối xuất thân từ nhóm Cửu Châu số 1, nếu như quá bình thường thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy không hề bình thường chút nào. Đáng chết, ngươi là tên khốn kiếp chết bầm chết dập đáng đâm ngàn đao, mau trả khúc xương của ta lại cho đây. Đậu Đậu gào thét, nó bật nhảy lên khỏi mặt đất. Nhào về phía Diệt Phượng công tử đây chính món ngon mà mấy chục năm chỉ có chừng 8 khúc thôi đó. Diệt Phượng công tử thì lại thuần thục xoay người, linh hoạt né tránh đòn tấn công của Đậu Đậu một cách nhẹ nhàng. Động tác của cả hai bên giống như đã được tập luyện từ trước, mỗi hành động tấn công của Đậu Đậu, hay né tránh của Diệt Phượng công tử đều lưu loát như nước chảy mây trôi, hoàn mỹ như tranh vẽ. Không được rồi, đúng là không có chút tiến bộ nào cả. Đậu Đậu,
biết bao nhiêu năm qua rồi mà thủ đoạn tấn công của ngươi vẫn như cũ, làm ta thất vọng quá mà. Ngươi không biết sử dụng thủ đoạn gian trá gì khác ngoại trừ tức giận tấn công à? Ồ, ta quên mất, ngươi còn chưa ngưng tụ yêu đan nữa, vẫn còn giữ bộ dạng của một con kinh ba. Trừ việc tấn công bằng cách cắn người thì đúng là không tiện sử dụng kiếm pháp gì gì đó của tu sĩ cả. Diệt Phượng công tử bình phẩm. Sau đó, hắn cắn vào khúc xương một cái, phát ra tiếng rôm rốp, nhai rồi lại nhai. Vừa giòn vừa thơm, mà mùi vị cũng ngon nữa chứ. Phì phì phì, hắn lại nhổ ra một chút bã xương ra. Ta liều mạng với ngươi, ngươi thật sự cho rằng trong suốt mất năm nay bản gâu gâu không tiến bộ được chút nào sao, bản gâu gâu cắn mù mắt ngươi. Đậu đậu nổi giận, nó gầm lên một tiếng, bên dưới chân nó xuất hiện bốn bánh xe phong hỏa luân. Xem ra, đậu đậu thật sự muốn đánh nhau rồi. Đến đi, ta mà sợ ngươi à. Diệt Phượng công tử cũng kêu to, kỹ năng khiêu khích của hắn đã mắc cấp. Gâu gâu gâu. Thân hình đậu đậu hóa thành phong hỏa luân, mở miệng ra thật rộng, nó hận không thể gặm Diệt Phượng công tử như gặm một khúc xương cho hả giận. Nhưng, đậu đậu tăng tốc, thì tốc độ của Diệt Phượng công tử cũng trở nên nhanh hơn. Chương 427, gâu gâu, Hoàng Sơn đại nhân là tiểu trung khuyển của ta. Thân hình Diệt Phượng công tử nhảy trái nhảy phải, hết lần này đến lần khác tránh né tất cả đòn tấn công của đậu đậu. Thậm chí, hắn vẫn còn thừa sức mở miệng khiêu khích tiếp. Tốc độ của pháp bảo phong hỏa luân này đúng là nhanh hơn nhiều thật đấy. Nhưng ngươi cho rằng mấy năm bế quan của ta chỉ dùng để ngủ thôi à? Vì để có thể ăn hiếp ngươi được trọn vẹn hơn, mấy năm nay ta bế quan chăm chỉ lắm đó. Chẳng lẽ mục tiêu trong cuộc đời của vị Diệt Phượng công tử này chính là ăn hiếp đậu đậu thôi à? Hắn tu luyện căng thẳng, bế quan vất vả khổ cực đến thế chỉ để ăn hiếp đậu đậu sướng hơn. Gâu gâu! Bởi vì đậu đậu phẫn nộ nên tốc độ của nó lại nhanh hơn nữa. Thế nhưng, dù đậu đậu có tăng tốc thế nào đi nữa thì Diệt Phượng công tử vẫn có thể di chuyển nhanh hơn nó một chút. Tốc độ của cả hai quá nhanh, với thị lực hiện tại của Tống Thư Hằng thì chỉ có thể trông thấy tàn ảnh của đậu đậu và Diệt Phượng công tử xuất hiện khắp nơi mà thôi. Đáng chết, đợi đến khi ta thăng cấp thành đại yêu ngũ phẩm, ngừng kết yêu đan, thì sẽ cho ngươi đẹp mặt ra sao? Đậu đậu hét lên đầy giận dữ. Rồi sẽ có một ngày, ta khiến ngươi phải nhớ kỹ, sự sợ hãi ngày xưa khi bị ta xô ngã ra đất, còn có cả nỗi khuất nhục khi bị ta đè dưới người bắt nạt liên tục. Phi, đợi đến khi ngươi tấn chức lên ngũ phẩm, thì ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta đâu. Diệt Phượng công tử dương dược đắc ý, nói thẳng. Do đó, trước kia ngươi ăn hiếp ta ra sao, ta sẽ bắt nạt ngươi từng chút một để đòi lại. Hơn nữa, cả đời này của ta không bao giờ để ngươi có cơ hội vượt mặt ta lần nữa. Nếu thực sự có ngày đậu đậu bắt kịp cảnh giới của hắn, hắn sẽ chạy đến phương Tây, lăn lộn bên đó cùng với tiền bối Bạch Hạc ngay lập tức. Hắn nhất định sẽ không ngu ngốc như lúc còn nhỏ tuổi, rõ ràng thực lực của hắn yếu hơn đậu đậu, vậy mà vẫn khờ dại đối cứng với đậu đậu, kết quả là bị đậu đậu ăn hiếp đến mức không ngóc đầu lên được. Gâu gâu gâu, ngươi thật sự nghĩ rằng bản gâu gâu không hề tiến bộ thêm chút nào à? Đúng là một tên ngây thơ, cơ hội tới rồi, ăn đại chiêu của ta đi bài vân trưởng. Đậu đậu hét lớn, hai móng vuốt vỗ vào nhau, sau đó nó đứng thẳng người, dường như muốn sử dụng một trưởng pháp đặc thù nào đó. Diệt Phượng công tử híp híp mắt, thân hình căng cứng lên đề phòng. Nhưng vào lúc này, một tấm lưới lớn bất thình lình giáng xuống từ trên cao, trùm kín Diệt Phượng công tử. Tấm lưới lớn xuất hiện quá bất ngờ, không riêng gì Diệt Phượng công tử mà rất nhiều vị đạo hữu nhóm Cửu Châu số 1 đang vây xem bên cạnh cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Ha 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 ha, Diệt Phượng ngu xuẩn, tấm lưới lớn này chính là tác phẩm đắc ý nhất của Hoàng Sơn đại ngốc đấy, ngay cả huyết ma lục phẩm cũng bị tóm gọn, ngươi hết đường chạy thoát rồi. Đậu đậu cười ha hả đầy đắc ý. Diệt Phượng công tử nghe vậy, quay ngoắt nhìn Hoàng Sơn chân quân, mặt hầm hầm giận dữ. Chân quân, người bất công, ra tay giúp đỡ đậu đậu à? Hoàng Sơn chân quân lắc đầu. Ta không hề ra tay. Hắn làm ra tổng cộng 2 tấm lưới, bản thân hắn dùng 1 tấm. Bởi vì đậu đậu quấn quýt nài nỉ dữ quá nên hắn đã đưa cho nó tấm còn lại rồi. Mới vừa rồi chính đậu đậu là người ra tay. Diệt Phượng công tử cắn răng, quay sang nhìn đậu đậu. Đáng giận, ỷ vào tác dụng của pháp khí thì có gì mà anh hùng. Gâu gâu, bản gâu gâu không phải là anh hùng. Bản gâu gâu chỉ là chó kinh ba mà thôi. Nếu không phục, thì ngươi cắn ta đi. Đậu đậu hả hê rào rạt. Hơn nữa, muốn trách thì trách Hoàng Sơn đại ngốc ấy,
hắn luyện ra pháp khí này mà. Hoàng Sơn Chân Quân ở bên cạnh. Hắn đang cân nhắc, liệu có nên tiếp tục dùng cấm ngôn thuật cho Đậu Đậu lần nữa không nhỉ? Diệt Phượng công tử cắn răng oán hận. Diệt Phượng ngu xuẩn, nếm thử đòn tấn công của bản Đậu Đậu đi. Đậu Đậu cười ha hả hết sức đắc chí, sau đó thân hình nó nhanh chóng biến lớn, hóa thành hình thể lớn 5 thước. Gâu! Nó hét lớn, nhào về phía Diệt Phượng công tử đang bị nhốt trong tấm lưới. Nếu để cho Đậu Đậu đè được thành công, rất có thể xương sườn của Diệt Phượng công tử sẽ bị gãy cũng nên. Những tưởng Diệt Phượng công tử sẽ bị Đậu Đậu đè bẹp, nhưng ngay lúc này, bỗng dưng Diệt Phượng công tử tháo mắt kinh đen của mình xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa. Sau một khắc, thân thể khổng lồ của Đậu Đậu đột ngột dừng lại trên không trung giống như nó vừa đánh lên một bức tường vô hình, ép nó phải phanh lại. Sau đó, Đậu Đậu hạ xuống từ trên không, nó ngồi xổm xuống đất lè lưỡi, thở khì khì giống như một con chó bình thường. Qua thêm một lát nữa, nó ngẩng đầu lên rồi hú dài như một con sói. Khi đã hú xong, nó giống lớn kêu lên. Gâu gâu, Hoàng Sơn đại nhân, ngươi là tiểu trung khuyển đáng yêu của ta. Phụt! Hoàng Sơn Chân Quân phun ngay tại chỗ. Thấy Đậu Đậu đang hắng giọng, chuẩn bị nói tiếp, Hoàng Sơn Chân Quân ra tay quyết đoán. Cấm ngôn! Đậu Đậu bị cấm ngôn rồi. Gâu 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 gâu. Miệng nó liên tục phát ra âm thanh kỳ quái. Đậu Đậu sủa cả buổi, sau đó ánh mặt lộ ra vẻ mê man. Nó lại kêu thử vài tiếng, nhưng vẫn chỉ là mấy tiếng gâu gâu mà thôi. Quá bất đắc dĩ, nó chỉ đành bỏ cuộc. Sau đó, nó chạy nhanh đến chỗ lưới lớn đang tóm lấy Diệt Phượng công tử, duỗi móng vuốt gảy gảy vào tấm lưới lớn. Lưới lớn chấn động nhẹ nhẹ, dường như nó cảm ứng được khí thức của Đậu Đậu, nên tự động co lại, đến khi chỉ còn một chấm tròn nhỏ thì chui vào trong đám lông của Đậu Đậu. Lúc này, Tống Thư Hàng liền nhận thấy Diệt Phượng công tử ở bên trong lưới vô cùng ủ rũ, mất hết sức sống. Đậu Đậu nó đột nhiên biến thành kỳ lạ như thế là vì chúng phải pháp thuật gì đó của Diệt Phượng công tử sao? Xem ra, pháp thuật đó còn có thể phản vệ ngược trở lại người thi triển thì phải. Sau khi tấm lưới lớn được thu lại, Diệt Phượng công tử ngẩng đầu lên, khoan thai đeo mắt kính của mình lại. Mà ở đối diện với hắn, Đậu Đậu đang đờ đẫn chợt khôi phục sự tỉnh táo. Gâu 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 gâu, ngươi đã làm gì ta thế hả, cái tên ngu đần Diệt Phượng kia. Đậu Đậu giận dữ hét lên, nhưng không ai hiểu được tiếng sủa của nó có nghĩa là gì. Có lẽ vị Diệt Phượng công tử là một gâu yêu nên có thể nghe hiểu được tiếng sủa của nó chăng? Ha ha ha! Diệt Phượng công tử cười ha ha hết sức đắc ý, hắn thả người nhảy lên, hai chân kẹp cổ Đậu Đậu, vật xuống. Bởi vì khoảng cách giữa hai bên quá gần nhau, Đậu Đậu căn bản không có chút cơ hội tránh né nào, Diệt Phượng công tử đã quật thân thể khổng lồ của nó xuống mặt đất. Đậu Đậu, ngươi có nhận thua chưa? Diệt Phượng công tử lớn tiếng hỏi. Gâu gâu gâu! Đậu Đậu giơ vuốt quơ quào cố sức cào cào trên mặt đất. Nhưng góc độ kẹp cổ của Diệt Phượng công tử rõ ràng đã trải qua vô số lần nghiên cứu lẫn thực hành, móng vuốt của Đậu Đậu căn bản không thể nào vói tới Diệt Phượng công tử. Cơn tức giận của Đậu Đậu lan ra khắp lồng ngực. Sau 3 phút, Diệt Phượng công tử đứng dậy, tinh thần cực kỳ sảng khoái, hắn lại tiếp tục há miệng ra gặm cắn khúc xương khí thế, sau đó phun phì phì đầy đất. Đằng sau lưng hắn, hai mắt Đậu Đậu đã đờ đẫn quay mòng, dường như toàn thân chó của nó đã bị chơi tan nát, nó nằm vật ra cả buổi trên mặt đất mà vẫn không thể đứng dậy được. Khắc tinh của Đậu Đậu, quả nhiên danh bất hư truyền. Vấn đề khiến Tống Thư Hàng suy nghĩ nãy giờ chính là, lẽ nào năng lực của Diệt Phượng công tử cùng loại với pháp thuật đặc thù có khả năng khống chế tinh thần à? Sau đó có thể tiến hành hai tầng công kích cả thân thể lẫn tâm lý của Đậu Đậu. Cho tấu hài Đậu Đậu đánh với Diệt Phượng công tử đã chấm dứt như thế. Các tiền bối nhóm Cửu Châu số 1 lại tiếp tục cải tạo máy kéo của mình. Các tiền bối không chỉ tự thân cải tạo riêng máy kéo của mình, mà còn giúp đỡ lẫn nhau nữa. Ví dụ như hiện tại, Bắc Hà Tán Nhân kêu lên. Thông Huyền Đại Sư, người khai quang máy kéo giúp ta với. Xong việc rồi, ta sẽ bổ sung thêm trận pháp tị thủy cho máy kéo của ngươi, trận pháp tị thủy của ta đứng số 1, số 2 ở trong nhóm đó. Thông Huyền Đại Sư gật đầu. Tiến tới trước mặt máy kéo có tay cầm của Bắc Hà Tán Nhân, chắp tay lại, hắn bắt đầu mặc niệm kinh văn ở trong đầu, sau đó vỗ lên trên thân máy kéo của Bắc Hà Tán Nhân một cái. Xoẹt! Từng đợt phản âm vang lên, Phật quang phổ chiếu. Dường như máy kéo có tay cầm của Bắc Hà Tán Nhân biến thành màu vàng chỉ trong nháy mắt,
ẩn ẩn có rất nhiều vị tăng nhân thu nhỏ đang bay lượn bên trong máy kéo. Khóe mắt Tống Thư Hàng giật giật, đây chính là bảo vật do một cao tăng đại sư khai quang đó, giá trị nghìn vàng luôn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nếu chiếc máy kéo có tay cầm của Bắc Hà tiền bối vẫn giữ được kết cấu như cũ, nó thật sự rất có giá trị bảo tồn phi phàm đó. Đến khi ấy, nếu nhà ai gặp chuyện ma quái, chỉ cần mang chiếc máy kéo có tay cầm này qua dùng để trấn nhà thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa êm xuôi ngay, xe vừa đến quỷ ma lập tức bị diệt trừ. Hoàng Sơn Chân Quân, ta bố trí thêm động cơ đẩy ở phía sau máy kéo được không? Tạo Hóa Pháp Vương cất cao giọng hỏi rõ. Có lẽ chỉ cần ngươi không tháo ra lắp nó thành máy bay, vẫn giữ kết cấu máy kéo cơ bản thì chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ? Hoàng Sơn Chân Quân trả lời không quá chắc chắn. Chỉ bằng ngươi gọi điện thoại hỏi Bạch Tôn Giả thử xem sao. Cũng đúng. Tạo Hóa Pháp Vương lập tức gọi điện thoại ngay. Cổ Hà Quan đạo hữu, đây chính là tên lửa đúng không? Ngươi muốn trang bị thứ đồ chơi này lên máy kéo à? Giọng của Cuồng Đao Tam Lãng vang lên. Tống Thư Hằng quay đầu qua nhìn, lại thấy Cổ Hà Quan Chân Quân đang lắp đặt một quả tên lửa bên trong máy kéo với thái độ cực kỳ bình tĩnh. À, lần trước một chi nhánh Cổ Hà đạo quán tại Châu Phi của ta bị bọn người địa phương cướp sạch, do đó ta đến tận cửa báo thù, đây chính là chiến lợi phẩm ta thu được. Không ngờ là lúc này nó lại phát huy tác dụng. Cổ Hà Quan Chân Quân trả lời rất bình tĩnh. Nhắc đến việc này, Cổ Hà Quan Chân Quân lại quay sang nhìn Bạch Hạc Chân Quân ở nơi xa bằng con mắt hờ hững. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Hắn chuẩn bị quả tên lửa này cho tên người chim Bạch Hạc Chân Quân kia. Hắc bị bay thẳng lên trời ngay trước mặt các đệ tử, đã gây tổn hại đến hình tượng quán chủ của hắn rất nhiều. Suýt chút nữa thì hắn còn tưởng rằng Bạch Hạc đạo hữu mang đến một món quà gì tốt lắm. Nhớ đến lúc Bạch Hạc Chân Quân đưa quà tới, hắn ta còn giới thiệu bằng bộ dạng thần thần bí bí, Cổ Hà Quan Chân Quân cảm thấy đau lòng quá đỗi vì bị lừa gạt. Bạch Hạc Chân Quân ở phía xa như cảm ứng được, xoay người nhìn quả tên lửa dễ khiến người khác chú ý tới kia, hắn hít hít mũi. Xong đời, Bạch Hạc thấy mình sắp xong đời rồi. Lúc trước khi dự thi, đầu óc của hắn nóng lên, cố sức ủng hộ kế hoạch cuộc đua máy kéo của Bạch Tôn Giả. Hiện tại, sau khi đã tỉnh táo trở lại, hắn bỗng nhớ tới một chuyện, chẳng phải cuộc đua máy kéo này chính là cơ hội cho các đạo hữu trong nhóm báo thù rửa hận sao? Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng, sau khi giải đấu bắt đầu, các đạo hữu trong nhóm sẽ áp dụng đủ loại thủ đoạn để thân thiết với hắn. Ngay từ đầu hắn đã nghĩ đến, phỏng chừng các đạo hữu sẽ đùa một chút, chỉ chơi trò bất cẩn gây tai nạn xe cộ. Nhưng hiện tại, ngay cả tên lửa cũng đã xuất hiện rồi. Kế tiếp sẽ là cái gì đây? Oanh Thiên Lôi, Vạn Kiếm Đại Trận, hay là Chu Tiên Pháo đây? Thế nên, Bạch Hạc Chân Quân bắt đầu cân nhắc cẩn thận, liệu hắn có nên biến thân thành Bạch Hạc phiên bản nữ không? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, hắn tin rằng lúc mình biến thành Bạch Hạc bản nữ, thì nhất định sẽ rất xinh đẹp. Nói không chừng lúc các đạo hữu trong nhóm vừa thấy một cô Bạch Hạc xinh đẹp thì bắt đầu mềm lòng bỏ qua cho cô ấy thì sao? Chương 428, Thư Hàng tiểu hữu, áo cà sa của ngươi đây. Các tiền bối nhóm Cửu Châu số 1 tiếp tục cải tạo máy kéo có tay cầm trong bầu không khí sục sôi. Thủ đoạn cải tạo máy kéo của bọn họ ngày càng đáng sợ. Tống Thư Hàng dám đảm bảo, nếu cả thảy 50 chiếc máy kéo này khởi động phóng tới, thì rất có thể sẽ hủy diệt được cả một thành phố luôn ấy chứ. Đáng sợ hơn chính là, các tiền bối trong nhóm vẫn không hài lòng với uy lực của những chiếc máy kéo hiện tại, họ vẫn còn đang gia tăng đủ loại chức năng cho máy kéo của bản thân. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nhận xét. Ta có cảm giác đây sẽ là một trận đấu cực kỳ đáng sợ. Yên tâm đi, trong lòng các đạo hữu tự có cân nhắc. Tối đa cũng chỉ tạo thành một trận náo nhiệt mà thôi, không xảy ra bất kỳ sự cố thật nào đâu. Lúc này, giọng nói ôn hòa của Hoàng Sơn Chân Nhân vang lên bên tai Tống Thư Hàng. Xin chào Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hàng cười hỏi. Tiền bối cũng muốn dự thi ạ, ngươi cũng muốn giành top 5 à? Hoàng Sơn Chân Quân khoát tay. Ta chỉ tham gia cho có thôi, tạm thời thì ta chưa có thời gian thăm dò bí cảnh kia của Bạch tiền bối. Dù sao thì thời gian tiếp theo ta cũng tính chuẩn bị để thăng cấp. Thất tu tiền bối nói rất đúng, ta đã dừng chân ở cấp bậc chân quân này quá lâu rồi, đây đúng là thời điểm thích hợp để ta tập trung thăng cấp tôn giả. Nhưng mà, nói thế nào thì ta cũng là một nửa người tổ chức, hơn nữa ta cũng thấy cuộc đua máy kéo này cũng rất thú vị. Vậy nên, xem như đây là cơ hội cuối cùng để thư giãn trước khi thăng cấp đi. Hoàng Sơn chân quân dứt lời,
sau đó lấy một chiếc dương từ phía sau ra, đưa tới trước mặt Tống Thư Hàng. Tống Thư Hoàng nhìn Hoàng Sơn Chân Quân với vẻ khó hiểu. Đây chính là thù lao ngươi nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp đón Bạch Tôn giả. Nhận lấy đi, nó cũng chính là tiền lì xì mà các đạo hữu trong nhóm cho ngươi đó. Hoàng Sơn Chân Quân giải thích. Cảm ơn tiền bối. Tống Thư Hàng nhận lấy chiếc dương, trong lòng tràn ngập tò mò. Ta có thể mở ra xem ngay bây giờ không? Cứ tự nhiên. Hoàng Sơn Chân Quân gật đầu. Tống Thư Hàng mở chiếc dương ra, sau đó hắn lập tức nhìn thấy rất nhiều chai lọ chứa đầy đan dược, thậm chí còn có một ít dược cao nữa. Hoàng Sơn Chân Quân chủ động giới thiệu công dụng của từng loại đan dược cho hắn biết. Đây chính là Thiên Tinh Luyện Chân Hoàn bản 6S, một sản phẩm của Thiên Tinh Các, sử dụng phối hợp khi tu luyện, có thể tăng cường hiệu quả tu luyện một cách toàn diện, giúp cho quá trình tu luyện làm ít công to. Có tổng cộng 6 bình, mỗi bình chứa 30 viên, mỗi ngày tu luyện dùng một viên là đủ rồi. Đây là hai loại thuốc giúp khôi phục chân khí, bao gồm Tuyết Hồ Chân Khí tán bản số 7 và Hỏa Sơn Đan, loại đầu tiên là dạng lỏng, loại thứ hai là dạng đan dược nhé. Hai loại đan dược này dùng để bổ sung một ít chân khí khẩn cấp trong lúc chiến đấu. Nếu sử dụng ở trạng thái nghỉ ngơi, chúng có thể giúp chân khí hồi phục nhanh hơn, mỗi loại đều có 6 bình. Mớ dược cao này là dùng để điều trị vết thương ngoài da, tên là Hổ Cốt Hùng Đảm Cao A8, có hết thảy 10 miếng, đây là sản phẩm của Tuyết Lang đạo hữu. Hiệu quả trị ngoại thương cực kỳ tốt. Ngoài ra còn có thuốc khác dùng để chữa thương, nhưng chúng ở dạng uống, tên Đạo Hòa Đan bản 5 sao, có 10 bình, đây là thuốc do Cổ Hà Quan đạo hữu luyện chế, dược tính rất dịu, rất thích hợp cho ngươi sử dụng. Tổng cộng có hơn 30 bình đan dược và thuốc gián cực kỳ thích hợp cho hắn. Nhiều đan dược như thế đủ để Tống Thư Hàng sử dụng trong vòng nửa năm. Trong lòng Tống Thư Hàng vô cùng cảm động. Rõ ràng đây đều là những đan dược mà hắn có thể sử dụng ngay lập tức. Làm phiền các vị tiền bối rồi. Cảm ơn các vị tiền bối. Hắn đóng chiếc dương cực kỳ cẩn thận, sau đó cất nó vào túi thu nhỏ hình con thỏ của hắn. Hắc hắc, đúng là chúng ta đã hao tâm tổn trí rất nhiều đó. Hoàng Sơn Chân Quân cười nói, chủ yếu là bởi vì dù Tống Thư Hàng tiểu hữu mới thăng cấp cảnh giới nhị phẩm nhưng lại không thiếu thử gì cả. Điều này khiến cho các vị tiền bối phải vắt hết óc ra suy nghĩ xem nên tặng món quà gì cho hắn đây. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Sơn Chân Quân nhìn sang túi thu nhỏ của Thư Hàng, ngay cả vật như ngụy túi không gian mà Tống Thư Hàng cũng có cơ à. Chỉ một cái túi thu nhỏ như thế mà đã đáng giá bằng toàn bộ gia sản của phần lớn tán tu tam phẩm, tứ phẩm rồi. Sau khi Thư Hàng cất chiếc dương đi, Hoàng Sơn Chân Nhân lại mang ra một chiếc dương nhỏ, đưa cho hắn. Còn đây chính là bất ngờ nhỏ mà cá nhân ta muốn tặng cho tiểu hữu. Dạo gần đây phiền ngươi phải chăm sóc cho tiểu đậu đậu, ngươi đừng cự tuyệt chút lòng thành này của ta nhé. Tống Thư Hàng nhận chiếc dương, cảm thấy nó hơi nặng. Đây là vật gì nhỉ? Hoàng Sơn Chân Quân thấy ánh mắt Tống Thư Hàng ngập tràn tò mò, hắn bèn giải thích. Trong dương là một món pháp bào, bởi vì hiện tại Tống Thư Hàng tiểu hữu tạm thời không thiếu binh khí, đan dược hay công pháp gì cả. Ta nghĩ tới nghĩ lui, người vẫn còn thiếu một món pháp bào. Vừa hay, ta lại có một pháp bào cực phẩm, nó được dệt từ tơ của linh thú Bích Ngọc Tàm, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Sau khi mặc nó rồi, cho dù không khởi động trận pháp phòng ngự thì có thể ngăn cản súng đạn loại nhỏ. Nhưng một khi Thư Hàng tiểu hữu khởi động phòng ngự của pháp bào, người có thể đi vào khu vực mưa bom bão đan như trốn không người. Tống Thư Hàng càng nghe, con mắt của hắn càng sáng ngời. Kiện pháp bào này tuyệt quá thể luôn ấy chứ, còn mạnh hơn ba cái áo chống đạn kia mấy chục lần luôn. Hơn nữa, nghe thấy chưa? Pháp bào này được dệt từ tơ của linh thú Bích Ngọc Tàm. Tuy rằng hắn không biết cấp bậc của con Bích Ngọc Tàm này là bao nhiêu, nhưng mà đây là pháp bào được chế thành từ tơ tằm đó. Trong đầu Tống Thư Hàng bất giác tưởng tượng đến cái loại áo bào dạng nho sam khí chất người người, mặc vào thì lập tức có khí chất thư sinh. Hoặc là một đạo bào trắng muốt. Vừa mặc vào thì sẽ khiến cho người ta lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt. Cũng có thể đó là một áo choàng phiên bản hiện đại, tôn lên vẻ đẹp trai ngầu lòi chẳng hạn giống như pháp bào dạng trang phục đơn giản mà Vũ Nhu Tử mặc trên người vậy đó. Hoàng Sơn Chân Quân mỉm cười dục. Ngươi mở ra xem thử đi, ta đảm bảo, nhất định sẽ rất thích hợp với ngươi. Tống Thư Hàng vươn tay mở chiếc dương từ từ. Chiếc dương vừa mở ra, lập tức phát ra bảo quang. Sáng thật đó. Nhưng vầng bảo quang này lại rất êm dịu, dù sáng nhưng vẫn không quá chói mắt. Tống Thư Hàng nheo nheo mắt, nhìn kiện pháp bào trong dương.
đó là một áo bào tơ tằm màu xanh. Nói trắng ra, Tống Thư Hàng không nhìn ra được dáng áo của nó. Theo như hắn thấy, dường như pháp bào màu xanh này chính là một cái ra trải giường thì phải. Sau đó, trên nền áo xanh còn dùng viên đen vạch ra từng ô hình chữ nhật, trông giống như một bức tường gạch vậy. Không đúng, hắn nhìn nó sai sai thế nào ấy. Tống Thư Hàng không thể liên tưởng được pháp bào ra trải giường trước mắt với đạo bào hay nho sam trong suy nghĩ của hắn. Những ô vuông đan trên chiếc áo làm Tống Thư Hàng nghĩ ngay đến áo cà sa. Đầu óc Tống Thư Hàng đang chối bỏ kịch liệt cái tên áo cà sa mà ai cũng biết đến kia. Chắc không thể nào đâu, Hoàng Sơn tiền bối sẽ không tặng áo cà sa cho ta đâu, đúng không? Thế nên, có lẽ bên trong cái ra trải giường này đang giấu một bí mật nào đó khác chăng? Hoàng Sơn chân quân cười hỏi. Sao nào, đẹp lắm đúng không? Hoàng Sơn tiền bối, đây chính là bộ áo cà sa trong truyền thuyết phải không? Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu, hỏi lại. Đúng rồi, nó có một cái tên nghe hay lắm. Hoàng Sơn chân quân gật đầu, nói tiếp. Tên của nó là Bích Ngọc Cà Sa, vừa tao nhã, vừa lịch sử, nhỉ. Bích Ngọc. Trong đầu Tống Thư Hàng gần như chủ động che mất hai chữ đằng sau Bích Ngọc. Nhưng, cho dù hắn có che đậy hai chữ này thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được cái tên của một pháp y này chính là Bích Ngọc. Tống Thư Hàng ngây người như phỗng, hắn cầm chiếc dương trong tay, trên mặt tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Món quà này của Hoàng Sơn chân quân khiến hắn choáng không kịp đỡ. Thấy vẻ mặt kinh ngạc tột cùng của Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn chân quân hài lòng vê vê cằm, xem ra món quà tặng này của bản thân nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của Tống Thư Hàng tiểu hữu. Nhìn bộ dáng vừa bất ngờ vừa vui sướng của hắn, Hoàng Sơn chân quân cảm thấy có thành tựu lắm lắm. Tặng quà ấy à, phải khiến cho người được tặng vừa thấy được lễ vật bên trong thì phải lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ thế này mới đúng. Lúc này, Tiểu Hòa Thượng quả quả chạy đến bên cạnh Tống Thư Hàng. Nó xoa xoa cái môn của mình, thừa dịp Thông Huyền Đại Sư đang cải tạo chiếc máy kéo có tay cầm của mình, thì nó nhanh chân chạy đến chỗ của Tống Thư Hàng. Trên bờ vai Tiểu Hòa Thượng, Ngư Kiều Kiều vẫn đang ngủ gật. Lúc Đậu Đậu và Diệt Phượng công tử đại chiến với nhau, Ngư Kiều Kiều nhanh chóng chạy trốn đến bên cạnh Tiểu Hòa Thượng. Cô cũng không muốn bị tai bay vạ gió, trở thành con cá vô tội gặp phải tai họa đâu. Ồ, áo cà sa. Tiểu Hòa Thượng thấy Bích Ngọc cà sa trên tay Tống Thư Hàng, hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Thư Hàng sư huynh, có phải cuối cùng thì ngươi cũng quyết định làm Hòa Thượng rồi không? Ta đã nói rồi mà, kiểu hộp sọ của Tống sư huynh rất thích hợp để làm Hòa Thượng đó. Rất thích hợp làm Hòa Thượng, làm Hòa Thượng, Hòa Thượng. Tống Thư Hàng đờ người, hắn xoay đầu lại, cười gượng. Tống sư huynh, mau mặc vào cho ta xem nào, kỳ thật ta cũng muốn có một kiện áo cà sa tốt đấy. Nhưng mà người xuất gia trong Thiên Nhai Vân Tu tự chúng ta bắt buộc phải đạt đến cảnh giới nhị phẩm mới được một kiện áo cà sa do tông môn chế tạo. Không biết cảm giác mặc áo cà sa là như thế nào, ta nôn quá đi mất. Hai mắt Tiểu Hòa Thượng toát lên vẻ cực kỳ hâm mộ. Ngư Kiều Kiều đang ngủ gật cũng tỉnh lại, hai mắt cô bắt đầu chuyển động. Sau khi Ngư Kiều Kiều thu nhỏ, trông qua rất giống với Tiểu Tinh Linh, rất đáng yêu. Cô dùng hai móng vỗ vỗ nhẹ nhàng. Thư Hàng đạo hữu. Mặc vào thử đi, mặc vào thử đi. Tay cầm áo cà sa của Tống Thư Hàng đã hơi run run hắn, phải mặc cái pháp bảo Bích Ngọc này thật ư. Hoàng Sơn chân nhân cười ha ha, khích lệ. Thư Hàng tiểu hữu, mặc vào thử xem sao. Thậm chí kiện áo cà sa này còn có hiệu quả loại bỏ bụi bẩn, yên tâm đi, sẽ không bị dơ đâu. Tống Thư Hàng. Chân quân, không liên quan gì đến vấn đề bẩn hay không bẩn gì đó đâu. Tống Thư Hàng cảm thấy ruột gan của mình bắt đầu hơi đau đau rồi. Hoàng Sơn tiền bối, vì sao ngươi lại tặng cho ta chứ? Với lại, rõ ràng Hoàng Sơn tiền bối là tu sĩ đạo gia cơ mà, vì sao trong kho tàng của hắn lại có loại pháp bào tên này nữa? Tống Thư Hàng dùng sức hít vào một hơi thật sâu, hắn ngẩng đầu nhìn chân quân, Tiểu Hòa Thượng, Ngư Kiều Kiều. Thôi đi, cho dù đó là áo cà sa thì đây cũng là tấm lòng của Hoàng Sơn tiền bối mà. Cùng lắm thì hắn cất luôn bảo bối này trong túi thu nhỏ là được. Đợi đến lúc trước khi bắt đầu chiến đấu hay xông vào bí cảnh gì đó thì lại mặc thêm vào là được. Nghĩ như thế, nội tâm của Tống Thư Hàng trở nên bằng phẳng hơn nhiều, dù sao thì hắn cũng không khoác cái đồ chơi này trên mình từng giây từng phút là được rồi. Thôi được, để ta mặc vào thử xem. Tống Thư Hàng thỏa hiệp. Sau đó, hắn cắn răng, cầm kiện Bích Ngọc cà sa lên, bắt đầu khoác nó lên vai. Chỉ sau một chốc,
vô số ánh đèn flash sáng lên rồn rập. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 429, Thông Huyền Đại Sư mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tống tiền bối, đẹp trai chết người. Vũ Nhu Tử ra sức giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ lai mạnh cho Tống Thư Hàng. Cô thật lòng muốn khích lệ Tống Thư Hàng, quả thật cô cảm thấy trong khoảnh khắc khi Tống Thư Hàng khoác áo cà sa lên mình, trên người hắn xuất hiện một loại khí chất không nói nên lời. Chính là loại cảm giác người đẹp vì lụa, lúa tốt nhờ phân. Nhưng mà Tống tiền bối, người mặt nhầm rồi, đây là áo cà sa, không phải áo choàng. Sau khi khích lệ, Vũ Nhu Tử chỉ ra chỗ sai trong cách ăn mặc pháp bào của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cũng không phải là hòa thượng thật, chưa từng mặc áo cà sa lần nào. Vì thế, hắn chỉ có một ý nghĩ dùng chiếc áo cà sa này như một chiếc áo gió, chỉ cần khoác qua vai phủ lưng mình là được. Căn bản là Tống Thư Hàng không định sẽ mặc áo cà sa này đúng cách làm gì. Hắn đã quyết định, kể từ ngày hôm nay, chiếc bích ngọc cà sa này sẽ đổi tên thành áo choàng bích ngọc. Lúc hắn khoác chiếc áo choàng này vào, không ngờ lại cảm thấy siêu đẹp trai. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng giơ ngón cái lên với Vũ Nhu Tử. Không sao, đẹp trai là được. Vũ Nhu Tử nở nụ cười hì hì, sau đó chụp cho Tống Thư Hàng vài tấm hình, lại bỏ nó vào trong kho tư liệu sống bộ mim Tống Tiền Bối. Sau khi hoàn thành bộ mim của Tống Tiền Bối, ta cũng nên chế ra một bộ mim Vũ Nhu Tử luôn. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng gánh, đó là việc nên làm. Vũ Nhu Tử nghĩ thầm trong lòng. Ngay lúc Tống Thư Hàng vừa dứt lời, một thân ảnh đột ngột xuất hiện bên cạnh Tống Thư Hàng như quỷ mị. Sau đó thân ảnh này giơ tay ra vỗ nhẹ nhàng lên bờ vai Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bị dọa sợ hết hồn, khi hắn đang ngờ vực xoay đầu lại nhìn thì phát hiện Thông Huyền Đại Sư đang đứng phía sau nhìn hắn mỉm cười, gương mặt trông cực kỳ hiền lành. Sao thế Đại Sư? Tống Thư Hàng nhìn về phía Đại Sư, tỏ vẻ không hiểu gì cả. Thông Huyền Đại Sư lắc đầu nhẹ nhẹ, sau đó Đại Sư vươn tay cởi chiếc bích ngọc cà sa khỏi người Tống Thư Hàng. Thông Huyền Đại Sư định làm gì vậy nhỉ? Ồ, hay là Thông Huyền Đại Sư thích chiếc bích ngọc cà sa của ta? Nếu thế thì quá tốt rồi, có lẽ Thông Huyền Đại Sư sẽ đổi chiếc bích ngọc cà sa này bằng một đạo bào thật ngầu lòi, hoặc nho sam, cũng có thể là pháp bào dạng áo choàng chẳng hạn. Nhưng mà, đây là món quà mà Hoàng Sơn tiền bối tặng cho Tống Thư Hàng, là tấm lòng của tiền bối. Nếu như mình cầm nó đổi với người khác thì cảm thấy không thỏa đáng chút nào. Đương lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ, Thông Huyền Đại Sư lại khoác chiến áo bích ngọc cà sa này lên người hắn lần nữa. Sau đó, Thông Huyền Đại Sư xoay người, đi đến đối diện Tống Thư Hàng, bắt đầu thắt nút cho chiếc bích ngọc cà sa của hắn. Chẳng mấy chốc, Đại Sư đã hoàn thành quy trình mặc pháp bào chính xác. Đại Sư lui về sau hai bước, sờ sờ cằm nhìn Tống Thư Hàng từ trên xuống dưới, gật đầu mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Đại Sư chắp hai tay, thi lễ với Tống Thư Hàng một cái. Sau đó, Đại Sư bay đi nhanh như tia chớp. Đến không bóng, đi như gió bay. Tống Thư Hàng. Sau khi Thông Huyền Đại Sư rời đi, Tiểu Hòa Thượng quả quả rụt rụt đầu, giải thích với Thư Hàng. Phương trưởng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đó, đặc biệt là lúc mặc áo cà sa và tăng phục, nhất định phải tỉ mỉ cẩn thận, mỗi một khâu đều phải đạt tới mức độ hoàn mỹ. Hắn ghét nhất là khi các đệ tử trong chùa mặc tăng phục xuề xòa không chỉnh tề. May mà Tống Sư Huynh không phải đệ tử trong chùa chúng ta, nếu không thì vừa rồi ngươi đã bị ăn gậy đó. Tống Thư Hàng. Quả đầu của Tống Thư Hàng bây giờ sáng chói bóng loáng, phản xạ ánh mặt trời, hắn đang mặc chiếc áo cà sa màu xanh một cách hết sức kỹ lưỡng tỉ mỉ. Nếu như quần áo bên trong của hắn được đổi thành bộ tăng y, tay lại cầm thêm một thiền trượng, thế thì lại có một Thư Hàng đại sư mới toanh xuất hiện rồi. Rất vừa người, không tệ. Hoàng Sơn chân quân thầm gật đầu. Có một vị đạo hữu chuyên chế tác pháp bào đã từng nói, mỗi một kiện pháp bào trên thế giới này đều có một vị chủ nhân trời sinh thích hợp với chúng. Chỉ cần mặc lên, nó sẽ khiến cho người khác có cảm giác ổ, có lẽ pháp bào này đang chờ chính vị tu sĩ kia đến mặc đấy. Không thể nghi ngờ, trời sinh chiếc áo bích ngọc cà sa đang chờ chính Tống Thư Hàng đến mặc. Vừa mặc vào đã vừa như in, chẳng khác nào nhân y hợp nhất. Thư Hàng tiểu hữu, có muốn thử nghiệm lực phòng ngự của áo cà sa này không? Không biết cuồng đao tam lãng chui ra từ chỗ nào, chạy đến hỏi Tống Thư Hàng. Thử như thế nào đây? Tống Thư Hàng thắc mắc. Dù sao thì hắn cũng đã mặc rồi, vậy thì cứ dứt khoát nhân cơ hội này thử xem phòng ngự thế nào.
Hắn vừa dứt lời. Tức thì, cuồng đao tam lãng móc hai khẩu súng ngắn ra từ một nơi nào đó, bắn mấy phát vào áo cà sa của Tống Thư Hàng. Ủa, dường như lúc tam lãng tiền bối bị Lưu Tinh Kiếm dùng một lần bản 001 đâu có mang theo cái gì đâu. Hắn lấy đâu ra cây súng này thế? Chẳng lẽ hắn lấy được từ một vị tiền bối khác lúc cải tạo máy kéo có tay cầm? Đùng đùng đùng, đạn được bắn ra liên tục. Hành động của tam lãng tiền bối quá nhanh, quá đột ngột, lúc Tống Thư Hàng muốn trốn theo bản năng thì viên đạn đã chạm vào áo cà sa. Đúng lúc này, bích ngọc cà sa không gió tự bay, hơi phồng nhẹ lên. Viên đạn vừa chạm vào áo cà sa, khiến phần áo hơi lõm vào. Sau đó, trên áo cà sa tràn ra luồng phản lực cực mạnh, bắn ngược hết thảy 6 viên đạn của tam lãng quay trở về, rơi leng keng đầy đất. Tống Thư Hàng cảm giác những chỗ viên đạn nhắm tới giống như có ai đó dùng ngón tay chọc nhẹ vào. Không đau không ngứa, chẳng có một chút lực công kích nào. Bỏ qua bề ngoài, lực phòng ngực của chiếc áo bích ngọc cà sa thực sự rất đáng để khen ngợi. Thử nghiệm này vẫn còn nằm trong điều kiện chưa khởi động thêm vào trận pháp phòng ngự của nó. Lực phòng ngự rất tuyệt vời, chỉ bằng chúng ta thử lại lần nữa với hỏa lực mạnh hơn nhé. Ta thấy cổ Hà Quan đạo hữu có mang mấy quả tên lửa uy lực lớn đến đó. Người muốn thử nghiệm một chút không? Cuồng đao tam lãng bắt đầu dục dịch ham hố. Tống Thư Hàng liều mạng lắc đầu, lắc nguầy nguậy như một cái trống bỏi. Nói đùa cái gì thế, cho dù áo bích ngọc cà sa có thể phòng ngự tên lửa gì gì đó thì hắn cũng nhất quyết không thử đâu. Đây chính là sự khác nhau lớn nhất giữa hắn và tam lãng tiền bối. Tống Thư Hàng hắn là một người đàn ông không bao giờ muốn tự tìm đường chết. Ừ, hẳn là hắn không muốn tự tìm đường chết, đúng không? Trong lúc đó, ở một nơi cách đoạn tiên đài không xa, có một chiếc xe chuyển phát nhanh đang từ từ lăn bánh đến. Trên chiếc xe của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu của Hoa Hạ, người ngồi trên ghế lái là một người đàn ông cao lớn mặc Âu phục. Dáng người của người đàn ông mặc Âu phục này rất vạm vỡ cường tráng, khuôn mặt nghiêm túc nhưng lại sở hữu sức hút đặc biệt của một người đàn ông. Hắn chính là Tư Mã Giang, công ty chuyển phát nhanh Phong Thu. Thật là kỳ lạ. Sao mà cảnh vật chung quanh đây thay đổi nhiều thế nhỉ? Rõ ràng là lần trước đi ngang qua đây đâu phải vậy đâu ta. Tư Mã Giang lẩm bẩm. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn về phía hệ thống chỉ đường trong xe và cả định vị trên điện thoại. Không biết hệ thống dẫn đường và điện thoại đã mất tín hiệu từ bao giờ, giống hệt như bị che đậy đi vậy. Thế nhưng, Tư Mã Giang vẫn rất bình tĩnh. Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải những chuyện thế này. Hắn lấy một tấm bản đồ ra với vẻ hết sức bình tĩnh, nhìn từ trên xuống dưới một lúc lâu. Thôi rồi, hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, bản đồ cũng vô dụng. Vậy cứ tiếp tục đi về phía trước thêm một đoạn nữa, tốt nhất là có thể gặp được một người nào đó để mình có thể hỏi được đường ấy. Chương 430, ghi ao dịch của Diệt Phượng công tử. Bây giờ Tống Thư Hàng đang đần mặt ra. Bởi vì, tạm thời không thể cởi chiếc bích ngọc cà sa trên người hắn ra được. Chuyện là thế này, sau khi tam lãng tiền bối thí nghiệm lực phòng ngự của áo cà sa xong, Tống Thư Hàng chuẩn bị cởi ngay chiếc bích ngọc cà sa ra, cất vào túi thu nhỏ, đợi đến khi cần biến thân chiến đấu vì chính nghĩa thì lại móc chiếc áo bích ngọc cà sa này để mặc vào cũng không muộn. Nhưng mà, khi hắn muốn cởi áo cà sa ra thì lại phát hiện hắn không thể nào cởi nó ra được, giống như nó đã dính luôn trên người hắn vậy. Tống Thư Hàng hoảng hồn, vội vàng cầu cứu Hoàng Sơn Chân Quân. Hoàng Sơn Chân Quân suy nghĩ một lúc, sau đó lập tức nhớ lại nguyên nhân, thế là Chân Quân đã nói cho Thư Hàng biết rằng, áo bích ngọc cà sa này có một chức năng rất tuyệt, đó chính là chức năng bảo vệ. Chỉ cần chủ nhân chiếc áo cà sa này mặc nó vào, mặc đúng chuẩn mặc áo cà sa, nó sẽ chủ động gắn chặt trên người chủ nhân. Bởi vì đây là chức năng bảo vệ, do đó nếu không có mật mã mở khóa thì chắc chắn sẽ không thể cởi chiếc áo này ra được. Mật mã mở khóa chính là ngưng tụ chân khí ở đầu ngón tay, sau đó di chuyển 7 lần theo những ô vuông trên cà sa theo trình tự đặc biệt. Hơn nữa, nếu làm sai mật mã mở khóa liên tục 7 lần, thì nó sẽ tự động khóa mật mã. Trong vòng 7 ngày tiếp theo sẽ không thể giải mật mã được nữa. Trước khi giải được mật mã thì cho dù là cao thủ 00 đạo môn tới đây vận dụng 00 diệu thủ cũng không thể cởi chiếc áo bích ngọc cà sa này xuống được. Tống Thư Hàng. Không gạch dưới không. Sau đó, Hoàng Sơn Chân Quân lại nói với Thư Hàng rằng, hắn đã vứt mật mã giải khóa đi mất rồi, hắn cũng không nhớ kỹ mật mã giải khóa là gì nữa, dù sao thì đây cũng chỉ là một kiện pháp bào nhị phẩm mà thôi. Tống Thư Hàng nghe đến đó, tim gan phèo phổi bắt đầu ẩn ẩn đau rồi, chẳng lẽ hắn phải mặc chiếc áo bích ngọc cà sa này mãi sao?
Cũng may là Hoàng Sơn Chân Quân đã ngỏ ý rằng hắn có cách liên hệ với người đã chế tác bích ngọc cà sa này. Sau đó, Chân Quân sẽ nhờ thủ hạ liên hệ với người chế tác bích ngọc cà sa, hỏi thăm mật xem mã mở khóa là cái gì. Nhưng trước khi có được mật mã đó, Tống Thư Hằng không thể cởi chiếc bích ngọc cà sa này ra được. Vì vậy, Tống Thư Hằng đành phải mặc luôn chiếc áo cà sa đó, lẳng lặng đi qua một bên luyện đao. Hắn đang luyện quyển nghịch lân đao pháp kia. Tuy rằng chỉ có 3 chiêu thức, nhưng khi người sáng tạo đao pháp này bỏ qua việc tạo ra đao pháp mang tính công kích, thì lại nhận được năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Trong tương lai, Tống Thư Hằng muốn tung hoành bất bại khắp vô số chiến trường đều phải dựa vào 3 chiêu nghịch lân đao pháp này. Tại phương diện đao pháp, dường như Tống Thư Hằng có thiên phú tốt hơn nhiều so với khả năng lĩnh ngộ chẳng tới đâu trên phương diện kiếm thuật. Cho dù không có ai chỉ dạy, nhưng mà xem xong đao pháp, chỉ cần học qua 2 lần là hắn đã có thể bắt chước giống hệt được tư thế của 3 chiêu nghịch lân đao pháp rồi. Đương nhiên, bây giờ chỉ là 3 động tác võ thuật giống tuếch mà thôi, nếu muốn lĩnh ngộ nghịch lân đao pháp thì không hề dễ dàng chút nào. Bộ đao pháp này đi ngược đường so với những đao pháp bình thường khác, sau khi Tống Thư Hằng luyện tập đao pháp một thời gian, hắn luôn cảm giác rằng vẫn còn thiếu một chút gì đó. Thư Hằng tiểu hữu, người đang tu luyện đao pháp đấy à? Lúc này, một giọng nói trung tính vang lên sau lưng Thư Hằng. Tống Thư Hằng vừa quay đầu thì đã thấy Diệt Phượng công tử đang mỉm cười đứng sau lưng nhìn hắn. Đương lúc nói chuyện, ngón tay Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, trên mắt kính lấp lóa ánh sáng đầy trí tuệ. Diệt Phượng tiền bối. Tống Thư Hằng cất kỹ bảo đao bá toái của mình, trả lời. Hiện tại thì ta chỉ mới học được phần khung của mấy chiêu trong đao pháp này thôi. Diệt Phượng công tử gật gật đầu. Tiểu hữu rất có thiên phú học đao pháp. Sau khi nói mấy lời khách sáo xong, Diệt Phượng công tử đi thẳng vào chủ đề chính. Thư Hằng tiểu hữu, ta phát hiện, có người đang ngấm ngầm theo dõi và kiểm soát ngươi, ta có thể cảm giác được, dường như đối phương chẳng có ý tốt gì cả. Diệt Phượng công tử hạ thấp giọng, bắt đầu tiết lộ tin tức. Tống Thư Hằng hơi sững sờ. Có người đang giám sát hắn à? Là ai? Công tử Hải Thế Lực Vô Cực Ma Tông à? Hay là đám chiến sĩ nhím biển tinh anh đã trải qua 20 năm huấn luyện bắt buộc? Hoặc là thế lực sau lưng tiên sinh Xá Lam đã bị chế thành con rối kia? Có cần ta giúp đỡ giải quyết hết những kẻ đang giám sát ngươi không? Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, ánh sáng trí tuệ lóe sáng liên tục. Hơn nữa, ta có thể giúp ngươi điều tra gốc gác của đám người giám sát ngươi luôn. Hai mắt Tống Thư Hằng sáng lên, sau đó hắn hỏi thăm. Diệt Phượng tiền bối cần ta làm gì à? Trong nhóm Cửu Châu số 1 luôn coi trọng tôn chỉ có trả giá thì mới nhận được đền đáp xứng đáng. Đơn giản lắm, trước đó ta đã nói với ngươi rồi. Ta rất dễ chóng mặt khi dùng mấy chiếc xe thế này, do đó. Diệt Phượng công tử cười nói tiếp. Ngươi khống chế thân thể ta, giúp ta tham gia giải đua máy kéo được không? Đợi đến khi giải đấu kết thúc. Do dù được xếp hạng ra sao thì ta cũng sẽ phối hợp với ngươi bắt hết đám ôn dịch đang giám sát ngươi, làm rõ ràng xem sau lưng bọn chúng là thế lực gì. Khống chế thân thể tiền bối. Tống Thư Hằng đần mặt ra. Sau đó hắn lại nhớ đến tình cảnh lúc Diệt Phượng công tử đại chiến cùng Đậu Đậu. Dường như Diệt Phượng công tử sở hữu năng lực ảnh hưởng đến tâm linh, có thể khống chế hành vi của người khác trong thời gian ngắn. Thế nhưng chẳng lẽ năng lực của hắn có thể thực hiện điều ngược lại? Để người khác khống chế hắn à? Tống Thư Hằng rất tò mò nên hỏi lại. Ta phải khống chế thân thể tiền bối thế nào đây? Người thế này tức là đồng ý rồi đúng không? Thực ra rất đơn giản, đến đây nào, nhìn vào ánh mắt của ta. Diệt Phượng công tử lên tiếng nói chuyện. Tống Thư Hằng nhìn vào thẳng vào đôi mắt của Diệt Phượng công tử theo bản năng. Ngay lúc ánh mắt của cả hai người tiếp xúc với nhau, Diệt Phượng công tử tháo mắt kính của mình xuống bằng tốc độ nhanh như chớp. Thoát cái, ánh mắt của hắn biến thành bầu trời sao, Tống Thư Hằng thấy được một thế giới tinh không bao la vô hạn, bên trong có vô số ngôi sao đang phát sáng. Hắn cảm thấy hình như ý thức của mình bắt đầu bay lên. Bay 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 bay, cuối cùng bay vào trong thế giới tinh không bao la này. Không biết bay bổng trong bao lâu, tựa như thời gian đã trôi qua rất lâu, lại giống như chỉ qua một chớp mắt. Ngay sau đó, bắt đầu truyền đến cảm giác mất trọng lượng như khi đứng trong thang máy. Ý thức của Tống Thư Hằng phục hồi lại bình thường. Lúc này, hắn nghĩ đến một vấn đề, hỏi ngay. Diệt Phượng tiền bối, lúc ta khống chế thân thể của ngươi thì trạng thái lúc đó như thế nào? Có phải giống như việc đồng bộ cảm quan và linh cảm hay không?
Lúc hắn vừa thốt ra mấy lời này, Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy đần mặt ra vì giọng nói của mình, bởi vì đó là thanh âm của Diệt Phượng công tử. Điều quan trọng hơn hết chính là một vị thanh niên trẻ tuổi đầu trọc, mặt mày thanh tú, mặc áo cà sa đứng trước mắt hắn đang ngã lảo đảo sắp úp mặt xuống đất. Tống Thư Hàng vươn tay theo bản năng, muốn đỡ chàng trai nhìn rất quen thuộc kia. Nhưng có vẻ như giữa thân thể và ý thức của hắn bị trì trệ thì phải. Quá trình từ muốn vươn tay ra đỡ đến khi vươn tay mất trọn 3 giây. Vì thế, hắn phải trơ mắt nhìn thanh niên trẻ tuổi đầu chọc đẹp trai mặc áo cà sa kia ngã xuống mặt đất, chậm rãi nhưng cực kỳ dứt khoát. Cái đầu chọc sáng loáng nện thẳng xuống mặt đất, phát ra tiếng cốp giòn vang. Hơn nữa bởi vì lực phản chấn từ mặt đất, cái quả đầu trụi lùi kia còn bị bật ngược trở lại, sau đó tiếp tục đập xuống mặt đất lần nữa. Chỉ nhìn xem thôi mà đã cảm thấy đau quá chừng. Trái tim lương thiện của Tống Thư Hàng đau đớn quá rồi. Chương 431, luyện thành nghịch lân đao pháp. Đã hẹn là, khống chế cơ thể của Diệt Phượng công tử, mà, vốn Tống Thư Hàng tưởng rằng mình phải thông qua, phương thức khống chế từ xa, để thao túng cơ thể của Diệt Phượng công tử. Nhưng thật không ngờ, ý thức của hắn lại phải nhập vào cơ thể của Diệt Phượng công tử chứ. Điều quan trọng hơn là, có phải là vì không có ý thức nên cơ thể của hắn rơi vào trạng thái hôn mê không? Đây có khác gì chuyển rời linh hồn đâu cơ chứ? Nhưng, hắn có thể khẳng định đây không phải là pháp thuật, chuyển rời linh hồn của Tống Thư Hàng vẫn ở trong thân thể của mình, chỉ có điều ý thức của hắn bị chuyển sang cơ thể của Diệt Phượng công tử mà thôi. Đúng là một sức mạnh siêu quỷ dị mà, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số một quả thật ai nấy cũng là nhân vật thực lực cao cường, bản lĩnh thông thiên. Còn nữa, ý thức của mình nhập vào người Diệt Phượng công tử rồi, vậy ý thức của Diệt Phượng công tử thì chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ là nhập vào cơ thể của mình rồi à? Tống Thư Hàng đau lòng nhìn, Tống Thư Hàng tiểu hữu đang ngã sóng xoài dưới đất. Nhìn thấy bản thân nằm trên đất thông qua góc độ là khán giả, trong lòng hắn có cảm giác thật là khốn nạn. Vì thế, Tống Thư Hàng khống chế cơ thể của Diệt Phượng công tử lần nữa, muốn cong lưng đỡ mình lên. Sau khi ý thức của hắn khống chế cơ thể của Diệt Phượng công tử, vẫn có cảm giác phản ứng bị chậm. Sau khi mệnh lệnh đỡ Tống Thư Hàng, được ý thức của hắn phát ra, cơ thể của Diệt Phượng công tử sau 1,2-3 giây mới thực hiện hành động cong lưng đỡ người dậy. Mạng lác quá rồi đấy, với tình trạng cơ thể như thế này thì sao hắn có thể thay Diệt Phượng công tử tham gia cuộc thi máy kéo tay cầm cơ chứ? Nghĩ mà xem, cuộc đua vừa bắt đầu thì người ta đều phải tranh thủ từng giây từng phút một đấy. Trong khi mọi người lập tức khởi động máy kéo tay cầm, phóng thẳng về phía trước thì phải 3 giây sau hắn mới có thể di chuyển, đây chính là thua ngay ở điểm xuất phát rồi. Nếu như đến lúc đó mình lại khoe khoang nói một câu, mọi người, bản công tử nhường các ngươi 3 giây đấy, thì liệu có bị đánh không nhỉ? Điều đáng sợ hơn là, với tình trạng mãng lác tới 3 giây như thế này, nếu chẳng may trên đường đua có xảy ra tình huống khẩn cấp gì, ví dụ như gặp phải mìn, ngư lôi hay phi kiếm dùng một lần thì sao, đây là việc đòi hỏi phải phản ứng trong 1/1 vạn giây. Mà hắn thì phải mất tới 3 giây mới có thể xử lý được. Đậu mé, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy tương lai mù mịt rồi. Tống Thư Hàng cảm giác da đầu run lên, chẳng lẽ hắn phải giống như, xe phá mìn, sao, dùng da thịt của bản thân để gỡ mìn, nghiền nát tất cả những cạm bẫy trên đường đi sao? Nếu như cái tình trạng, mãng lác, này còn cứ tiếp tục thì cuộc thi máy kéo tay cầm lần này mình chỉ có thể thi đấu trên tinh thần, chỉ quan tâm quá trình, không quan tâm kết quả thôi. Tống Thư Hàng nghĩ bụng. Điều may mắn duy nhất trong một đống xui xẻo là đây là cơ thể của Diệt Phượng công tử, nên cho dù có bị dày vò thế nào thì hắn cũng không lo bản thân mình bị thiếu tay thiếu chân. Về phần cơ thể của Diệt Phượng công tử sẽ bị biến thành hình dạng gì thì chỉ có thể trông chờ vào, vận may thôi. Tống Thư Hàng quả thật bất lực với phản ứng đếm ngược 3 giây này rồi. Trong lúc hắn đang nghĩ đủ loại chuyện linh tinh lộn xộn thì cơ thể của Diệt Phượng công tử đã đỡ, Tống Thư Hàng tiểu hữu đứng dậy. Sau đó, 3 giây sau, Diệt Phượng công tử quay đầu nhìn xung quanh. Lại qua 3 giây nữa, Diệt Phượng công tử dìu cơ thể, Tống Thư Hàng tiểu hữu tới bên cạnh tường, đỡ hắn ngồi xuống. Lại 3 giây trôi qua, Diệt Phượng công tử đứng lên. Ngơ ngác nhìn cơ thể của Tống Thư Hàng tiểu hữu. Cái cảm giác cả thế giới đều đang bị lác, thực sự làm con người ta phát điên lên mất, nếu như bây giờ mà có chuột máy tính ở đây thì Tống Thư Hàng đã điên cuồng đập chuột rồi. Nhìn cơ thể vẫn đang hôn mê của mình, Tống Thư Hàng lại bắt đầu khổ não. Bây giờ ý thức của mình nhập vào cơ thể Diệt Phượng công tử rồi,
ý thức của Diệt Phượng công tử thì không biết đã đi đến phương trời nào. Nếu như thế, lát nữa mình thay Diệt Phượng công tử tham gia thi đấu, vậy cơ thể của mình thì phải tính sao đây? Chẳng lẽ cứ đặt ở bên cạnh rồi mặc kệ ư? Chắc chắn sẽ có chuyện mất, nhất là khi bây giờ vẫn còn có kẻ lòng dạ xấu xa luôn thầm dõi theo mọi tình hình của hắn nữa chứ. Xem tình hình này, thì phải tìm một nơi để giấu cơ thể của mình thôi. Trong khi Tống Thư Hàng đang suy tư, đột nhiên, ở đằng xa, có hai đệ tử Sở Gia bay đến phía này với tốc độ rất nhanh. Bây giờ gần đoạn tiên đài có rất nhiều đệ tử Sở Gia. Dưới sự gia hiệu của tộc lão Sở Gia, có một nhóm đệ tử Sở Gia đầu óc thông minh, khéo léo nhanh nhẹn được phái đến đây, bọn họ chủ động đến chỗ đoạn tiên đài để xem rốt cuộc các vị tiền bối mạnh mẽ trong giới tu chân muốn làm gì, có gì cần trợ giúp không. Đây cũng là một cơ hội của Sở Gia, nếu như đám đệ tử Sở Gia này được các tiền bối trong giới tu chân giới nhìn chúng, cho dù chỉ thu nhận họ làm đệ tử ngoại môn thì cũng là một cơ may lớn rồi. Các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 cũng không khách khí, cho nhóm đệ tử Sở Gia này một cơ hội để thể hiện. Lúc cải tạo máy kéo tay cầm dù sao cũng cần người nhanh nhẹn một chút làm chân chạy cho các tiền bối. Đám đệ tử Sở Gia này đến thật đúng lúc. Trên thực tế, lúc các đệ tử Sở Gia biết các tiền bối muốn cải tạo máy kéo để tham gia cuộc thi máy kéo tay cầm, thì tâm hồn bọn họ đều sụp đổ. May là bọn họ đều là những đệ tử đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, đầu óc nhanh nhạy. Bọn họ nhanh chóng tập trung vào công việc, nhiệt tình hỗ trợ các vị tiền bối, đừng nói là chỉ cải tạo một cái máy kéo còn con thôi. Cho dù các vị tiền bối của giới tu chân này muốn cải tạo cả xe ba bánh thân yêu, để tham gia cuộc thi xe ba bánh thân yêu, gì gì đó thì bọn họ cũng dùng 100% sự nhiệt tình giúp đỡ các vị tiền bối. Chỉ cần trong lúc giúp đỡ này có thể làm quen với các vị tiền bối thì chính là thắng lợi lớn rồi, về phần quá trình như thế nào thì không cần quá để ý làm gì. Diệt Phượng tiền bối, hai tên đệ tử Sở Gia chạy đến, hành lễ với Diệt Phượng công tử. Hai người đệ tử này là một nam một nữ, khoảng trên dưới 20 tuổi, hai mắt lanh lợi. 3 giây sau, Diệt Phượng công tử mới quay đầu lại, mỉm cười với hai đệ tử Sở Gia, đáp một tiếng, ừ. Tiền bối, chúng tôi đã đến chăm sóc vị Tống Thư Hàng tiên sinh kia theo đúng ước hẹn rồi. Xin tiền bối cứ yên tâm, trước khi cuộc thi máy kéo có tay cầm kết thúc, chúng tôi sẽ chăm sóc cẩn thận cho hắn, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đâu, vị nữ đệ tử kia cười nói. Bọn họ nhận được nhiệm vụ chăm sóc Tống Thư Hàng cũng đồng nghĩa với việc kéo gần quan hệ với Diệt Phượng công tử hơn. Sau khi nghe thấy lời của đệ tử Sở Gia, Tống Thư Hàng mới hiểu ra hóa ra Diệt Phượng công tử đã sắp xếp xong mọi chuyện từ trước rồi. Vì thế, 3 giây sau, Diệt Phượng công tử tiếp tục mỉm cười gật đầu, vậy ta giao vị tiểu hữu đó cho các ngươi, nhớ chăm sóc hắn cẩn thận nhé. Về sau sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi đâu. Cảm ơn Diệt Phượng tiền bối. Vị nam đệ tử của Sở Gia trả lời một cách vui vẻ. Vì vậy, hai đệ tử này chia nhau ra dìu hai bên cơ thể Tống Thư Hàng, đỡ hắn lên một chiếc xe ở bên cạnh. Đó là chiếc xe bọn họ lái từ Sở Gia đi, bây giờ vừa hay có thể để Tống Thư Hàng lên xe nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng thầm thở dài, sau đó, hắn quay đầu nhìn nơi cải tạo máy kéo có tay cầm. Dựa vào trí nhớ, hắn nhìn vào vị trí mà, Diệt Phượng công tử, thực sự cải tạo máy kéo. Ở đó còn có 3 đệ tử Sở Gia, họ đang thực hiện công đoạn cải tạo máy kéo tay cầm cuối cùng cho Diệt Phượng công tử, sau đó họ lại phun lên chiếc máy kéo tay cầm số thứ tự tham gia thi đấu số 44. Đúng là một con số làm cho người ta nghẹn cả tim mà. Có điều nhìn tình hình này, thì trước khi ý thức của mình tiến vào cơ thể của Diệt Phượng công tử thì Diệt Phượng công tử đã cải tạo xong máy kéo tay cầm rồi. Chắc là trận pháp chống nước gì đó cũng đã làm xong hết cả rồi, như thế thì tốt. Ít nhất không cần lo lát nữa mang máy kéo tay cầm ra bờ biển, lúc cho nó xuống nước lại vì thiếu trận pháp chống nước mà bị chìm xuống dưới đáy biển. Thừa dịp vẫn còn chút thời gian, Tống Thư Hàng suy nghĩ rồi cong lưng xuống nhặt bảo đao bá toái lên. Cơ thể của hắn bị hai đệ tử Sở Gia dìu đi rồi nhưng bảo đao bá toái vẫn còn rơi trên mặt đất. Sau khi nhặt bảo đao bá toái lên, Tống Thư Hàng chuẩn bị tiếp tục luyện nghịch lân đao pháp. Nói không chừng, tình trạng mãng lác giữa ý thức của hắn và cơ thể của Diệt Phượng công tử chỉ là do nguyên nhân hai người vẫn chưa thích ứng được thôi cũng nên. Nếu là vậy thì hoạt động nhiều hơn một chút, luyện nghịch lân đao pháp một lúc, có khi có thể khiến cho ý thức của mình thích ứng với cơ thể của Diệt Phượng công tử. Nếu như trước khi trận đấu bắt đầu có thể khiến cho phản ứng đếm ngược 3 giây, khốn kiếp này biến mất thì tốt quá rồi. 3 giây sau,
Diệt Phượng công tử, bắt đầu thi triển bộ nghịch lân đao pháp kia. Long vũ thức, đao như rồng múa, tà ma không thể xâm phạm. Long lân thức, đao pháp biến thành long lân, bảo vệ toàn bộ cơ thể. Nghịch lân thức, chiêu thức phòng thủ mạnh nhất. Mặc dù có phản ứng đếm ngược nhưng Tống Thư Hàng vẫn từ từ thi triển hết ba chiêu này. Một lần, hai lần, ba lần. Sau khi thi triển ba lần, đột nhiên Tống Thư Hàng cảm thấy trong não hải có linh quang chợt lóe lên. Có vô số ý nghĩ từ não của hắn hiện lên, dung nhập vào ý thức của Tống Thư Hàng. Những linh quang và ý niệm đột nhiên hiện lên này là gần trăm lý giải về nghịch lân đao pháp và hơn 30 lý luận cơ sở về đao pháp. Tống Thư Hàng cảm thấy não của mình ngay tức khắc trở nên minh mẫn. Hắn lại thi triển nghịch lân đao pháp lần nữa. 3 giây sau, thân thể của Diệt Phượng công tử lại bắt đầu múa đao. Long vũ thức. Đao động, đường đao vạch ra giống như rồng đang bay múa. Tống Thư Hàng còn loáng thoáng nghe được trên bá toái đao có tiếng rồng gầm vang lên. Long vũ thức giống như thực sự có sự sống vậy, hóa thành rồng bay thật sự. Một đao chém ra có thể quét đi mọi đường tấn công vào người Tống Thư Hàng. Ngay sau đó, chiêu thứ hai, long lân thức chém ra. Đột nhiên có một luồng linh lực khổng lồ tràn ra từ cơ thể của Diệt Phượng công tử, nhập vào trong bảo đảo bá toái. Long lân thức chém ra, linh khí hóa thành đao khí lại hóa thành long lân. Ngay khi chém một đao này, mơ hồ có một con thanh long thân hình giống như rắn uốn lượn, bao quanh toàn thân Tống Thư Hàng, không để hắn chịu bất cứ thương tổn nào. Giờ khắc này Tống Thư Hàng như có thần trợ giúp vậy. Rõ ràng lúc trước nghịch lân đao pháp của hắn còn trúc chắc thì hiện giờ đã vô cùng lưu loát rồi. Chiêu cuối cùng, nghịch lân thức. Bá toái đao trong tay Tống Thư Hàng nhẹ nhàng xoay tròn một cái, thanh đao bị hắn nắm ngược trong tay. Sau đó, bá toái đao vạch một đường cong hình trăng khuyết trước mặt Tống Thư Hàng với một góc độ khó tin. Một đao chém hình vòng cung này cũng chính là vảy ngược của rồng. Nó bảo vệ cho bộ phận yếu ớt duy nhất trên cơ thể của con rồng, và cũng là lớp phòng ngự mạnh nhất trên mình rồng. Chiêu này cũng là chiêu thức mà trước kia Tống Thư Hàng cảm thấy rất khó hiểu. Chỉ chém một đường vòng cung ở trước cơ thể của mình thì tại sao là một chiêu phòng ngự mạnh nhất của nghịch lân đao pháp chứ? Nhưng giờ phút này, mượn cơ thể của Diệt Phượng công tử để chém ra một chiêu, nghịch lân thức, Tống Thư Hàng cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác hăng hái, dù cho thế công của kẻ địch có mạnh đến đâu thì chỉ cần dám tấn công chính diện hắn thì một chiêu, nghịch lân thức này sẽ ngăn cản toàn bộ công kích của kẻ địch. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng biết. Sự hăng hái này thực ra chỉ là một loại ảo giác mà thôi, nếu như uy lực đòn tấn công của kẻ địch đủ mạnh thì chỉ một chiêu hỏa cầu thuật cũng đủ để làm hắn biến thành cho bụi rồi. Lúc này Tống Thư Hàng cũng đã hiểu được nguyên nhân tại sao, nghịch lân thức, lại mạnh hơn hai chiêu, long vũ thức, và, long lân thức, trước đó rồi. Mà giờ phút này, sự lý giải và thấu hiểu của hắn với nghịch lân đao pháp hay nói cách khác là độ thông thạo với bộ đao pháp này đã đầy đủ. Lúc chém ra chiêu, nghịch lân thức, thì hắn đã hoàn toàn nắm bắt được nghịch lân đao pháp, trực tiếp đạt đến trình độ, đại thành. Dựa vào độ thông thạo của người sử dụng đối với vũ khí, công pháp thu chân, đạo thuật và các kỹ năng khác mà có thể chia độ thành thạo ra làm 4 tầng. Đầu tiên là, nhập môn, vừa nắm vững được một loại vũ khí nào đó. Tiếp đến là, tiểu thành, lúc này người sử dụng đã khá thông thạo loại vũ khí đó. Thứ ba là cảnh giới, đại thành, người sử dụng đã đạt đến trình độ vô cùng thông thạo. Lên cao nữa là cảnh giới, tông sư, có thể luyện một môn võ công đến mức vô cùng cao siêu, dung nhập cả kiến giải của bản thân vào đó. Phân chia cấp bậc độ thành thạo không rõ ràng như các cấp bậc tu chân. Cũng chỉ có bản thân người luyện mới có thể biết được độ thông thạo của bản thân với môn võ công đó như thế nào mà thôi. Đương nhiên, lúc này Tống Thư Hàng tuyệt không biết đến phân chia, độ thông thạo công pháp. Hắn chỉ cảm thấy, rõ ràng chỉ luyện có 4 lần mà hắn đã luyện thành bộ nghịch lân đao pháp này rồi sao? Cơ thể của Diệt Phượng công tử ngừng lại. Có chuyện gì thế? Rõ ràng lúc trước mình chỉ biết sắp xếp cái giá để nghịch lân đao pháp thôi mà nhỉ? Làm sao sau khi đổi sang cơ thể của Diệt Phượng công tử, chỉ luyện đơn giản có 4 lần là học được đao pháp rồi thế? Ta có thiên phú khủng bố ở phương diện đao pháp như thế sao? Tống Thư Hàng nghi hoặc nói. Thiên phú này đúng là nghịch thiên quá rồi đúng không? Không, không đúng. Sở dĩ có thể hiểu rõ được bộ nghịch lân đao pháp này chủ yếu là do lúc trước trong đại não đột nhiên xuất hiện gần 100 ý niệm linh cảm về đao pháp, còn có hơn 30 lý giải về cơ sở của đao pháp nữa. Dựa trên những linh cảm và cơ sở về đao pháp đó mà hắn mới có thể nắm bắt nghịch lân đao pháp một cách nhanh chóng như thế.
mà đại não này đương nhiên không phải là đại não của Tống Thư Hằng tiểu hữu, mà là đại não của Diệt Phượng công tử đó. Chương 432. Đây có được coi là mượn gà đẻ trứng không? Hay nên nói là mượn não của tiền bối để luyện đao pháp nhỉ? Tống Thư Hằng cảm thấy tăng độ thông thạo kỹ năng kiểu này thực sự sướng vô cùng luôn. Nếu như có thể khắc phục được tình trạng phản ứng đếm ngược 3 giây yêu thì còn hoàn mỹ hơn nữa. Vì thế, mang tâm trạng có quyền không dùng, quá hạn bỏ phí, Tống Thư Hằng đặt bảo đao bá toái xuống. Sau đó hắn luyện lại một lần tất cả những loại công pháp, đạo thuật mà mình biết. Kim cương cơ sở quyền pháp, bất động kim cương thân, quân tử vạn lý hành, còn có cự kình thiên trong tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công và chân ngã minh tưởng kinh nữa. Còn có 3 loại bí quyết sử dụng tinh thần lực nữa. Tiếp đó là trường tâm lôi, khống hỏa quyết. Thậm chí hắn còn nhàm chán thử cả quy thức thuật và xung điện thuật một lần. Chỉ có sư tử hống là Tống Thư Hằng không dám dùng, nếu như lúc này mà đột nhiên phát ra một tiếng gầm của sư tử, vạn nhất làm gián đoạn ý tưởng cải tạo, máy kéo tay cầm, của các vị tiền bối trong nhóm, nói không chừng còn bị các vị tiền bối trong nhóm ghim thù nữa cũng nên. Đến lúc đó, nhỡ may trong lúc thi đấu, có vị tiền bối nào đó dùng thủ đoạn vốn dĩ để dành cho Bạch Hạc Chân Quân lên người hắn, vậy không phải hắn sẽ sướng chết luôn rồi sao? Hiệu quả của việc luyện tập rất tốt. Tống Thư Hằng cảm thấy mức độ thông thạo của hắn đối với các loại công pháp của như cơ sở quyền pháp, quân tử vạn lý hành, hoàn thị trường tâm lôi và khống hỏa quyết đều cao hơn một bậc. Bởi vì Tống Thư Hằng gặp rất nhiều kỳ ngộ và chắc trở nên hắn thăng cấp rất nhanh, chỉ trong thời gian chưa tới 2 tháng, hắn đã tấn thăng lên cảnh giới nhị phẩm rồi. Vì thế, mức thành thạo kỹ năng của hắn thấp hơn những tu sĩ có cùng cấp bậc khác. Dù sao thời gian mà những tu sĩ bình thường khác sử dụng để tu luyện đến cảnh giới nhị phẩm thì đều dùng đơn vị tính là 5. Mức thông thạo kỹ năng của họ đều rất cao, đặc biệt là công pháp trụ cột của chủ tu nhất phẩm, mức độ thành thạo của họ đều từ đại thành trở lên. Còn Tống Thư Hằng, tuy rằng hắn mỗi ngày đều luyện tập chăm chỉ, chưa từng lãng phí một ngày nào nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ có thời gian chưa đến 2 tháng, cho dù hắn có nỗ lực tu luyện cả ngày lẫn đêm bộ kim cương cơ sở quyền pháp thì cũng chỉ đạt đến tiểu thành, còn cách đại thành hơn một nửa độ thành thạo nữa. Tuy rằng hắn vẫn luôn tìm cơ hội để sử dụng quân tử vạn lý hành nhưng độ thành thạo cùng lắm cũng chỉ đạt đến tiểu thành mà thôi. Đạo thuật trường tâm lôi chỉ mới đạt cấp nhập môn. Còn bây giờ, mượn não Diệt Phượng công tử luyện kỹ năng, Tống Thư Hằng cảm thấy độ thành thạo kỹ năng của bản thân tăng lên nhanh chóng. Dù cho là quyền pháp, thân pháp, công pháp hay đạo thuật thì cũng chỉ cần thi triển 2-3 lần là đã đạt được đến cấp đại thành. Loại cảm giác này, không cần nói cũng biết khoái như thế nào đến cả phản ứng, mạng lác 3 giây cũng trở nên đáng yêu luôn rồi. Tống Thư Hằng dám khẳng định, nếu bây giờ ý thức của mình quay về thân thể thì tuy rằng cấp bậc cảnh giới của hắn không tăng lên nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ tăng lên một bậc thôi đâu. Chậc chậc, cái phương pháp tu luyện, khống chế thân thể, này quá là tuyệt luôn, nếu sau này có một loại đao pháp hay công pháp nào mà mình luyện mãi không được thì có lẽ có thể đi cầu xin Diệt Phượng tiền bối giúp đỡ một chút. Tống Thư Hằng tự nhủ. Nên viết lời nhờ vả như thế nào thì tốt nhỉ? Diệt Phượng tiền bối, không xong rồi. Ta tu luyện công pháp XX lâu rồi mà không luyện thành, xin cho ta mượn đầu lâu, à không, mượn não của ngài, để ta luyện công pháp có được không? Cảm thấy tuyệt quá đi. Cuối cùng còn một chiêu hỏa diễm đao nữa. Tống Thư Hằng lại khống chế cơ thể của Diệt Phượng công tử, nhấc bá toái đao lên. Đao pháp này hắn lấy được từ trong ký ức của tán tu Lý Thiên Tố tiền bối. Tuy rằng đạo trưởng Xích Tiêu Tử đã nói, đây chỉ là một chiêu đao pháp tầm thường nhưng Tống Thư Hằng càng hiểu sâu hơn về chiêu hỏa diễm đao này thì càng thấy nó không tầm thường chút nào. Nhưng cấp bậc và cảnh giới của hắn vẫn chưa đủ cao, cũng không thành thạo chiêu hỏa diễm đao này, nên hoàn toàn không có cách nào phát huy được bá khí và uy lực của chiêu thức ấy. Nếu như hắn có thể mượn não của Diệt Phượng công tử để nâng cao độ thành thạo đối với kỹ năng hỏa diễm đao mà Xích Lôi Tử tiền bối đã truyền dạy thì có lẽ hắn có thể phát huy được uy lực thật sự của chiêu đao pháp này. Không để cho nó bị lãng quên nữa. Muốn là làm. Trước tiên Tống Thư Hằng nhớ lại lúc ở trong mộng, hắn nhìn thấy đao ý hủy diệt cả thiên địa phát ra khi Xích Tiêu Tử đạo trường sử dụng hỏa diễm đao. Hắn tùy ý lật cổ tay lại. Một chiêu hỏa diễm đao chém ra, đao quang chợt lóe, nhanh nhẹn mạnh mẽ khó ai địch nổi. 3 giây sau, Tống Thư Hằng chớp chớp mắt, cái gì vậy, lửa đâu? Không phải trên thân đao có ngọn lửa rực cháy sao? Nhưng bây giờ trên thân đao sạch sẽ bóng loáng, chả có cái quái gì cả. Hơn nữa, lần này,
trong não của Diệt Phượng công tử cũng không cung cấp linh cảm hay kiến thức cơ bản về hỏa diễm đao. Không có hiệu quả ư? Tống Thư Hàng nhíu mày lại. Chẳng lẽ tư thế xuất đao vừa rồi của mình không đúng ư? Thế là hắn nhớ lại đao ý mà Xích Tiêu Tử đạo trưởng phát ra, cổ tay hắn lật một cái, lại chém ra một chiêu hỏa diễm đao. Ánh đao chợt lóe. Nhưng, lần này cũng giống lần trước, vẫn không có tí hiệu quả gì. 3 giây sau, Tống Thư Hàng thu lại chiêu hỏa diễm đao. Hắn bắt đầu yên lặng suy ngẫm. Xem tình hình này thì quả nhiên chiêu hỏa diễm đao này khác với những công pháp mà hắn đã tu luyện trước đây, cho dù có mượn não của Diệt Phượng công tử thì cũng không thể nâng cao độ thành thạo hỏa diễm đao. Xem ra, sau này phải bỏ ra nhiều thời gian hơn để luyện hỏa diễm đao mới được, Tống Thư Hàng thầm nhủ trong lòng. Chiêu hỏa diễm đao đặc biệt này đáng để mình bỏ ra nhiều thời gian để luyện tập hơn. Có lẽ sẽ có một ngày, hắn có thể giống như Xích Tiêu Tử đạo trưởng, một chiêu xuất ra, đốt cháy nhật nguyệt, thiêu đốt thiên địa. Trong lúc suy tư thì ở đằng xa, mấy vị đệ tử Sở gia đang giúp đỡ Diệt Phượng công tử cũng đã hoàn thành phần việc của mình, họ đi về phía Diệt Phượng công tử. Đã cải tạo xong máy kéo tay cầm rồi, họ đến báo cáo với Diệt Phượng công tử một tiếng. Cùng lúc Diệt Phượng công tử cải tiến xong máy kéo tay cầm thì các đạo hữu khác cũng lần lượt hoàn thành công việc cải tạo của mình. Tiếp đó chỉ cần đợi, trọng tài, và, khán giả, mà Bạch Tôn giả đã liên hệ đến đông đủ là cuộc thi máy kéo tay cầm có thể khai mạc rồi. Ở một nơi khác, đồng chí Tư Mã Giang của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu vẫn từ từ lái chiếc xe chuyển phát nhanh, tiếp tục đi ngày càng xa trên con đường, lạc đường. Không được rồi, lạc đường thật rồi, Tư Mã Giang dừng xe lại, xoa bóp huyệt thái dương của mình, trên mặt hắn đầy vẻ khổ não. Vùng phụ cận quanh đây thay đổi rất nhiều. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn đã lái xe dọc theo tuyến đường này rất lâu rồi nhưng trong lúc bất chi bất giác lại lái xe về chỗ cũ, trong thời gian dài như thế, hắn tựa như vẫn chỉ đi vòng tròn. Chỉ có thể nói, hôm nay Tư Mã Giang quá đen đủi. Rạng sáng ngày hôm nay chính là lúc diễn ra trận đấu đoạn thiên đài giữa Sở gia và Hư kiếm phái. Vì để ngăn không cho người bình thường xông nhầm vào đoạn thiên đài, làm gián đoạn trận đấu nên cao thủ hai bên đã bố trí mê trận cấp thấp ở vùng phụ cận đoạn thiên đài, dùng để ngăn cản người bình thường. Vốn dĩ sau khi trận đấu kết thúc, cao thủ hai bên sẽ hủy bỏ mê trận này rồi mới rời khỏi. Nhưng, trận đấu đoạn thiên đài hôm nay lại xảy ra vấn đề. Sau khi thất bại, Hư kiếm phái buồn bã rời khỏi đoạn thiên đài. Hơn nữa, bởi vì hôm nay bên phe Sở gia có nhiều vị tiền bối trong giới tu chân đến tọa trấn như thế nên đệ tử của Hư kiếm phái căn bản không dám ở lại để giải trừ trận pháp. Mà người của Sở gia thì vì địa bàn gia tộc đột nhiên xảy ra chuyện nên vội vội vàng vàng quay về rồi, cũng không kịp phái người ở lại giải trận pháp. Vì thế, đồng chí Tư Mã Giang vòng đi vòng lại ở trong mê trận, cuối cùng hoàn toàn mất phương hướng. Ai, nếu như lúc này có thể gặp được một người tốt bụng thì tốt quá rồi. Như thế mình có thể thuận tiện hỏi đường luôn, Tư Mã Giang thầm nói. Hay là, đồng chí Tư Mã Giang hãy nhận mấy đơn hàng chuyển phát nhanh của nhóm Cửu Châu số 1 để lấy thêm chút may mắn đi. Vừa mới cầu nguyện xong thì hắn liền nghe thấy có tiếng xe đua truyền đến. Tư Mã Giang vui mừng quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng mình. Nhưng ngay sau đó, mặt hắn liền co giật. Hắn nhìn thấy một thứ có 4 bánh, hình dáng như thuyền độc mộc. Đang phát ra âm thanh như xe đua và lao thẳng về phía hắn. Hơn nữa tốc độ của cái thứ này nhanh vãi đạn. Đây là cái của nợ gì thế nhỉ? Tô Văn Khúc, nam, đạo hiệu Đề Đao Thư Sinh, là con trai duy nhất của Hằng Hỏa Chân Quân ở Bạch Vân Thư Viện của Nho Môn. Dù mới chỉ 48 tuổi thôi nhưng hắn đã là tu sĩ cấp bậc chiến vương tam phẩm rồi. Bạch Vân Thư Viện chính là môn phái của người yêu của Tàng Thiên Câu, Chu Ly Ngọc Cầm Tiên Sinh Âu Dương Viện. Mấy năm gần đây, người của Nho Môn ngày càng cách biệt với thế giới bên ngoài, rất ít khi đi lại ở nhân gian. A Thất tiền bối của nhóm Cửu Châu số 1 từng muốn tìm một người trong Nho Môn để tỉ thí nhưng chẳng tìm thấy ai cả. Tô Văn Khúc cũng sống một cuộc sống cao thâm sâu sắc giống như phần lớn các đệ tử Nho Môn khác. Còn có một điều đáng nhắc tới nữa là, đạo hiệu thật sự của Tô Văn Khúc là Ngọc Kiếm Thư Sinh mới đúng. Nhưng có một lần, hắn giao đấu với một đệ tử của Ma Môn ở trong mật cảnh. Bội kiếm tùy thân bị đối thủ dùng binh khí đánh gãy. Lúc đó hắn quyết đoán nhặt đại khảm đao từ dưới đất lên, dùng đao để múa chiêu thức của kiếm, ấy thế mà lại vô cùng uy mãnh, làm cho kẻ địch vội vàng tháo chạy. Đợi lúc sau viện binh của Bạch Vân Thư Viện tới nơi, sau khi nhìn thấy một màn này, thì biệt danh, Đề Đao Thư Sinh, cứ thế mà truyền đi, về sau,
không biết tại sao mà khi nhắc tới Tô Văn Khúc thì mọi người đều lập tức nghĩ đến cái tên, Đề Đao Thư Sinh. Đạo hiệu thực sự, Ngọc Kiếm Thư Sinh, của hắn thì lại không có ai nhớ cả. Tô Văn Khúc quỳ luôn. Lúc này, Tô Văn Khúc đang lái chiếc xe chuyên dụng của hắn là Nhất Diệp Cô Châu, chuẩn bị đi đến ven biển. Hắn đã hẹn với mấy người bạn tốt của mình tìm nơi nào đó để đua xe. Hắn có nghe phụ thân Hằng Hỏa Chân Quân của mình nhận một cuộc điện thoại, nghe nói ở khu vực ven biển có một vị tiền bối đang muốn tổ chức một cuộc thi rất đặc biệt, hình như cũng là một cuộc thi đua xe thì phải. Phụ thân đã được mời đi làm trọng tài rồi, hình như vị trí tổ chức cũng là ở khu vực ven biển. Mấy trò như đua xe thật sự rất thú vị. Đua xe cũng chính là sở thích của hắn. Đợi hắn đua xe với bạn xong thì vừa hay có thể đi xem thi đấu luôn rồi. Cứ lái, hắn đột nhiên nhìn thấy có một chiếc xe chuyển phát nhanh đỗ ở ven đường. Chương 433. Tô Văn Khúc là một thư sinh quân tử chân chính, quân tử có tấm lòng lương thiện, bắt đầu từ chính hành động của bản thân. Vì thế, hắn cho xe, Nhất Diệp Cô Châu, đi chậm lại, từ từ tiến lại gần chiếc xe chuyển phát nhanh kia. Lúc đến gần chiếc xe đó, Tô Văn Khúc đột nhiên hơi nhíu mày lại, hắn cảm giác bản thân đã đi vào trong trận pháp của tu sĩ. Huyễn trận ư, ra là thế, anh bạn chuyển phát này không cẩn thận xông vào huyễn trận rồi, Tô Văn Khúc lập tức hiểu ra, tại sao anh bạn chuyển phát này lại có vẻ mặt chán nản đến thế. Nhưng mà, nếu như nơi đây đã bị bày huyễn trận thì nên cẩn thận một chút. Các tu sĩ bày ra huyễn trận là vì không muốn để người bình thường bị cuốn vào chuyện thị phi, trước mặt có thể đang diễn ra trận đấu của các tu sĩ, hoặc cũng có thể đang xảy ra chuyện gì đó mà không muốn để cho người phàm nhìn thấy. Vì thế, mau đưa anh bạn chuyển phát nhanh này rời khỏi huyễn trận thôi. Hơn nữa, còn phải đi xa một chút, tránh cho xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Trong lúc đang suy nghĩ thì hắn đã đến gần chiếc xe chuyển phát nhanh. Ấy, chiếc xe chuyển phát nhanh này tốt đấy chứ, có vẻ chiếc xe này đã được cải tiến một cách tỉ mỉ rồi, Tô Văn Khúc rất tinh mắt, chỉ nhìn một cái là đã nhìn ra chỗ đặc biệt của chiếc xe này. Nhìn bề ngoài thì chiếc xe này chỉ là một chiếc minibus bình thường mà thôi. Nhưng lốp xe, thân xe, kính xe, còn có tiếng của động cơ xe đều không giống bình thường, cả chiếc xe gần như đều đã được cải tiến. Nếu như chiếc xe này chạy hết tốc lực thì tốc độ tuyệt đối không chậm đâu. Thú vị thật, nơi này còn cách khu vực ven biển một đoạn đường khá dài. Chỉ bằng để anh bạn này đua với hắn một đoạn, thỏa mãn sở thích đua xe của hắn. Đương nhiên, nếu như anh ta không muốn đua với hắn, hắn cũng sẽ không bắt ép người ta. Dù sao, những người có xuất thân từ Bạch Vân Thư Viện đều là chính nhân quân tử cả. Nghĩ đến đây, Tô Văn Khúc liền đỗ xe ở bên cạnh chiếc xe chuyển phát nhanh. Nhìn bề ngoài thì Nhất Diệp Cô Châu có hình dáng giống như một chiếc thuyền độc mộc, nhưng trên thực tế, nó chính là một con thuyền độc mộc. Tiền thân của nó chính là phương tiện giao thông thông thường ở Bạch Vân Thư Viện Nhất Hiệt Thiên Châu. 3 năm trước, có một chiếc Nhất Hiệt Thiên Châu bị hỏng, không thể sửa chữa được. Vì thế, Tô Văn Khúc liền vui vẻ xin phụ thân chiếc thuyền bị hỏng ấy, đồng thời cải tiến nó thành một chiếc xe đua cho mình. Còn đổi cho nó một cái tên khác là Nhất Diệp Cô Châu nữa chứ. Sau khi đỗ xe lại, Tô Văn Khúc hạ kính xe xuống, vẫy tay với anh nhân viên chuyển phát nhanh kia, này ông anh, có phải anh đang gặp rắc rối gì không? Có cần giúp đỡ không? Lúc này biểu cảm của Tư Mã Giang rất bình tĩnh, hắn cũng là một người đàn ông đã trải qua đủ mọi sóng to gió lớn rồi. Tuy rằng chiếc xe đua của người kia có hình dáng hơi kỳ quái, nhưng nói không chừng là do người ta thích như thế thì sao? Tư Mã Giang trước giờ không bao giờ can thiệp vào sở thích của người khác, đây là tố chất nghề nghiệp. Tư Mã Giang gật đầu đáp, đúng thế, cậu em. Tôi quả thật gặp phải một vài rắc rối. Tôi bị lạc đường, tôi đã đi lòng vòng ở đây cả ngày trời rồi mà không tìm thấy đường ra. Nếu nhìn ngoại hình thì Tô Văn Khúc giống như một cậu thanh niên hơn 20 tuổi thôi, thế nên, Tư Mã Giang gọi hắn là cậu em. Ha ha ha, chỗ này đích thực có chút kỳ lạ, Tô Văn Khúc vừa cười vừa nói, sau đó hắn nhướng mày với Tư Mã Giang, ông anh, xe của anh ngầu lắm, chắc tốn nhiều công để cải tiến lắm nhỉ. Tư Mã Giang nghe thấy thế thì lập tức mặt mày hớn hở, có cảm giác giữa đường gặp được chi âm a, cũng bình thường thôi. Chủ yếu là để thuận tiện chuyển bưu kiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, vì thế tôi cải tiến nó thích ứng với mọi loại địa hình. Cứ cải tiến mãi nó liền biến thành như bây giờ. Sau khi cười xong, Tư Mã Giang cũng nháy mắt một cách khoa trương với chiếc xe đua của chàng thanh niên nọ, xe của cậu em cũng rất thú vị đấy, tạo hình đặc biệt, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Chiếc xe có hình dáng kỳ lạ là thế nhưng lại chạy rất nhanh,
cậu bạn này chắc cũng đã tiêu tốn không ít tiền vào nó đâu nhỉ. He he, ông anh quá khen rồi. Hay là, hai chúng ta thử đua xem, Tô Văn Khúc nhướng mày, cười hì hì nói. Tư Mã Giang nghe vậy liền ngại ngùng lắc đầu. Hắn chỉ vào đằng sau của mình, nơi đó có một cái thùng to, e là không được rồi, tôi phải chuyển chỗ bưu kiện chuyển phát nhanh này đi đã. Vậy thì tiếc quá, Tô Văn Khúc cười khẽ, nếu đã vậy thì ông anh đi theo tôi đi. Tôi đưa anh ra khỏi đây, nhưng mà phải theo sát đấy, nếu như lạc đội thì anh sẽ lại vòng về chỗ cũ nữa đấy. Tư Mã Giang nói với vẻ đầy cảm kích, vậy thì thật sự cảm ơn cậu em nhiều lắm. Đừng khách sáo, chuyện nhỏ như con thỏ thôi ấy mà, Tô Văn Khúc phất phất tay, đóng cửa kính con xe Nhất Diệp Cô Châu của mình lên. Tiếp đó, hắn đạp chân ga, Nhất Diệp Cô Châu tăng lên vận tốc 100 km/h trong vòng một giây, phù, một cái là phóng ra xa rồi. Tư Mã Giang ở phía sau cười khổ, tốc độ nhanh thế này lại còn bắt mình phải theo sát nữa, đây có khác gì đua xe đâu chứ. Có điều lúc này hắn cũng không kịp nói nhiều, mau mau đi theo cậu thanh niên đó rời khỏi cái nơi chết tiệt này mới là chuyện quan trọng. Vì thế Tư Mã Giang cũng đạp chân ga, chiếc xe nhìn có vẻ rất cồng kềnh, động cơ phát ra âm thanh nặng nề, nó phi về phía trước với tốc độ hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài của nó. Chiếc xe chuyển phát bắt đầu lăn bánh, tuy đã bị Tô Văn Khúc bỏ một đoạn nhưng nó vẫn bám sát theo đuôi chiếc xe Nhất Diệp Cô Châu, không bị bỏ khoảng cách quá xa. Vì nguyên nhân thân xe cồng kềnh nên khởi động chậm là điều khó tránh khỏi. Nhưng tính năng của chiếc xe này quả là siêu việt, sau khi tăng tốc thì động lực rất mạnh mẽ. Đi ở phía trước, khóe miệng Tô Văn Khúc nhếch lên, quả nhiên là một chiếc xe tốt. Nếu lần sau có cơ hội gặp lại, nhất định phải đua một trận ra trò với hắn mới được. Hai chiếc xe một trước một sau lao vùn vụt về phía trước. Chỉ trong thời gian ngắn đã xông ra khỏi huyễn trận. Tiếp tục đi một đoạn nữa là phải tạm biệt với anh bạn chuyển phát rồi, Tô Văn Khúc thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc đang nghĩ ngợi thì sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Hắn lập tức thả chân ga, giảm tốc độ của xe. Bởi vì hắn nhạy cảm phát hiện ra, trách về phía đông ở phía trước có khí tức mạnh mẽ đang chuyển động. Chỉ tính riêng cấp bậc từ Linh Hoàng trở lên đã có hơn 40 người rồi, còn có tới mấy cường giả có khí tức không kém gì cha hắn Hằng Hỏa Chân Quân nữa. Đậu mé! Đi nhầm hướng rồi sao? Tô Văn Khúc thầm nghĩ. Hắn vốn muốn đưa anh bạn chuyển phát nhanh này rời khỏi huyễn trận, đồng thời cách xa đám tu sĩ ở trung tâm huyễn trận. Nhưng thật không ngờ, khó khăn lắm mới rời khỏi huyễn trận thì lại đi nhầm hướng, xông thẳng vào chỗ mấy tu sĩ rồi. Hơn nữa dựa vào khí tức mạnh mẽ ở phía trước thì có thể đoán được, đằng trước chắc hẳn có một nhóm các tu sĩ tiền bối đang tụ tập với nhau. Không được, không thể tiếp tục đi về phía trước nữa. Không được mời mà tự mò đến, rất có thể sẽ làm cho các vị tu sĩ tiền bối chán ghét. Huống chi đằng sau hắn còn có một người phàm nữa chứ. Nếu như phía trước thật sự có các vị tiền bối giới tu chân tụ họp luận đạo thì rất có thể sẽ xảy ra dị tượng khi luận đạo. Người thường chỉ cần vừa đến gần là đã không chịu đựng được những ảnh hưởng mà dị tượng xảy ra khi luận đạo mang đến rồi. Nếu như vẫn cứ cố tiến vào thì thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tranh thủ lúc vẫn chưa đến gần. Nhanh chóng đưa anh nhân viên chuyển phát ở đằng sau quay đầu rời khỏi thôi, Tô Văn Khúc nghĩ. Sau đó, hắn chuyển hướng, hắn định xông vào huyễn trận lần nữa rồi rời khỏi đây từ một hướng khác của huyễn trận. Ngay vào lúc Tô Văn Khúc quay đầu chuyển hướng thì đột nhiên hắn nhìn thấy trước mặt có một vật sáng chói bay tới. Đó là thứ gì vậy? Nhìn qua thì hình như giống ám khí thì phải. Nhưng mặc kệ nó là cái gì thì bây giờ cũng phải phóng hết tốc lực để chạy đã. Hắn không muốn để Nhất Diệp Cô Châu va vào cái thứ quỷ quái kia đâu. Vì thế, Tô Văn Khúc linh hoạt di chuyển thân xe, tránh được vật thể phát sáng kia với một kỹ thuật tuyệt đẹp. Tránh đẹp lắm, kỹ thuật có chỉ số độ khó 9,98. Ở phía trước, Tô Văn Khúc nhờ vào thần kinh phản xạ nhanh nhạy của tu sĩ và tính năng mạnh mẽ của Nhất Diệp Cô Châu để tránh thoát ám khí phát sáng kia. Nhưng còn người vẫn bám sát theo hắn là Tư Mã Giang thì không có thần kinh phản xạ nhanh nhẹn đến vậy. Xe của hắn cũng không có tính năng trâu bò thế kia. Vì thế, vật thể có hình dạng như ám khí kia va vào xe của Tư Mã Giang với tốc độ siêu nhanh. Tư Mã Giang không thể tránh được, trước khi hắn kịp phản ứng thì ám khí đã rơi vào cửa xe của hắn rồi. Tư Mã Giang bị dọa nhảy dựng lên. Sau đó, hắn thấy rõ hình dáng của vật phát sáng kia. Hình như là một vật có hình dạng giống một lá bùa thì phải. Nói đúng hơn thì, đây là một tờ giấy A4 với đủ các loại phù văn kỳ quái.
chỉ có điều tờ giấy A4 này lại phát ra ánh sáng rực rỡ. Đây là cái gì thế? Trong lòng Tư Mã Giang đầy nghi hoặc. Đang suy nghĩ thì, đột nhiên tốc độ xe của Tư Mã Giang bắt đầu nhanh lên, chỉ trong thời gian 2 giây, tốc độ xe của hắn nhanh đến mức nổ cả công tơ mét rồi. Đúng thế, thật sự nổ công tơ mét đấy. Trong chớp mắt, vận tốc của xe đã vượt qua 300 km/h, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng nhanh, không ngừng tăng tốc độ. Đậu mé, có chuyện gì thế này? Xe của ta không thể nào nhanh như thế được, không thể nào có tốc độ nhanh như thế được đúng không? Phanh lại, mau phanh lại đi. Tư Mã Giang lập tức nhả chân ga và đạp vào phanh xe. Tốc độ của xe bắt đầu chậm lại, nhưng, như thế vẫn còn rất nhanh, cho dù không đạp chân ga mà chỉ dựa vào quán tính của xe lúc trước thì cũng là một tốc độ đáng sợ rồi. Càng đáng sợ hơn là, rõ ràng hắn đã cắn chặt răng đạp phanh xe rồi mà xe chỉ chậm lại có một tí tẹo tèo teo thôi, thậm chí vận tốc của xe lại còn bắt đầu tăng lên nữa chứ. Sao lại thế này? Hắn đã nhả chân ga và đạp phanh xe rồi, tại sao tốc độ xe không chậm lại mà còn tăng lên chứ? Chẳng lẽ là do phanh xe hỏng rồi? Hay là mình đạp nhầm rồi, mình nhầm chân ga thành phanh xe đúng không? Không phải. Tư Mã Giang là một tài xế có nghề, tuyệt đối sẽ không phạm những sai lầm cấp thấp như thế này. Nhưng bây giờ, tình trạng xe chạy ngày càng nhanh, không thể phanh xe được là sao đây? Dừng lại đi, mau dừng lại nhanh lên, Tư Mã Giang hét lên, hắn nắm thật chặt vô lăng, tinh thần tập trung cao độ, đề phòng trường hợp xe chạy với tốc độ quá nhanh sẽ va phải vật gì đó. Làm sao bây giờ? Ở phía sau, Tô Văn Khúc trợn to hai mắt dõi theo chiếc xe chuyển phát nhanh lao vun vút giống như ngựa hoang thoát cương. Nhanh thật đấy, Tô Văn Khúc nói, với góc độ là người bình thường thì tốc độ của chiếc xe này đã nhanh vô đối rồi. Nhưng hình như chiếc xe này bị mất khống chế rồi thì phải. Không được, nếu cứ tiếp tục như thế thì anh bạn chuyển phát nhanh sẽ gặp nguy hiểm mất. Ông anh mau đạp phanh xe đi, tôi tới cứu anh đây, Tô Văn Khúc hét lớn. Nhờ có chân khí nên giọng nói của hắn truyền vào tai của Tư Mã Giang rõ mồn một. Chương 434. Tô Văn Khúc hận mình không phải là tu sĩ cảnh giới tứ phẩm, nếu như đạt tứ phẩm rồi thì hắn có thể ngự kiếm phi hành, cứu anh bạn chuyển phát nhanh từ trong xe ra rồi. Không hay rồi, đằng trước là nơi các vị tu sĩ tiền bối trong giới tu chân họp mặt đấy, Tô Văn Khúc sốt ruột nói. Nếu như đằng trước là các vị tiền bối của đạo môn, Phật môn hoặc là nho môn thì đối với người xông nhầm vào, họ chỉ cười cho qua thôi, cùng lắm thì xóa đi một đoạn ký ức của người đó. Nhưng nếu như là tu sĩ của ma môn hay yêu môn đang tụ tập thì anh bạn chuyển phát này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tô Văn Khúc liều mạng thay đổi phương hướng của Nhất Diệp Cô Châu, đuổi theo Tư Mã Giang. Mà vào lúc này, các vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đã phát hiện ra Tư Mã Giang và chiếc xe chuyển phát nhanh đang xông thẳng đến hướng đoạn tiên đài. Có chuyện gì thế này? Có người phàm xông vào sao? Ấy, hình như chiếc xe này mất khống chế rồi. Hơn nữa, tốc độ của chiếc xe này cũng có chút kỳ quái, tốc độ của nó đã vượt qua giới hạn của một chiếc xe ô tô bình thường rồi. Trên xe có dấu tích của pháp thuật, có người đã sử dụng trận pháp gia tốc với chiếc xe này. Tóm lại, ai đó đứng ra dừng chiếc xe đó lại đi, nếu cứ để nó tiếp tục xông tới như thế thì nói không chừng sẽ va hỏng máy kéo tay cầm mất. Lúc này, Bạch Hạc Chân Quân xung phong đứng ra nhận việc, để ta đi cho, ta có pháp thuật tinh hóa, có thể khu trừ tất cả đạo thuật tăng công suất và đạo thuật không tốt. Bạch Hạc Chân Quân cảm thấy bây giờ hắn đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, các đạo hữu đã ngứa mắt hắn lắm rồi. Lúc Bạch Tôn Giả không ở đây, Bạch Hạc Chân Quân sẽ không bước vào trạng thái, phen cuồng, đầu óc hắn vẫn còn sáng suốt lắm. Hắn biết, lúc này chính là lúc hắn đứng ra giải quyết vấn đề, giành lấy hảo cảm của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1. Cố dành nhiều hảo cảm một tí, dù sao thì cũng không mất tiền mà. Nói không chừng chính một hai điểm hảo cảm đó sẽ giúp hắn lát nữa ít chịu khổ trong cuộc thi máy kéo tay cầm cũng nên. Vì thế, Bạch Hạc Chân Quân bay đi, nhẹ nhàng hạ xuống trên đỉnh chiếc xe chuyển phát nhanh. Hắn nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân khiến chiếc xe mất khống chế, đó chính là tờ giấy A4 có chứa đầy các phù văn kia, tìm thấy rồi, nguyên nhân khiến cho tốc độ của chiếc xe này đột nhiên tăng nhanh chính là lá bùa này ư. Lúc này Bạch Hạc Chân Quân đang ở trong trạng thái tàng hình, một người phàm như Tư Mã Giang không thể nhìn thấy hắn được. Nhìn tình hình này thì không cần dùng đến pháp thuật tịnh hóa nữa, chỉ cần xé lá bùa đó xuống thì trạng thái gia tốc của xe sẽ tự được giải trừ thôi, Bạch Hạc Chân Quân nói. Nhưng mà,
chỉ cần dùng một tờ giấy A4 mà đã có thể viết ra trận pháp gia tốc, tu vi phù văn của người viết mạnh đến nhường nào đây. Vừa nghĩ Bạch Hạc Chân Quân vừa giơ tay lên chuẩn bị xé tờ giấy A4 kia xuống. Nhưng ngay lúc chuẩn bị cầm vào tờ giấy thì hắn lại ngây ra. À, khí tức trên tờ giấy này, ừ, không sai đâu, đúng là khí tức của Bạch tiền bối rồi. Trong nháy mắt, Bạch Hạc Chân Quân tiến vào trạng thái, phen cuồng hết thuốc chữa. Trên này chỉ có một chút khí tức của Bạch tiền bối thôi, chắc là có ai đó đã tiến hành cải tạo dựa trên cơ sở là giấy viết bùa khổ A4 của Bạch tiền bối. Nhưng mà đây là giấy viết bùa do đích thân Bạch tiền bối chế tạo ra đấy. Là bảo vật vô giá đấy, Bạch Hạc Chân Quân kích động nói. Ta phải cất kỹ tờ giấy viết bùa này mới được, phải để nó trở thành một phần quan trọng trong kho tàng vật phẩm mà ta siêu tầm được. Nếu như một ngày nào đó trong tương lai, ta có thể cầu hôn Bạch tiền bối thành công thì những thứ này sẽ là chứng nhân cho tình yêu của ta. Bạch Hạc Chân Quân cứ thế lạc vào trong hoang tưởng của bản thân, không cách nào thoát khỏi. Sau đó, chiếc xe chuyển phát nhanh vẫn không ngừng tăng tốc, hoàn toàn không hề dừng lại. Nếu cứ để nó đi như thế thì thật sự sẽ đâm phải đống máy kéo có tay cầm kia mất. Rốt cuộc Bạch Hạc Chân Quân đang làm cái trò khỉ gì thế? Tên này lại lạc vào trạng thái kỳ quái khỉ gió nào nữa đây? Trong thời điểm quan trọng hắn đúng là vô dụng mà, thôi bỏ đi, để ai khác lên dừng chiếc xe đó lại đi. Trong lúc đang nói chuyện thì có một bóng người từ trong chỗ các đạo hữu bay ra. Ố, Diệt Phượng đạo hữu ư? Bắc Hà tán nhân nghi hoặc nói, từ khi nào Diệt Phượng công tử lại tích cực như thế vậy? Không giống bình thường tí nào. Diệt Phượng công tử, cũng chính là Tống Thư Hàng bây giờ cảm thấy vô cùng buồn bực. Thông qua nhục thân của Diệt Phượng công tử, hắn có thể nhìn thấy chiếc xe chuyển phát nhanh ở phía xa và người quen của hắn là anh nhân viên chuyển phát nhanh Tiểu Giang. Vào lúc nhìn thấy Tiểu Giang, hắn theo bản năng muốn xông lên dừng chiếc xe đó lại và cứu Tiểu Giang ra, dù gì thì cũng là người quen cũ mà. Nhưng ngay sau đó, Tống Thư Hàng nhớ ra hiện tại mình đang ở trong thân thể của Diệt Phượng công tử, lại còn có phản ứng đếm ngược 3 giây nữa chứ. Nếu như giờ mình xông lên cứu người thì rất có thể sẽ gây ra hỗn loạn mất. Việc có liên quan đến tính mạng của Tư Mã Giang, vẫn nên mời các vị tiền bối đứng bên cạnh đây đi cứu hắn thì tốt hơn. Nhưng trong lúc hắn đang suy nghĩ thì, cơ thể của Diệt Phượng công tử đột nhiên phi ra. Cái ý nghĩ muốn đi cứu Tư Mã Giang lúc trước, sau 3 giây được cơ thể chấp hành rồi. Nhưng lúc xông lên được một nửa thì cơ thể của Diệt Phượng công tử đột nhiên ngừng lại. Bởi vì cái ý nghĩ việc này có liên quan đến tính mạng của Tư Mã Giang, không thể tùy tiện ra tay cứu người lúc sau của hắn có tác dụng rồi. Vì thế, tình cảnh bây giờ biến thành, Diệt Phượng công tử bất ngờ xông ra từ trong đám người sau đó đứng chắn ngay con đường phía trước của xe chuyển phát nhanh. Chiếc xe chuyển phát phi thẳng về phía hắn với một tốc độ khủng khiếp. Diệt Phượng công tử vẫn đang ở trong trạng thái tàng hình nên Tư Mã Giang không thể nào nhìn thấy sự tồn tại của hắn được. Tống Thư Hàng, chết cờ MNR. Xem tình hình này thì mình phải học cách dự đoán trước động tác, làm giảm ảnh hưởng mà phản ứng đếm ngược 3 giây, đúng là gánh nặng đường xa mà. Tốc độ của chiếc xe càng ngày càng nhanh, sắp sửa đâm vào Diệt Phượng công tử đến nơi rồi. Cơ thể của Diệt Phượng công tử tự động di chuyển, xuất phát từ bản năng tự phòng ngự của cơ thể, hắn giơ hai tay lên, trên chiếc nhẫn ngọc thạch ở ngón tay hắn có ánh sáng hiện lên. Trong chớp mắt, có 4 lớp khiên bảo hộ màu xanh lam hiện lên trước mặt Diệt Phượng công tử. Nhìn có vẻ vô cùng kiên cố. Cái gì, đợi đã, không được. Nếu như dùng khiên bảo hộ để chặn chiếc xe đó lại thì lực va chạm mạnh như thế sẽ làm Tư Mã Giang mất mạng mất thôi. Trong lòng Tống Thư Hàng hiện lên ý nghĩ này. Hắn vừa nghĩ như thế thì kết cấu khiên bảo hộ 4 tầng đột nhiên xảy ra thay đổi. Lớp khiên bảo hộ màu xanh nhìn qua vốn rất kiên cố nổi lên một lớp sóng, rồi biến thành hình dạng giống như thể lỏng vậy. Bùm! Chiếc xe chuyển phát va vào 4 lớp khiên bảo hộ dạng lỏng, lực va chạm lớn làm nó đâm vỡ 2 lớp khiên bảo hộ đầu tiên ngay lập tức. Nhưng lớp khiên thứ 3 và thứ 4 có lực đàn hồi lớn, bao chặt xung quanh chiếc xe đó. Hơn nữa, lớp khiên bảo hộ có tính mềm dẻo đàn hồi, nó giữ lấy chiếc xe rồi quay nó lại. Cứ như thế, chiếc xe chuyển phát nhanh giống như một con rùa đang quay đầu vậy, không thể động đậy. Cuối cùng cũng dừng được nó lại một cách an toàn rồi. Tống Thư Hàng tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Đúng vào lúc này, có lẽ trong lúc xoay lại thì Tư Mã Giang đã vô tình ấn vào cái nút nào đó. Chương 435, ta có cách chạy theo súng hiệu rồi. Khi nhìn thấy một thùng bưu kiện chuyển phát nhanh to như thế, mắt của Tống Thư Hàng co giật.
kích cỡ này, hình dáng này làm cho hắn có cảm giác sẽ đột nhiên có một vũ nhu tử hay một tô thị A thập lục từ bên trong nhảy ra vậy. Ai da, không xong rồi, ta bị xe đè rồi, lúc này, một giọng nói truyền vào trong tai Tống Thư Hàng. 3 giây sau, Diệt Phượng công tử cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy người vốn đáp xuống trên đỉnh xe chuyển phát là Bạch Hạc Chân Quân lúc này lại bị đè dưới đáy xe. Nhìn qua thì đúng là một tai nạn giao thông bi thảm. Chỉ có điều, bây giờ trên mặt của Bạch Hạc Chân Quân chứa đầy sự hưng phấn, làm nhạt hẳn sự bi thương của tai nạn giao thông đi. Lúc này, Bạch Hạc Chân Quân đang cẩn thận từng ly từng tí cầm một tờ giấy A4 trong tay. Trên tờ giấy đó là một trận pháp phù văn đã được cải tạo, còn có cả trận pháp động lực hệ phong rất mạnh nữa. Bạch Hạc Chân Quân vô cùng cẩn thận cất tờ giấy A4 đó đi. Mặc kệ là vị đạo hữu nào trong nhóm làm mất, một khi đã rơi vào tay hắn thì là đồ của hắn rồi. Đây là bảo vật có liên quan đến Bạch tiền bối đấy. Mà sau khi bị mất đi lá bùa tăng tốc, thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Tống Thư Hàng nhìn vào bên trong chiếc xe lần nữa, túi khí an toàn trong xe đã bật ra, đồng chí Tư Mã Giang cuối cùng vẫn bị hôn mê rồi. Cho dù khiên bảo hộ của Diệt Phượng công tử đã chuyển thành khiên dạng lỏng có đàn hồi thì lực va chạm với chiếc xe chuyển phát đang chạy tốc độ cao vẫn không hoàn toàn bị triệt tiêu, vẫn còn một phần lực va chạm tác động lên chiếc xe và Tư Mã Giang. Tống Thư Hàng thở dài một hơi, khống chế cơ thể của Diệt Phượng công tử, đi vào từ thùng xe rồi vác Tư Mã Giang đang hôn mê ra ngoài. Lúc trèo lên xe, hắn nhìn thấy chiếc hộp bưu kiện chuyển phát bị rơi dưới đất. Tống Thư Hàng thử tìm ở trên thùng hàng và nhanh chóng nhìn thấy đơn chuyển phát nhanh. Trên đơn không có thông tin nào của người gửi cả, ở phần người nhận thì chỉ thấy dòng chữ thân gửi bạn ta Sở Khang Bá, còn có địa chỉ của một thôn nhỏ ở bên ngoài địa bàn của Sở Gia. Cái thôn kia là do người của Sở Gia đặc biệt lập ra, đó là nơi chuyển để nhận phát nhanh thông thường và là trạm trung chuyển để tộc nhân giao lưu với thế giới của người bình thường. Sở Khang Bá, đó không phải là lão tổ của Sở Gia sao? Tống Thư Hàng thầm nói. Nhìn vào cái hộp to như thế, nếu như không có hai chữ, bạn ta, thì một thùng chuyển phát nhanh với kích cỡ thế này rất dễ khiến cho một vài quý ông hiểu lầm đó nha. Nếu đã là chuyển phát nhanh của lão tổ Sở Gia vậy thì cứ để cho đệ tử của Sở Gia mang đi luôn đi, Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Vì thế, hắn giơ tay ra cầm lấy thùng chuyển phát nhanh, tay kia thì đỡ lấy Tư Mã Giang, bước về phía chiếc xe mà cơ thể của mình đang ở tạm. Diệt Phượng đạo hữu, giúp ta nâng chiếc xe này lên với. Tư thế này của ta không thể dùng sức được, ở phía sau, Bạch Hạc Chân Quân lên tiếng. Tống Thư Hàng. Mà đúng lúc này, ở đằng sau có một giọng nói vang lên. Vị tiền bối này, xin đợi một chút, là Tô Văn Khúc, Nhất Diệp Cô Châu của hắn cũng đã đuổi kịp tới đây rồi. Từ xa hắn đã nhìn thấy, Diệt Phượng công tử, một tay đỡ anh bạn chuyển phát, tay còn lại thì cầm thùng chuyển phát nhanh. Vì thế, hắn có hơi lo lắng cho anh nhân viên chuyển phát nhanh kia nên bèn lên tiếng. Tống Thư Hàng điều khiển cơ thể của Diệt Phượng công tử đi đến bên cạnh chiếc xe, hơi móc chân lên. Chiếc xe cồng kềnh bị lộn một vòng, giải thoát cho người vẫn đang bị kẹt dưới xe là Bạch Hạc Chân Quân. Sau đó, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn Tô Văn Khúc nhảy từ trên Nhất Diệp Cô Châu xuống. Đúng là một thư sinh có phong độ nhẹ nhàng, Tô Văn Khúc đầu đội khăn vuông, người mặc nho sam, eo buộc ngọc kiếm. Đây hoàn toàn là hình tượng bản thân sau này trong lòng Tống Thư Hàng. Cho nên, khi vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Tô Văn Khúc thì ngay lập tức tăng cộng 10 điểm hào cảm. Vãn sinh là Ngọc Kiếm thư sinh của Bạch Vân Thư Viện xin bái kiến các vị tiền bối, Tô Văn Khúc cong người nho nhã hành lễ, giống như một thư sinh xuyên không từ cổ đại về vậy. Bạch Hạc Chân Quân đang đứng ở một bên vỗ bụi bẩn trên người mình, vừa nghe thấy thế thì đột nhiên xen vào, Tô Văn Khúc của Bạch Vân Thư Viện ư. Ồ, ta nhớ ra rồi. Người chính là con trai duy nhất của Hằng Hỏa Chân Quân đúng không? Đạo hiệu của ngươi không phải là Đề Đao thư sinh sao? Khóe miệng Tô Văn Khúc ngay lập tức co rút mãnh liệt, tiền bối, đó chỉ là do các đạo hữu trêu ghẹo đặc biệt danh cho ta thôi. Đạo hiệu của vãn sinh vẫn là Ngọc Kiếm thư sinh. Hóa ra là thế, có điều biệt danh của ngươi còn khí phách hơn đạo hiệu của ngươi đấy, Bạch Hạc Chân Quân gật nhẹ đầu. Miệng của Tô Văn Khúc lại co rút lần nữa. Vì cái biệt danh Đề Đao thư sinh của Tô Văn Khúc mà hảo cảm của Tống Thư Hàng với hắn lại cộng 10 điểm nữa. Thế cho nên, hắn rất vui vẻ mở miệng hỏi, Tô đạo hữu có việc gì sao? Khụ khụ, tiền bối, thật ra việc là thế này, cái anh nhân viên chuyển phát nhanh trên vai người ấy, thực ra là do ta dẫn nhầm đường nên hắn ta mới xông vào chỗ tụ hội của các vị tiền bối. Ngàn sai vạn sai đều là sai lầm của vãn sinh,
vì thế, xin các vị tiền bối đừng trách phạt hắn, Tô Văn Khúc cẩn thận nói. Tống Thư Hàng rất sửng sốt, 3 giây sau, hắn cười đáp, Tô Đạo Hữu hiểu lầm rồi, chúng ta không có ác ý gì với Tiểu Giang đâu. Ta và Tiểu Giang cũng coi như có duyên gặp mặt vài lần. Thấy hắn hôn mê nên ta đang chuẩn bị đưa hắn sáng bên cạnh để nghỉ ngơi một lát, tiện thể kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn luôn. Anh bạn chuyển phát nhanh này lại có duyên với tiền bối ư. Tô Văn Khúc nghe đến đây bèn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người ta không chết vì ta là được rồi. Sau khi biết được Tư Mã Giang không sao cả thì lực chú ý của Tô Văn Khúc ngay tức khắc chuyển sang những chiếc máy kéo tay cầm xếp thành hàng kia, hắn cũng chú ý đến những vị tiền bối đang chuẩn bị cải tạo máy kéo tay cầm nữa. Cải tạo xe và đua xe là sở thích lớn nhất của Tô Văn Khúc. Cho dù đó chỉ là máy kéo tay cầm thì Tô Văn Khúc cũng cảm thấy rất thú vị. Đồng thời, lúc nhìn thấy nhiều máy kéo có tay cầm như thế Tô Văn Khúc lập tức liên tưởng ngay đến nội dung cuộc điện thoại của Hằng Hỏa Chân Quân, gần đây giới tu chân sẽ có một cuộc thi đua xe rất đặc biệt trên. Chẳng lẽ, cuộc thi đua xe đó chính là cuộc thi máy kéo có tay cầm ư? Suy đoán của Tô Văn Khúc nhanh chóng được chứng thực. Phụ thân của hắn Hằng Hỏa Chân Quân đã từ nơi xa xôi ngàn dặm đến đây rồi, Hằng Hỏa Chân Quân vừa đáp xuống một mảnh đất trống gần đoạn tiên đài. Còn có rất nhiều vị tiền bối của giới tu chân cùng đến đây với phụ thân hắn. Ví dụ như Giao Bá Chân Quân xưng bá ngũ hồ tứ hải. Ví dụ như người 50 năm trước tấn thăng lên làm tôn giả, danh tiếng vang khắp thiên hạ Toàn Phong tôn giả. Ví dụ như nhân vật vô cùng thần bí của giới tu chân Ních Nam Hồ Đạo Nhân. Nghe nói hắn và thiên đình đời trước có quan hệ rất phức tạp. Lại ví dụ như Thanh Tiêu Kiếm Quân, người đã kết hợp đạo pháp hệ lôi và kiếm thuật để sáng tạo ra một bộ kiếm pháp riêng cho mình. Người tới đều là các vị cao nhân tiền bối danh tiếng lẫy lừng trong giới tu chân. Những vị tiền bối cao nhân này đều đặc biệt tới đây để làm trọng tài cho cuộc thi máy kéo tay cầm, hoặc là đến xem thi đấu. Cũng có người nhận được lời mời của Bạch Tôn Giả, đến đây để tham gia thi đấu. Ví dụ như Giao Bá Chân Quân chẳng hạn. Mà đồng thời, trong số các vị tiền bối đang cải tạo máy kéo tay cầm cũng có vài vị có tiếng tăm lẫy lừng. Họ đứng ra tiếp đón những vị khách từ ngàn dặm xa xôi đến đây. Ví dụ như, vị tiền bối vẫn luôn chơi đùa với kinh ba kia lại là Hoàng Sơn Chân Quân nổi tiếng của giới tu chân. Lại ví dụ như vị đạo nhân đang yên lặng trang bị thêm cho máy kéo đủ loại vũ khí hiện đại hóa kia, lại là tu sĩ thiên tài cổ Hà Quan Chân Quân. Ví dụ như con khỉ lớn kia, đó là tiền bối Cuồng Đao Tam Lãng nổi tiếng đấy. Không thể ngờ được Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối là một con yêu tinh khỉ. Hắn đang vừa đi vừa chém gió với các đạo hữu khác. Ngoài ra còn có vị thiên tài đấu chiến Phật Tông Tạo Hóa Pháp Phương cơ bắp cuồn cuộn, tóc dài bay bay nữa. Ấy, đợi đã nào, có chỗ nào đó không đúng rồi. Tạo Hóa Pháp Phương, tóc dài bay trong gió á. Lúc này... Hai mắt của Tống Thư Hàng sáng ngời nhìn chằm chằm vào mái tóc mới của Tạo Hóa Pháp Vương. Trí nhớ của Tống Thư Hàng hắn tốt lắm đó. Lúc trước, khi các vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 giết huyết ma, Tạo Hóa Pháp Vương đã sử dụng chiêu, siêu Saiya phiên bản đầu chọc biến thân thành chân thân của chiến Phật. Lúc biến thân, tóc của Tạo Hóa Pháp Vương tiền bối đều cuốn theo chiều gió hết rồi. Nhưng bây giờ, sao Tạo Hóa Pháp Vương lại có một bộ tóc đen bóng mượt thế kia? Tóc của Tạo Hóa tiền bối mọc ra kiểu gì thế? Là đạo thuật à? Là đạo thuật khiến tóc người ta mọc dài ra sao? Vừa nghĩ đến đây, hai mắt của Tống Thư Hàng lập tức sáng bừng lên. Đợi sau khi cuộc thi, máy kéo có tay cầm, kết thúc, nhất định phải xin Tạo Hóa tiền bối dạy cho mình loại pháp thuật ngầu bá cháy này mới được. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mặt trời đã ngả về Tây. Tuy nhiên, ở một khu vực ven biển trên đất Hoa Hạ, có một nơi vắng người sinh sống. Hôm nay, nơi này lại là chỗ quy tụ của hơn 1.000 người với đủ loại hình thù kỳ quái. Bọn họ đều nghe ngóng được tin tức nên mới đến đây để xem cuộc thi, máy kéo tay cầm, lần thứ nhất của giới tu chân rốt cuộc là cuộc thi như thế nào. Sở dĩ chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có nhiều tu sĩ tụ tập đến đây như vậy chủ yếu là do có các vị, tu sĩ tiền bối, tiếng tăm lừng lẫy được mời đến để làm giám khảo, trọng tài. Vì ở trong môn phái của mình, họ rất có danh vọng. Vì thế liền có rất nhiều đệ tử truyền tin tức đi, vội vàng hẹn với các hảo hữu, sư huynh đệ, sư tỷ muội cùng qua đây, trở thành một thành viên trong hàng ngũ khán giả. Ngoài ra, những đệ tử sở gia giúp các vị tiền bối cải tạo máy kéo lúc trước cũng được lôi từ đoạn tiên đài sang khu ven biển này, đồng thời trở thành khán giả của cuộc thi luôn. Cơ thể của Tống Thư Hàng,
nhân viên chuyển phát từ Mã Giang và thùng bưu kiện to tướng cùng được mang đến đây luôn thể. Lúc này, Linh Điệp Tôn Giả, Bạch Tôn Giả hiện lên trên khoảng không của trường đấu. Hai vị tôn giả cảm thấy rất hài lòng với đường đua mà mình đã xây dựng. Đảm bảo các đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 sẽ có một ký ức tốt đẹp, cả đời khó quên cho mà xem. Toàn Phong đạo hữu, đợi lát nữa cuộc thi bắt đầu còn phải làm phiền ngươi làm trọng tài bắn súng hiệu đấy, Bạch Tôn Giả nói với Toàn Phong Tôn Giả. Đây là vinh hạnh của ta, Toàn Phong Tôn Giả gật đầu đáp. Năm đó, khi chưa tấn thăng làm tôn giả, người ta gọi Toàn Phong Tôn Giả là Tối Huyễn Phong Triều Chân Quân, gọi tắt là Huyễn Phong Chân Quân. Toàn Phong Tôn Giả giao thiệp rộng rãi, thích làm việc thiện, nhưng hắn cũng rất thích làm trọng tài bắn súng hiệu. Hắn thích nhất là những vị trí nổi bật như thế. Hơn nữa, Toàn Phong Tôn Giả cũng quyết rồi, người ta đều nói là tất cả vào vị trí. Chuẩn bị, xuất phát, móc lửng. Nhưng hôm nay hắn muốn đổi mới một lần, hắn sẽ hô là tất cả vào vị trí. Chuẩn bị, 1,2, 3,4, 5,6 xuất phát. Móc lửng. Tống Thư Hàng tràn đầy tự tin bước đến bên cạnh chiếc máy kéo có tay cầm của mình. Phản ứng đếm ngược 3 giây là cái thá gì? Không làm khó được Tống Thư Hàng ta đâu. Bình thường khi các trọng tài bắn súng hiệu, sau khi hô tất cả vào vị trí. Chuẩn bị, xong thì 2, 3 giây mới nổ súng. Nói cách khác, khi cuộc thi bắt đầu, chỉ cần lúc trọng tài bắt đầu hô, chuẩn bị, hắn ra mệnh lệnh lái xe là được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 435.